Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chiếu phim anime. Ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình theo dõi bộ anime mới nhất nhé. Let's go! Nhân vật chính của chúng ta tên là Futazo, vì gia cảnh nghèo khó mà ăn uống cũng rất kham khổ. Cậu vào căng tin gọi một suất cơm thịt bò nhưng lại kêu người ta không cho thịt vào bên trong để được giảm tiền. Là chàng trai sống nội tâm thích khóc thầm nên Futazo không giao lưu với bất kỳ ai trong trường, kể cả ăn cũng ngồi một mình luôn, nhưng hôm nay run rủi thế nào lại đụng chúng phải một cô gái tóc đỏ. Cả hai không ai chịu nhường đối phương, thế là đành ngồi ăn cùng nhau luôn. Sự kiện chấn động này cũng khiến mọi người xung quanh vô cùng bất ngờ vì trước đến nay chưa bao giờ thấy cậu ngồi ăn với gái. Còn Futazo thì vô cùng bàng hoàng trước sức ăn của cô gái trước mặt, chỉ là ăn chưa thôi mà có cần phải làm quá vậy không? Giá trị một suất ăn có khi gấp 10 lần suất ăn của cậu luôn rồi. Cô gái này tên là Itsuki, thấy cậu vừa ăn vừa học bài thì khinh thường nghĩ rằng chỉ những tên học dốt mới như vậy. Nhưng khi nhìn thấy bài kiểm tra đạt 100 điểm tối đã của cậu thì vô cùng ghen tị vì vốn dĩ Itsuki học rất yếu, cô cho rằng đây chính là định mệnh và mở lời nhờ thanh niên giúp đỡ. Tuy nhiên với bản tính vô cảm của mình thì dĩ nhiên là cậu không thèm để tâm rồi, còn bảo Itsuki ăn vừa thôi không lại hóa thành con lợn. Đúng lúc này Futazo nhận được tin nhắn của em gái nói rằng nhà cậu có thể trả được hết nợ, bố cậu vừa nhận được một công việc bán thời gian. Vừa hay có gia đình vô cùng giàu có mới chuyển đến và muốn tuyển gia sư cho con cái của họ với mức lương cao gấp 5 lần thị trường. Futazo nghe xong thì rất lấy làm ngờ vực, cơ mà nếu không đi làm thì chỉ có nước bán một quả thận mà trả nợ thôi. Theo như miêu tả của em gái thì con gái vị đại gia kia không ai khác chính là cô gái hôm nay đã ngồi ăn với cậu ở căng tin. Nhìn vào bộ đồng phục cũng đủ để hiểu ra cảnh nhà cậu ta giàu đến mức nào rồi. Futazo lúc này rất hối hận vì hôm qua đã cư xử không đúng với Itsuki, thế là tìm cách làm thân lại với cô. Cơ mà cơ hội chỉ đến một lần trong đời thôi, không biết nắm bắt thì để đứa khác xơi hộ. Vừa quay lưng bỏ đi thì một cô gái khác với tóc hồng và tâm hồn to tròn chạy theo thăm dò xem có phải Futazo thích Itsuki không. Nhưng cậu vốn dĩ không thích người ngoài chõ mõm vào chuyện của mình nên không muốn nói nhiều. Ai ngờ cái chạm tay lại khiến cô gái có chút rung động nhẹ, còn bảo cậu có vấn đề gì thì cứ tìm chị Daichika này đây. Trong lúc đang rối trí không biết nên tiếp cận Itsuki với vai trò gia sư như thế nào thì cô gái có mái tóc cam như đuôi bò bỗng xuất hiện trước mặt Futazo với một dáng ngồi rất kỳ lạ, còn đưa ra hai bài kiểm tra 100 điểm và 0 điểm hỏi đâu mới là bài kiểm tra của cậu. Nhưng với trình độ của Futazo thì dĩ nhiên là bài 100 điểm rồi, lại còn nhận xét cậu là một kẻ cô đơn buồn bã và thiên tài. Cô gái này còn theo cậu tới phòng thay đồ, đòi Futazo phải cảm ơn mình cho bằng được, nhưng mục đích lại chính là để làm quen với cậu. Tan học, Futazo bám theo để xin lỗi Itsuki, khổ nỗi cô không đứng một mình mà luôn có bạn bè xung quanh. Đang ẩn nấp thì một cô gái tiến đến và hỏi cậu không có việc gì làm hay sao mà cứ đi theo dõi con gái nhà người ta thế, còn suýt nữa định gọi điện báo cáo cậu nữa chứ. Lần theo dấu vết cuối cùng Futazo cũng tìm đến được một tòa nhà to sụ, đang định lẻn vào thì bị hai đứa con gái trông có vẻ gấu chó chặn lại. Cậu liền liều mình lao vào bên trong nhưng lại không kịp thang máy nên đành leo thang bộ đến tầng 30 và đã gặp được Itsuki ở đây. Itsuki nói cô cần về nhà ngay vì gia sư sắp đến, nhưng Futazo lại cho cô biết một thông tin sốc đến tận óc rằng cậu chính là gia sư của cô. Tuy nhiên sau hàng loạt việc làm của cậu ngày hôm qua thì đương nhiên Itsuki không còn cái nhìn tốt về Futazo nữa rồi. Cô nhất định từ chối nhưng thanh niên cũng có thích dạy cô đâu, tất cả là vì hoàn cảnh gia đình nên mới buộc phải làm vậy thôi. Bất ngờ hơn, Futazo không chỉ phải dạy cho một mình Itsuki mà còn cả bốn chị em song sinh của cô nữa, đều là những cô gái đã từng cù nhây với cậu trước đó. Người đầu tiên có mặt trong buổi học ngày hôm nay là Josuba, cô còn lịch sự mang tới một cốc nước khiến cậu cảm động đến mức muốn ôm cô một cái. Josuba liền dẫn Futazo đi thăm thú phòng của cả năm người bọn họ và nhiệm vụ của cậu là phải gom đủ cả bốn người còn lại xuống học. Đầu tiên là Itsuki nhưng cô vẫn cay vụ hôm qua nên nhất quyết không chịu học, còn bảo việc mình nhờ cậu làm gia sư ở căng tin hôm qua chỉ là một phút bốc đồng thôi. Tiếp theo là Miku, người được mệnh danh là thông minh nhất nhà, mặc cho cậu quỳ xuống xin xỏ vẫn cứ là say goodbye. Cô gái giỏi võ mồm Nino thì để cậu gõ cửa muốn dụng năm đầu ngón tay cũng không thèm mở cửa. Cuối cùng là chị Daichika lúc này vẫn đang nằm ngủ, phòng của cô có thể nói không khác gì một cái chuồng lợn. Futazo định kéo chăn để gọi Ichika dậy cơ mà cô lại không mặc quần áo mới chết chứ, suýt nữa thì lộ hết cả hàng họ người ta. Bằng một cách thần kỳ nào đó cuối cùng cậu cũng gom đủ 5 người bọn họ xuống phòng khách nhưng mỗi người mỗi việc. Không chịu tập trung gì cả khiến thanh niên vô cùng chán nản, không vì phải trả nợ cho gia đình thì có trả lương gấp 10 lần cũng xin là xin vĩnh biệt cụ. Nino liền mời cậu ăn thử bánh cô làm và hứa nếu cậu chịu ăn sẽ chăm chỉ học hành, vì miếng cơm manh áo Futazo cũng đành ăn thử, một miếng rồi hai miếng, Nino còn tốt bụng mời cậu uống nước nữa chứ. Cơ mà hình như có gì đó sai sai, sao đầu óc tự dưng lại choáng váng thế này. Và thế là F5 đã thành công úp sọt được cậu, họ tống Futazo lên taxi và đưa về nhà.
Khi tỉnh dậy, cậu vô cùng chóng váng vì chi phí cho chuyến đi này cao ngất ngưởng. Cũng may là được Itsuki quẹt thẻ hộ. Trước khi ra về, cô bảo cậu hãy từ bỏ suy nghĩ làm gia sư của bọn họ đi, nhưng đời nào Futazo chịu, cả một mớ tiền đang chờ đón cậu kia mà. Đúng lúc này, em gái của Futazo ra ngoài đón anh trai, thấy học trò của anh cũng đang ở đây liền nhanh mồm nhanh miệng mời Itsuki ở lại ăn bữa cơm. Định mời cho có thôi, ai ngờ cô ở lại ăn cơm thật, bữa tối hôm nay có cà ri và trứng cuộn. Trong lúc ăn, em gái Jaiha hỏi cậu về tình hình gia sư thế nào rồi, Futazo phải nói dối là vẫn ổn. Cô bé rất vui vì cuối cùng mọi người cũng có công ăn việc làm để trả nợ. Itsuki bây giờ mới biết được mục đích đi làm của Futazo. Sau bữa ăn, Jaiha đã nói với Itsuki rằng tuy anh trai có thể là một kẻ hạ đẳng sĩ diễn nhưng cũng sở hữu rất nhiều phẩm chất tốt, lại còn mời cô lần sau tiếp tục ghé qua dùng bữa. Itsuki cũng không ngại ngùng mà đồng ý với lời mời của Jaiha. Cô cũng hiểu thêm về gia cảnh của Futazo nên quyết định sẽ nhận cậu vào làm gia sư cho năm chị em. Futazo nghe xong thì xúc động vô cùng, cậu đã nghĩ ra một chiến lược dạy học để giúp cả bốn chị em nhà Itsuki có thể đỗ tốt nghiệp và ra trường, không lại mang tiếng là con nhà giàu mà học dốt. Hôm sau, Futazo đã có mặt tại căn hộ của năm chị em, cậu đưa ra một bài kiểm tra để cả năm cùng làm và hứa nếu mỗi người bọn họ đạt được 50 điểm thì sẽ không bao giờ đả động đến nữa. Itsuki xung phong làm trước vì cô đã chán ngán cái gương mặt này rồi, muốn đuổi đi cho khuất mắt. Cả năm chị em đều rất quyết tâm và kết quả đúng là xứng đáng, bọn họ đã đạt được 100 điểm nhưng mà là 100 điểm của 5 người cộng lại. Cơ mà mấy cái con mắm này học thì dốt như bò nhưng cứ thấy sách vở thì lại cong đít bỏ chạy khiến cậu vô cùng bất lực. Futazo không ngờ việc cân bằng giữa học và đi dạy lại khó đến thế, hôm qua cậu đã phải thức tới đêm muộn để ôn bài vì thế sáng nay suýt nữa thì đi học muộn. Trong khi mình phải cuộc bộ đến trường thì bộ năm chị em nhà kia thong dong ngồi xế hộp bạc tỷ, bọn họ thừa nhận mình có khuyết điểm nhưng không cần cậu phải can thiệp vào mà muốn tự mình giải quyết. Futazo liền hỏi cả đám một câu hỏi xem họ chuẩn bị ôn thi cho bài kiểm tra sắp tới đến đâu rồi, nhưng cả năm đều cứng họng, rồi là tự mình giải quyết giữa trưa. Rõ ràng là giữa bọn họ đang có một khoảng cách rất lớn, vì vậy bằng mọi giá tìm ra cách để giành lấy lòng tin của từng người một. Lúc này cậu phát hiện Miku đã làm đúng câu hỏi vừa rồi trong bài kiểm tra nhưng lại không trả lời nên chưa. Hôm đó, thanh niên đã lấy lý do muốn uống thử trà xanh matcha của cô Hồng tiếp cận và làm rõ vấn đề này. Nhưng chưa kịp thăm dò được gì thì đã bị nhỏ Josuba và Ichika phá đám. Đã thế, Josuba lại còn hào hứng khoe với cậu về bài kiểm tra tiếng Anh được 0 điểm nữa chứ, đúng là hết thuốc chữa. Ichika nói với Futazo rằng tuổi trẻ ta nên cháy hết mình với thứ được gọi là tình yêu, còn học hành thì để sau, hôm nay không học thì mai học đi đâu mà vội. Nhưng Futazo đã ngay lập tức phản đối, với cậu tình yêu chính là thứ sàm lờ nhất, không được cái tác dụng mẹ gì còn khiến việc học bị sao nhãng. Cả hai tự dưng chuyển hướng sang hỏi Miku có người yêu chưa, khiến mặt cô đỏ như trái gấc và vội vã quay đầu bỏ đi. Biểu hiện này mà không phải là do bị đánh trúng tim đen thì tôi đâm đầu xuống đất. Sau khi trở về lớp học, Futazo nhận được một lá thư đến từ phía Miku, đại khái là hẹn cậu lên sân thượng vì có việc riêng muốn nói. Futazo bất chợt nghĩ tới biểu cảm của Miku ở căng tin, kết hợp với lá thư này, không lẽ Miku định tỏ tình mình thật sao? Tan học, Futazo ngay lập tức có mặt tại sân thượng, cậu đang rất nóng lòng muốn biết điều mà Miku chuẩn bị nói là gì. Đúng như lời hẹn, Miku đã đến, cứ nhìn cái biểu cảm e thẹn này của cô là biết chuyện gì sắp xảy ra, cậu toát hết cả mồ hôi hột. Tai mở to hết cỡ để lắng nghe từng câu từng chữ thốt ra từ miệng của Miku, cơ mà kết quả lại khiến cậu hụt hẫng như rơi từ trên cao xuống dưới đất. Miku chỉ muốn hẹn cậu lên đây để nói ra đáp án của câu hỏi kia mà thôi, nhưng Futazo vẫn không hiểu liền chạy theo và đã vô tình làm rơi mất điện thoại của Miku. Cậu cũng vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại của cô là gia huy của gia tộc Takeda. Miku lúc này ngượng chín cả mặt, cô thừa nhận với cậu rằng người tình trong mộng của mình chính là những vị lãnh chúa thời chiến quốc. Trong khi tất cả các bạn trên lớp đều thích những anh chàng diễn viên ca sĩ nổi tiếng thời nay thì cô lại đi say đắm mấy ông già nhiều dâu trong lịch sử. Miku thấy chuyện này thật kỳ quặc nên cô đã giấu nhẹm nó đi và không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Futazo thấy đây là cơ hội vàng liền flex về việc mình vừa được 10 điểm môn lịch sử và gã Miku tham gia lớp học của cậu để biết thêm nhiều kiến thức hơn về các vị lãnh chúa. Nhưng sau khi nghe Futazo nói rằng cậu biết nhiều kiến thức lịch sử hơn mình thì cô vô cùng tức giận, liền đưa ra một lố câu hỏi cho thanh niên nhưng dĩ nhiên là cậu có thể trả lời được hết không sai lấy một chữ. Trên đường về, Miku liền mua cho cậu một lon trà xanh thay cho lời cảm ơn, nhưng thực chất nó có ẩn chứa một câu chuyện lịch sử trong đó mà cậu không hề biết. Miku thấy vậy thì nói suy nghĩ lại về việc sẽ nhận cậu làm gia sư. Futazo không chịu thua, cậu đã đến thư viện mượn về một đống sách lịch sử để nghiên cứu. Quyết định sẽ cho Miku biết thế nào là lễ hội và hẹn cô tỉ thí một trận để phân định thắng bại. Nhưng Miku đã nhân lúc Futazo mải trả lời câu hỏi để đánh bài chuồn. Lại còn lợi dụng ngoại hình giống nhau của năm chị em để đánh lừa Futazo mình là Josuba, khiến cậu không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Cả hai sau đó cùng nhau chơi trò đố anh bắt được em. Futazo đuổi theo mồm không ngừng nói về việc cậu đã dành 2 ngày vừa qua để nghiên cứu các kiến thức lịch sử. Trình độ bây giờ có thể nói là ngang với các nhà sử học. Cả hai vừa chạy vừa thở hồng hộc lại vừa trao đổi kiến thức với nhau. Futazo nhanh chóng nảy số và trả lời được tất cả các câu hỏi mà Miku đưa ra, không hiểu là họ đang học lịch sử hay thể dục nữa đây. Chạy một hồi cuối cùng cũng đã thấm mệt, bọn họ nằm dài ra sân cỏ thở hổn hển. Miku nóng hết cả người liền cởi tất chân ngay tại đó khiến Futazo vô cùng ngượng ngùng liền lấy cớ đi mua nước. Cậu đã mua đúng loại nước trà xanh mà cô thích lại còn bồi thêm trong này không có gì mũi đâu. Thì ra là đang ẩn dụ về câu chuyện hôm trước có liên quan đến giai thoại Ishida uống ly trà có gì mũi của Otani. Chính Yotsuba là người đã lên Google và tra giúp cậu về giai thoại này. Đến đây Miku dặn cậu không được nói sở thích này cho những người chị em khác vì trong năm chị em cô luôn nghĩ mình là đứa thảm hại nhất. Nhưng công việc của Futazo là kèm cả năm người cùng học vì vậy thanh niên quyết tâm sẽ phải làm mọi cách để cả năm chị em bọn họ tốt nghiệp với nụ cười trên môi. Trước đó Futazo từng cho rằng điều này là bất khả thi nhưng bọn họ là chị em sinh năm cơ mà, cái gì người này làm được thì chắc chắn người kia cũng sẽ làm được. Cậu liền đưa ra bằng chứng về bài thi lần trước, cả năm người bọn họ không ai đúng cùng một câu, cậu tin rằng nếu cố gắng thì chị em họ đều có thể tự mình đạt được 100 điểm. Miku nghe xong thấy cũng dịu dịu nhưng mồm thì vẫn bảo Futazo đang đặt quá nhiều hy vọng lên chị em bọn họ rồi. Thế là ngày hôm sau không chỉ có Yotsuba mà Miku cũng tới, ban đầu cô có vẻ ngại ngùng chỉ lẳng lặng đi về phía giá sách và cầm lấy 3 quyển sách lịch sử. Sau đó bắt Futazo phải chịu trách nhiệm với sự nghiệp học hành của mình, còn Futazo thì vỗ ngực phành phạch bạn ơi bạn cứ tin ở tôi. Đúng như đã hẹn, hôm sau Futazo đã có mặt trước cửa tòa nhà nhưng cậu gặp phải vấn đề là không biết cách mở cửa. Miku cũng vừa hay đi mua đồ về, cô liền hướng dẫn cậu cách mở khóa tự động để vào bên trong. Vẫn như mọi ngày nhiệm vụ của ông cháu là đi dong dục năm cô xuống học bài, phòng Ichika thì vẫn không khác nào cái chuồng lợn, đồ đạc vứt ngổn ngang mỗi nơi một chỗ còn cô thì vẫn ngái ngủ. Yotsuba tìm được bộ đồ rất người lớn của Ichika, cô còn khuyên em gái nên mặc bộ đồ này thay vì mấy bộ đồ trẻ trâu kia khiến Yotsuba vô cùng xấu hổ với Futazo. Cơ mà anh đây méo quan tâm, việc của cậu bây giờ là đi dạy học chứ làm gì có thời gian để ý mấy cái khác. Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực thì cũng tập hợp được 5 con mắm, Yotsuba và Miku thì đã nghiêm chỉnh chấp hành, Itsuki lại muốn học một mình còn Ichika thì chỉ thích ngồi nhìn thôi. Riêng có con mắm Nino chỉ khoái phá đám người khác, cô nói với Yotsuba rằng đội bóng rổ đang cần người dự bị. Mặc dù rất nghe lời Futazo nhưng Yotsuba lại thuộc dạng không biết từ chối, nhờ gì làm đấy nên cô quyết định bỏ buổi học và đi theo tiếng gọi của bóng rổ. Tiếp theo lại nhắc đến lịch làm thêm của Ichika khiến cô ba chân bốn cẳng bỏ đi luôn, Itsuki thì cần một không gian yên tĩnh hơn như thư viện chẳng hạn, và cuối cùng còn lại đúng Miku. Mặc cho chị gái nói ngang nói dọc đủ thứ nhưng cô vẫn không để ý, Nino phát hiện cả em gái và Futazo đang có mối quan hệ thân thiết hơn bình thường liền quay sang châm chọc cô. Vốn dĩ Nino là người ưa vẻ đẹp bên ngoài trong khi Miku lại khoái vẻ đẹp bên trong vì vậy cả hai tỏ ra rất xung khắc, cuối cùng họ quyết định thi thố nấu ăn xem ai mới là người chiến thắng. Trong khi cô chị Miku nấu món bánh kếp đậu Hà Lan vô cùng đẹp mắt thì cô em Miku lại cho ra lò món cơm chiên trứng, Futazo bất đắc dĩ trở thành giám khảo. Vì không muốn mất lòng cả hai nên cậu đành phải khen hai món đều ngon, lần đầu có người khen mình như vậy nên Miku vô cùng hạnh phúc còn Nino thì tức giận bỏ đi. Thanh niên không hiểu lý do vì sao mà Nino lại có ác cảm với mình đến như vậy, nhưng Miku lại giải thích rằng chỉ cần cậu tỏ ra mình thật sự đáng tin tưởng thì Nino sẽ đáp lại thôi, nhưng làm thế nào để có được sự tin tưởng thì cô lại không nói. Vừa ra khỏi cửa Futazo chợt nhận ra cậu đã để quên thẻ ghi nhớ ở trên nhà, cơ mà lúc này Miku lại đang tắm nên bảo cậu tự lên mà lấy. Vừa mở cửa bước vào trong thì gặp ngay Miku khoác mỗi chiếc khăn tắm hớ hênh và đang ngồi sấy tóc. Futazo rón rén bước đến lấy đồ để còn ra về nhưng lại phát hiện người con gái đang ngồi chồm hổm ở kia không phải là Miku mà lại là Nino. Cơ mà cô lại không đeo kính áp tròng nên không biết ai với ai, lại cứ tưởng Futazo là Miku. Mặc cho cô ra sức hỏi nhưng Futazo không dám trả lời, liền vội vã tìm kính áp tròng cho cô. Lúc này Miku vô tình tiến đến và áp phần mềm của mình vào tấm lưng cứng cáp của Futazo khiến cậu nóng hết cả người liền cong giò bỏ chạy. Nino lại tưởng Miku vẫn còn giận mình về chuyện lúc nãy, buột miệng nói rằng tất cả là tại Futazo hết. Rõ ràng căn nhà này thuộc về năm chị em cô, hắn không có quyền bước vào và chia rẽ năm chị em. Trong lúc vùng vẫy cô đã va phải đống sách trên nóc tủ khiến chúng rơi tứ tung, cũng may Futazo kịp thời chạy tới đỡ và xảy ra tình huống trai trên gái dưới hơi bị oái oăm. Biết người đè lên mình là Futazo khiến Nino vô cùng sửng sốt, nước mắt rưng rưng đang trực trào ra khỏi khóe mắt. Trong khi đó, Ichika đang được một anh giai nào nào đó đưa về, lại còn khen hôm nay cô làm tốt lắm, Yotsuba thì vừa giúp đội bóng rổ chiến thắng. Cô còn được các thành viên trong đội mời làm thành viên chính thức, còn Miku lại đang đắm chìm vào những dòng suy nghĩ trong bồn tắm.
Quay trở lại với tình huống trớ trêu của Futazo và Nino, cô không ngừng chửi thanh niên là đồ dâm tặc sàm sỡ. Đúng lúc này Itsuki đã dùng điện thoại để chụp lại bằng chứng. Thế là một phiên tòa tại gia đã diễn ra, tất cả bằng chứng và nhân chứng đều chống lại Futazo. Nino nhanh chóng vẽ ra câu chuyện rằng thì mà là Futazo đã giả bộ rời khỏi nhà rồi sơ hở lúc cô đi tắm đã quay trở lại, chụp lấy những bức ảnh khỏa thân của cô để giao bán trên chợ đen. Futazo dĩ nhiên là không chấp nhận lời kết tội trên, cậu ra sức bào chữa và nói đó toàn là những lời bịa đặt xàm le không có thật. Chỉ duy nhất có mình Miku đứng về phía cậu vì chính cô là người đã cho phép Futazo quay lại lấy đồ, bản ghi âm vẫn còn đó. Nhưng Nino dĩ nhiên là không thể chấp nhận được lời biện hộ này rồi, cô khăng khăng rằng Miku đang bảo vệ bị cáo Futazo vì tình cảm cá nhân. Miku nghe đến đây thì mặt đỏ tía tai ngượng nghịu vô cùng, hai bên không ai chịu nhường ai, Itsuki chen vào cũng bị chửi cho to đầu liền lăn ra ăn vạ với Ichika. Nhưng sau một hồi phân tích, Itsuki đã đưa ra giả thuyết Futazo chỉ muốn đỡ lấy những cuốn sách rơi từ trên giá để bảo vệ cho Nino mà thôi. Ichika cũng muốn kết thúc sự việc tại đây và mong cả năm chị em lại hòa thuận như trước. Futazo cũng nhân tiện gửi lời xin lỗi tới Nino nhưng cô nhất quyết không nghe và bỏ chạy. Cậu cuối cùng cũng được về nhà nhưng trong lòng vẫn không thôi bứt rứt. Vừa bước ra khỏi cửa thì cậu bắt gặp Nino đang ngồi co ro cúm rúm ở một xó. Thấy cậu, cô định bỏ chạy nhưng lại nhận ra mình không đem theo thẻ liền quay trở lại chỗ cũ. Futazo cũng không đành lòng tí nào liền giả bộ mình có bài tập không làm được nên muốn ngồi đây làm cho xong mới về. Thế là cả hai có thêm không gian và thời gian để tâm sự. Cậu nhắc lại câu nói của Nino rằng cô không muốn cậu xuất hiện trong căn nhà của bọn họ và hỏi cô có thật sự ghét bỏ những người chị em của mình không hay ngược lại. Căn cứ vào những gì Miku đã nói ban nãy, Futazo cũng nhận ra cô gái này rất yêu quý bốn chị em nên mới ghét người khác chúi mũi vào chuyện của họ như cậu. Nino có chút ngập ngừng nhưng sau đó cô vẫn quyết định sẽ không chấp nhận cậu mặc cho chị em của mình có nói gì đi chăng nữa. Đúng lúc này Miku cũng xuống đón chị gái lên nhà, bọn họ rời đi trong khi Futazo trong lòng vẫn rối như tơ vò. Nếu không có gì thay đổi thì thứ bảy kết thúc là khi chủ nhật vừa tới, cuối cùng Futazo cũng có một ngày thảnh thơi. Nhưng lý thuyết là thế chứ thực tế thì cái máu gia sư đã ngấm vào người rồi nên cậu vẫn không ngừng nghĩ về việc dạy học. Đúng lúc này có người gõ cửa nhà Futazo, cứ nghĩ là chủ nợ nên thanh niên đã rào trước là hiện tại không có tiền, ai mà ngờ người đứng sau cánh cửa kia lại chính là Itsuki. Cô theo lời bố mang tiền công hai buổi học đầu tiên đến đưa cho Futazo, tổng cộng là hai củ khoai, cả hai anh em thấy tiền thì sáng mắt lên, lần đầu tiên cậu được cầm nhiều tiền đến vậy. Nhưng lương tâm không cho phép Futazo cầm số tiền này vì suốt hai buổi học vừa rồi cậu đã truyền bá được tí kiến thức nào đâu. Buổi đầu thì bị cho ăn bả đến không biết trời trăng là gì, buổi hai thì lại bị vu cho tối hấp diêm. Cơ mà nể tình Itsuki đã đến tận đây đưa tiền cho mình nên cậu quyết định đãi em gái Jaiha một bữa đi chơi bét tè lè nhè. Jaiha rất biết nắm bắt cơ hội để giúp anh trai trở thành trạn vương đã rủ cả Itsuki đi cùng để hai người bọn họ có thời gian hiểu nhau hơn. Thế là cả ba vui vẻ chơi đùa cùng nhau, Futazo biết em gái có nhiều thứ muốn làm lắm nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép mới phải chịu nhiều thiệt thòi. Jaiha còn muốn cả ba chụp chung với nhau một tấm hình gia đình, mặc cho cậu cố tình đánh trống lảng nhưng vẫn cứ là không thoát đi đâu được. Trong khi Futazo và Itsuki còn đang chành chọe nhau về việc làm bài tập về nhà thì Jaiha đã giữ người khi thấy bốn chị em còn lại của Itsuki. Thấy cô bé này đáng yêu quá nên Josuba đã rủ đi xem bắn pháo hoa chung, Futazo dĩ nhiên là không đồng ý rồi nhưng Jaiha lại sử dụng tuyệt kỹ bộ mặt đáng thương của mình để thuyết phục anh trai. Futazo không còn cách nào khác đành phải thuận theo ý em gái nhưng với điều kiện cả năm chị em nhà kia phải hoàn thành xong bài tập về nhà rồi muốn đi đâu thì đi. Cuối cùng cũng xong xuôi, tất cả hân hoan hồ hởi đến lễ hội trong khi Futazo đi theo như một sự ép buộc, nhìn cái biểu cảm này là đủ hiểu cậu chán nản đến mức nào rồi. Thanh niên ngồi một xó mặc cho bọn họ tự tung tự tác, Itsuki định đến hỏi chuyện nhưng cô đã thay đổi kiểu tóc khiến cậu không biết ai vào với ai. Nên đã được chị Đại Ichika góp ý khi con gái đổi kiểu tóc thì câu đầu tiên phải khen họ trông thật tuyệt, còn hỏi cậu có muốn biết con gái sẽ mặc gì dưới bộ kimono này không. Cơ mà thanh niên lại méo quan tâm cho lắm, mặc gì thì mặc chứ mắc gì phải tò mò. Đúng lúc này Ichika nhận được một cuộc điện thoại khiến cô lập tức thay đổi sắc mặt. Còn Josuba cũng dẫn Jaiha đi mua một đống cá lại còn có cả đồ chơi nữa chứ khiến cô bé không kìm được mà ôm chầm lấy người chị tốt bụng này. Josuba cũng vui ra mặt, phen này mà lấy được Futazo thì đứa bé đáng yêu này cũng sẽ là em của mình rồi. Sau khi nghe xong điện thoại Ichika giục cả đám cùng di chuyển, thì ra bà chị đã thuê nguyên cái sân thượng của một tòa nhà để ngắm pháo hoa cho rõ. Nhưng trước khi đi họ phải tìm mua đồ ăn yêu thích đã, mỗi người một món thế là tản mạn đi khắp nơi cuối cùng còn mỗi Miku và Futazo đi cùng nhau. Lúc này cô mới chia sẻ rằng pháo hoa là một trong những kỷ niệm quý báu của cả năm chị em và mẹ. Mẹ vốn dĩ thích pháo hoa nên năm nào cũng rủ cả năm chị em cùng đi và cho tới khi mẹ mất bọn họ vẫn duy trì thói quen như vậy, vì thế pháo hoa có ý nghĩa rất đặc biệt.
nhưng do dòng người đông đúc xô đẩy mà họ đã bị lạc mất nhau. Nino cũng suýt bị nuốt chửng vào đám người, cũng may Futazo kịp thời xuất hiện đỡ lấy cô, còn bảo cô bám vào để cậu đưa lên sân thượng đoàn tụ với các chị em. Vừa lên đến nơi thì pháo hoa cũng bắt đầu bắn. Nino vô cùng hạnh phúc vì được chứng kiến khung cảnh này, nhưng quay đi quay lại sao chỉ có hai người, rồi mấy má kia đi đâu mất tiêu vậy. Cũng may là Josuba đã gọi cho cô nhưng sóng yếu quá. Nghe câu được câu trăng, Futazo bất chợt nhớ đến câu chuyện mà Miku đã kể, thế là xung phong đi tìm những người chị em còn lại. Con mắm đầu tiên nằm trong danh sách tìm kiếm là Ichika, thế nhưng đang định lôi cổ đi thì một gã trung niên đã đứng ra ngăn lại. Lại còn đòi xin quý danh của cậu, đang không biết nên gọi mối quan hệ giữa mình và Ichika là gì thì cô và gã kia đã biến mất từ bao giờ. Vừa hay Miku cũng từ đâu chạy tới, cả hai định đi kiếm Ichika cơ mà trong lúc di chuyển cô đã bị đám người dẫm lên chân. Thấy vậy thanh niên liền bảo cô hãy leo lên lưng để mình cõng đi. Nhưng mà sức người ăn suất cơm bò bỏ thịt sao đọ được với sức cô gái ăn suất nhiều gấp đôi gấp ba mình. Ngẫm nghĩ thế nào, cậu lại đặt Miku ngồi xuống bên bậc thang rồi băng bó vết thương cho cô. Tiện thể cậu cũng kể luôn chuyện vừa gặp Ichika đi cùng với một gã râu ria bờm sờm, nhưng Miku cũng không biết hắn ta là ai luôn. Nhắc mới nhớ, lúc trước cô cũng từng thấy chị gái bước ra khỏi xế hộp của một gã có ria mép. Cả hai bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó mờ ám ở đây. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đường, chỉ còn 40 phút nữa là hết pháo hoa rồi, không thể lãng phí một phút nào nữa, phải nhấc cái mông lên và đi tìm ba người còn lại thôi. Cơ mà đã vội thì chớ lại còn gặp phải hai bà chị đi khảo sát, lại còn hỏi Futazo và Miku có phải là một cặp không khiến bọn họ ngượng chín mặt. Đã chối bay chối biến rồi mà hai cái tay như kia thì ai tin cho nổi. Miku nói bọn họ là bạn bè, trong khi Futazo lại bảo là người quen, mỗi người một ý không biết đâu mà lần, nên hai bà chị khảo sát kia chán quá cũng bỏ đi luôn. Kìa bóng dáng ai vụt qua đây, còn ai nữa ngoài Itsuki, thế là đã đi gom được gần đủ rồi. Lúc này Futazo bất giác hỏi cô mối quan hệ giữa bọn họ là gì và lập tức nhận được câu trả lời phũ phàng rằng bọn họ chỉ là người lạ mà thôi. Còn chưa kịp định hình lại thì Ichika từ đâu xuất hiện lôi cậu sình sịch đến một con ngõ vắng, bỏ lại Itsuki bơ vơ lạc lõng giữa dòng người. Cô ép Futazo vào tường và nói hôm nay không thể đi xem pháo hoa cùng các chị em được. Trong khi đó, Miku vẫn đang đứng đợi, một loạt các suy nghĩ liên quan đến Futazo chợt lướt qua trong đầu cô. Miku bỗng cột tóc lên vì nhớ tới lời của chị Ichika nói với Futazo rằng khi con gái buộc tóc lên thì điều đầu tiên là phải khen họ đẹp. Cô muốn thử xem phản ứng của cậu như thế nào. Quay về với Ichika, cô nói có người đang chờ mình và rồi nhanh chóng rời đi, nhưng Futazo vẫn muốn biết lý do. Cơ mà cậu quên mất mình chỉ là gia sư của bọn họ thôi, lấy đâu ra cái quyền tra hỏi đến cùng như vậy. Đúng lúc này người đồng nghiệp trong ngoặc kép của Ichika xuất hiện. Hôm nay cô trốn làm đi chơi, nếu cha kia phát hiện sẽ chửi cho to đầu, vì vậy cả hai quyết định đóng giả thành một cặp, ôm chầm lấy nhau thắm thiết mặn nồng. Cơ mà thế quái nào lão kia vẫn chưa chịu đi mà ngồi chồm hổm ở ngoài, khiến cả hai phải giữ nguyên tư thế này một hồi. Ichika sợ rằng sau cái ôm này, Futazo sẽ hiểu nhầm mối quan hệ của cả hai nên vội vàng xác nhận họ vẫn chỉ là bạn thôi đúng không? Cơ mà thanh niên đã làm gì nghĩ được xa thế, cậu vẫn còn tưởng mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức quen biết thôi cơ chứ. Câu chuyện bị ngắt quãng bởi cuộc điện thoại của lão già râu ria ngoài kia, sau khi nghe loáng thoáng Futazo biết được ông ta là quay phim. Còn Ichika lúc này cũng thừa nhận cô được phân công nhiệm vụ đi theo để hỗ trợ cho ổng, cơ mà còn vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi, cô cứ đi làm suốt như thế thì ai học hộ, ai tốt nghiệp cho. Cương đây rồi, giờ thì chạy đi đâu cho thoát. Thì ra lão già đã nhận nhầm Miku thành Ichika, không để Miku kịp giải thích lão đã lôi cô đi sình sịch. Ở một góc quay khác, Nino lúc này đang ngồi chờ đợi trong vô vọng thì Itsuki gọi điện than thở không biết đây là ai, tôi là đâu. Chắc sẽ không đến kịp để cùng mọi người xem pháo hoa, cơ mà Nino tất nhiên là không chịu, cô quyết định đứng lên đi tìm và tập hợp đầy đủ mọi người, không để sót một ai. Quay lại với Futazo, cậu đã đuổi theo kịp và kéo Miku vào lòng, lại còn tuyên bố dõng dạc với ông chú kia bọn họ là cộng sự của nhau. Tên râu ria không hiểu chuyện gì, khăng khăng đòi cậu trả lại nữ diễn viên trẻ xinh đẹp tài năng Ichika cho mình. Cả hai nghe đến đây thì sốc không nói lên lời, quay người lại nhìn Ichika khiến cô vô cùng xấu hổ. Hóa ra cô là diễn viên chứ không phải trợ lý quay phim quần què gì đó như đã nói. Lão già cuối cùng cũng biết mình đã nhận nhầm người, không để hai bên rằng co thêm liền xin lỗi và kéo Ichika đi vì cô sắp có buổi thử vai quan trọng. Futazo cũng nghe lời Miku mà đuổi theo Ichika và khuyên cô quay đầu là bờ, tuy nhiên cô đã quyết rồi, suốt 6 tháng qua chỉ toàn đóng rất nhiều vai phụ thôi, bây giờ chính là lúc để tỏa sáng. Trước khi đi, thanh niên cũng dặn cô đừng trưng ra bộ mặt với nụ cười giả tạo này để che giấu cảm xúc thật nữa. Dù gì Futazo cũng nhận công việc với mức lương cao ngất ngưởng, vì vậy cậu muốn làm gì đó để xứng đáng với nó hơn, có gì thì thành tâm nói hết ra anh đây sẽ giúp đỡ. Tuy nhiên Ichika cô lại muốn che giấu chuyện mình làm diễn viên cho đến khi cô thật sự thành công mới thông báo cho các em, đó cũng là lý do cô đã bỏ buổi xem bắn pháo hoa ngày hôm nay.
Nói rồi cô lên xế hộp của ông chú kia để chạy theo tiếng gọi danh vọng, bỏ lại phía sau người cộng sự Futazo và gia đình. Vì đống lộn xộn vừa nãy mà Ichika đã đến muộn, nhưng may mắn là cô vẫn được phép thử vai. Cô hóa thân thành một người học trò đỗ tốt nghiệp và gửi những lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến người thầy đã dạy dỗ mình. Đầu óc lúc này cũng không ngừng nghĩ về Futazo để diễn cho tròn vai hơn. Kết quả là cô đã có một màn thể hiện mãn nhãn làm nức lòng người hâm mộ. Không thể tin Futazo vẫn đang đợi ở ngoài đến mức suýt thì ngủ quên, cậu liền kéo Ichika đến công viên. Mặc dù màn bắn pháo hoa đã kết thúc nhưng không gì là không thể, thanh niên đã mua đống pháo để cả năm người bọn họ được một lần nữa xem cùng nhau. Nino nhân tiện trách Futazo vì đã vô tâm bỏ đi khiến em gái Itsuki khóc hết nước mắt, nhưng cũng không thể không cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của cậu được. Ichika thấy thế cũng đứng ra nhận hết mọi tội lỗi, tưởng rằng các em sẽ chửi cho một trận linh đình nhưng ngược lại từng người lại lần lượt đứng ra nhận lỗi về phía mình. Lỗi chị lỗi em một hồi thôi thì xí xóa cho nhau, cả năm cùng quây quần đốt pháo hoa cười đùa vui vẻ. Họ nhớ đến lời mẹ dặn, nếu một trong năm người gặp khó khăn thì tất cả sẽ cùng nhau vượt qua, có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu, à nhầm cùng chịu, dù thế nào cũng nhất định sẽ mãi bên nhau. Sau hôm đó, cả năm chị em đã phần nào có cái nhìn tích cực hơn đối với Futazo. Sáng nay Ichika còn đợi cậu đi học chung, cô cũng tâm sự rằng đã thú nhận về việc mình làm diễn viên với các em và đều nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu. Cơ mà tuần sau sẽ có bài kiểm tra giữa kỳ, thầy giáo thông báo nếu cháu nào dưới 30 điểm thì coi như là liệt, bỏ mẹ học đi về nhà mà chống lẩy. Nói gì thì nói, Itsuki vẫn là người chăm học nhất trong năm chị em, cô vẫn luôn tự học ngay cả trong giờ ra chơi. Điều này khiến Futazo cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, liền nhân cơ hội thuyết phục cô về team mình. Lại còn bợ đít, tuy cô học ngu nhưng được cái chăm học, nếu có thêm sự dẫn dắt của cậu nữa thì chắc chắn sẽ làm lên cơm cháo. Nhưng Itsuki rất cứng đầu, cô thà mang bài tập lên hỏi giáo viên còn hơn là học chung với tên mùm lông như cậu. Cô em không được thì sang cô chị xem sao, nhưng Nino lại còn ham chơi lêu lổng hơn. Trước mặt bạn của cô mà thanh niên dám cả gan hét lớn, rõ ràng hôm đó cả hai rất vui khi làm chuyện đấy mà, lại còn rủ lần sau sẽ làm ở nhà cô và hứa sẽ khiến Nino thỏa mãn. Câu nói mập mờ không rõ đầu đuôi của cậu đã bị hai người bạn của Nino hiểu lầm và thế là nhỏ đỏ mặt tía tai lao xuống cho một và in 5 ngón tay trên mặt. Lúc này ba chị em còn lại đang ngồi ở thư viện, Josuba hào hứng hỏi Futazo xem có nhận ra điểm khác biệt trên người mình không, nhưng cậu méo quan tâm. Việc quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để giúp năm chị em bọn họ vượt qua kỳ thi giữa kỳ này. Ơ kìa, có nhìn nhầm không? Miku đang ngồi cày tiếng Anh, môn học mà cô dốt nhất, hai chị em còn lại cũng ngồi vào bàn chăm chỉ cày cuốc. Cuối cùng cũng kết thúc một ngày dài vừa học vừa làm gia sư, ba chị em nhà kia muốn đi ăn kem để có thêm động lực học. Còn dù cả anh gia sư may mắn đi cùng luôn nhưng Futazo chỉ muốn về nhà mà thôi. Vừa quay mông bỏ đi thì Itsuki hớt hải chạy theo, hóa ra là bố cô có đôi lời nhắn nhủ tới cậu. Futazo phải giả bộ nói rằng việc học đang tiến triển rất thuận lợi. Tuy nhiên bố của bọn họ đã biết sắp tới sẽ diễn ra kỳ thi giữa kỳ nên ra điều kiện, nếu một trong năm người tạch thì sẽ cho cậu về vườn. Futazo nghe đến đây thì cảm thấy như sét đánh bên tai, không phải là quá sớm để đưa ra quyết định hay sao? Cậu hạ tông giọng khuyên Itsuki nên tham gia buổi học của mình, lại còn bảo đã thấy cô làm sai tùm lum trong tờ bài lúc sáng rồi khiến nhỏ bực mình quay người bỏ đi luôn. Futazo cũng không chịu dừng lại, còn nói cô hãy noi gương Ichika và Miku đi, rõ ràng chính cô là người đầu tiên nhờ cậu dạy cho cơ mà. Itsuki thì lại bảo cậu hãy cất cái lòng tốt nửa vời của mình đi vì cô không cần. Futazo tức không chịu được liền bảo cô tốt nhất là nên im cái miệng lại và nghe theo lời mình, nhưng câu nói này đã chạm tới giới hạn của Itsuki. Giờ thì cô đã không còn một chút tôn trọng nào dành cho Futazo nữa vì có lẽ mọi việc cậu làm cũng chỉ vì tiền mà thôi. Futazo nghe tới đây thì tức sôi máu liền thừa nhận mình làm vì tiền chứ ai mà thèm bỏ công bỏ việc ra để dạy đứa cứng đầu như cô. Cả hai cũng thề thốt với nhau rằng sẽ không bao giờ chịu học và dạy cho đối phương. Đúng là một phút bốc đồng cả đời bốc cướp, thế này không sớm thì muộn thanh niên cũng sẽ bị sa thải thôi. Giờ giải lao, cả bốn người lôi cờ tỷ phú ra chơi sau một buổi học đã nhồi nhét quá nhiều thứ vào đầu. Mau quay lại thực tại đi ông ơi, học chưa xong mà chơi bời gì. Miku cũng nhận ra hôm nay trông cậu có vẻ tuyệt vọng hơn ngày thường. Đang định nói ra hết sự thật thì nhỏ Nino từ đâu bay tới đòi chơi cùng. Giờ mà cô à biết được tin này thì chắc chắn sẽ không chịu học để cậu bị sa thải luôn cho coi. Nino còn định rủ thêm Itsuki nữa nhưng cô lại lấy lý do bận học. Thế là quay sang tống khứ Futazo về nhà để năm chị em bọn họ có không gian vui chơi cơ mà không ai xui bảo. Ichika tự nhiên đứng lên nói cậu sẽ ở đây làm gia sư qua đêm cho chị em bọn họ luôn. Ngồi trong chiếc bồn tắm sang chảnh mà lòng Futazo nặng trĩu, cậu đang nghĩ cách để thuyết phục Itsuki chấp nhận mình làm gia sư thì đúng lúc này cô xuất hiện ngoài cửa vì Ichika bảo cậu có chuyện muốn nói. Cứ tưởng cô chị đang tạo cơ hội cho mình và Itsuki hàn gắn, thế là nhanh mồm nhanh miệng xin lỗi cô vì hôm qua đã không kiềm chế được bản thân.
còn khai ra luôn nếu một trong số bọn họ trượt thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất đi công việc hái ra tiền này. Ai mà ngờ người đứng sau cánh cửa kia lại chính là Nino, giờ thì cô đã nắm được toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Việc đuổi Futazo thì đã nằm trong kế hoạch của cô trước đó rồi, giờ thì lại có thêm cách để tiến hành nữa. Thanh niên bước ra từ nhà tắm mà lòng thấp thỏm không biết Nino có định giở mưu hèn kế bẩn gì không, thôi thì cứ bắt tay vào việc dạy học trước đã còn lại tính sau. Bà chị Ichika liền thừa nước đục thả câu, giả vờ giả vịt mình có câu hỏi và chỉ chờ Futazo ngồi xuống thì đẩy em gái Miku ngã vào lòng cậu khiến cả hai vô cùng ngại ngùng. Yotsuba cũng tỏ ra có ích bằng việc đặt một câu hỏi có liên quan đến đề thi và đã rất nhanh nhận lại đáp án từ phía Futazo. Miku cũng có câu hỏi nhưng câu hỏi của cô lạ lắm, hỏi gì không hỏi lại hỏi thanh niên thích thể loại con gái như nào khiến cả lò cả tổng rất ngạc nhiên. Cậu cũng nhân cơ hội này hứa với ba người bọn họ rằng sẽ kể đủ ba phẩm chất mình thích ở một người con gái nếu bọn họ hoàn thành xong bài tập. Thế là cả đám nhao nhao vào làm bài, đúng là dễ dụ thật đấy. Ba phẩm chất lần lượt là luôn luôn vui vẻ, giỏi nấu ăn và quan tâm đến anh trai. Ủa alo, chẳng phải ông cháu đang nhắc đến em gái dai ha của mình hay sao, còn Miku lại buồn ra mặt vì những phẩm chất trên cô đều không có. Ichika cũng sớm nhận ra, liền lấy cớ bắt Futazo khen thưởng bọn họ vì đã làm xong bài bằng cách đưa tay của cậu lên xoa đầu Miku, sau đó bắt Yotsuba đuổi theo xem tim của thanh niên có loạn nhịp không. Sự ồn ào này khiến Itsuki rất bực mình, cô liền mượn tai nghe của Miku để tập trung hơn. Không hổ danh là chị cả Ichika, cô đã sớm phát hiện ra mâu thuẫn giữa hai người liền lấy cớ rủ Futazo ra ngoài ngắm sao nhưng thực chất là để tâm sự mỏng. Việc cả hai cãi nhau thì thường xuyên như cơm bữa rồi nhưng lần cãi nhau này lạ lắm, Ichika muốn bọn họ cãi nhau một cách thân thiết như mọi khi chứ không phải xa cách như bây giờ. Cô dám chắc đứa em lại đang tự mình làm tổn thương mình nữa rồi, lúc này có những thứ chỉ Futazo mới làm được nên cô đã mạnh dạn giao hết cho cậu. Thanh niên đột nhiên đưa tay lên xoa đầu Ichika và khen cô không hổ danh là chị đại rồi bỏ vào trong nhà mà không biết hành động vừa rồi làm người ta bối rối thế nào. Đêm nay cậu sẽ ngủ lại trong phòng của Miku, còn cô thì di chuyển sang ngủ chung với chị gái Ichika. Đến nửa đêm cô dậy đi vệ sinh nhưng vì thói quen nên thay vì quay trở lại phòng của chị gái thì lại chui tọt về phòng mình. Kết quả là sáng hôm sau Futazo vừa mở mắt đã thấy hai cái bánh bao thịt ở cạnh mình từ bao giờ. Việc Miku đột nhiên biến mất khiến bốn chị em vô cùng thắc mắc, Yotsuba đã đi tìm sáng giờ nhưng không thấy tăm hơi bà chị đâu cả. Ichika cũng nhân đây rủ Nino vào học chung cho vui cơ mà còn lâu bà đây mới chịu, chị cả còn ẩn ý bảo Itsuki hãy thành thật với bản thân hơn. Nhưng cả hai cứ động tí là xảy ra cãi vã, cô không thể thản nhiên cư xử như Miku và Ichika được. Ichika liền nảy ra ý định sẽ chỉnh trang mái tóc của Itsuki cho giống với Miku sau đó lừa Futazo, còn dám chắc là thanh niên sẽ không nhận ra sự khác biệt này. Về phía Futazo thì đang loay hoay không biết phải làm gì với con mắm Miku đây. Định bỏ cuộc chạy lấy người thì vừa ra đến cửa đã bắt gặp Miku thứ hai. Tuy nhiên cậu đã nhanh chóng nhận ra đó là Itsuki nhờ vào bộ đồ ngủ. Itsuki thấy vậy thì rất ngạc nhiên cơ mà chưa kịp nói gì đã bị cậu đẩy ra và chui tọt vào phòng bởi cậu sợ cô sẽ nhìn thấy Miku trong này mất. Futazo liền rủ cả nhóm đến thư viện học đổi gió nhưng mục đích là để giấu việc Miku đã ở trong phòng với cậu cả đêm qua. Lát sau cả ba đã có mặt tại thư viện nhưng bọn họ vẫn không ngừng tìm kiếm Miku. Không hiểu sao lúc này Futazo lại nhớ đến những lời nói cay nghiệt của Itsuki ngày hôm qua khiến cậu lại cảm thấy rất sầu đời. Thanh niên liền hỏi Yotsuba nếu một trong năm người họ tạch thì cô sẽ làm như thế nào. Yotsuba hồn nhiên đáp rằng cô sẽ học lại cùng người ấy còn tự hào nói rằng cô là người có nguy cơ bị đúc cao nhất trong số năm bọn họ rồi. Ichika dường như hiểu được những điều cậu đang băn khoăn, cô liền giả vờ để quên hộp bút ở nhà và nháy mắt nhờ Futazo về lấy hộ. Không thể bỏ lỡ cơ hội, cậu vội vã chạy về thì gặp ngay Miku cũng đang chuẩn bị đến thư viện. Có vẻ cô đang định nhắc tới chuyện đêm qua nhưng Futazo đã lập tức chặn họng. Cậu nói rằng hôm qua mình đã di chuyển ra sofa nên không biết gì cả rồi tạm biệt cô và chạy một mạch lên nhà. Itsuki lúc này đang ngủ quên trên bàn học, thanh niên giả vờ nhận nhầm đây là Miku sau đó bắt cô lôi sách vở ra học không thì sẽ trừng phạt thật hà khắc. Còn nói nếu là Itsuki thì giờ này có lẽ đang học hành chăm chỉ trên phòng thay vì lăn ra ngủ gục như này. Cậu nói một lèo khiến Itsuki không kịp thanh minh hay giải thích gì thế là cô quyết định sẽ đóng giả làm Miku để được học cùng Futazo luôn. Đang dạy thì cậu buột miệng xin lỗi vì chuyện ngày hôm trước, Itsuki xem ra cũng hiểu ý liền xin lỗi lại cậu. Cả hai cùng nhau học bài và nụ cười trên môi Itsuki cũng dần xuất hiện, khung cảnh này đã bị Nino đứng trên tầng chứng kiến hết. Kết quả sau kỳ thi bọn họ đều giành được điểm tuyệt đối, Futazo cũng quẩy nhiệt tình trong sung sướng, cơ mà đấy chỉ là giấc mơ của cậu thôi. Cả tuần qua cả đám đã học hành chăm chỉ rồi, giờ chính là lúc để họ thể hiện cơ mà vừa nhìn đồng hồ Futazo đã tái xanh mặt. Giờ điểm danh là 8 rưỡi mà đồng hồ thì đã điểm 8 giờ hơn rồi.
Cả bọn chạy hộc tốc tới phòng thi nhưng giữa đường thì lại mỗi người một việc. Nino không muốn mọi người nhìn thấy mình khi chưa trang điểm. Miku thì dẫn bà cụ qua đường trong khi Ichika ngồi nghỉ mệt. Còn Itsuki lại đói không chịu được phải vào siêu thị mua tạm thứ gì đó bỏ bụng. Và lần này cô muốn đãi cậu một chiếc bánh để trả ơn cho một số chuyện nào đó. Năm con vợ chạy vội chạy vàng nhưng rất tiếc đã quá giờ mất rồi. Trong cái rủi có cái may, Futazo đã nghĩ ra một kế hoạch. Josuba đã kịp vào phòng thi rồi mà bọn họ lại là chị em sinh năm nên nhìn đứa nào cũng đều giống nhau hết. Vì vậy bọn họ đã giả làm Josuba để được vào bên trong. Đầu tiên là Miku, giám thị nhìn cái nơ trên đầu thấy quen quen nên quyết định cho vào vì tưởng cô chạy ra ngoài lấy đồ giúp giáo viên. Lần lượt những người tiếp theo đã thành công qua mắt được giám thị, nhưng đến lượt Futazo thì lại không may mắn thế, cậu đã ngay lập tức bị tóm đi. Chỉ kịp dặn dò các cô gái hãy cố gắng làm bài hết mình và tin vào sự nỗ lực của bản thân. Vì vậy cả năm đã cùng nhau quyết tâm để không phụ công dạy dỗ của cậu suốt mấy ngày qua. Vào phòng thi ai nấy đều rất tập trung, Miku thầm nghĩ không biết Futazo sẽ nghĩ gì nếu điểm lịch sử của cô cao hơn cậu ấy. Nino thì nhớ ngay đến kiến thức tiếng Anh mà mình đã nghe lỏm được hôm trước, Ichika thậm chí còn thừa thời gian để ngủ. Itsuki cũng quyết tâm không để cậu nghỉ việc vì hôm đó cô đã gọi điện cho bố và biết được điều kiện mà ông đặt ra cho Futazo, nhưng vẫn tự nhủ mình làm thế chỉ vì cô bé dai ha thôi. Cuối cùng cũng đến ngày có điểm, cả nhóm cùng tụ tập lại sẵn sàng để thông báo kết quả. Nhưng mỗi người bọn họ chỉ qua được duy nhất một môn mà không ai trùng môn với nhau mới ảo chứ. Mặc dù điểm vẫn còn thấp lè tè nhưng xem ra đã tiến bộ hơn trước rất nhiều rồi. Đặc biệt cậu dành lời chúc tới Miku vì cô đã cố gắng và đạt được điểm số cao nhất, đồng thời cũng đưa ra lời khuyên cho cả năm chị em. Đúng lúc này bố của năm chị em gọi điện tới, Futazo cũng đã sẵn sàng để nghỉ việc. Biết được tin này mọi người vô cùng sốc. Nino thấy thế liền giật lấy điện thoại và hỏi tại sao bố lại ra điều kiện đó. Thì ra ông cũng chỉ muốn xem tên gia sư này có phù hợp với năm chị em không thôi. Nino đã khẳng khái trả lời rằng việc phù hợp hay không sẽ không thể phụ thuộc vào điểm số, còn nói dối rằng cả năm người bọn họ đều đã qua môn hết. Nghe thì vô lý nhưng lại hợp lý hết sức, dù sao mỗi người qua được một môn thì 5 người hợp lại là đủ để qua hết rồi còn gì. Futazo nghe xong thì cũng xin là bó tay chấm com. Tuy nhiên trò nói dối này sẽ không thể nào lặp lại lần hai được, vì vậy cô đã giao phó lại toàn bộ trách nhiệm cho Futazo, lần tới lo mà làm cho tốt. Futazo cũng nhanh chóng lấy lại được sự tự tin, để ăn mừng việc cả lũ đã thi xong và cậu cũng giữ được việc nên đã mời cả nhóm đi ăn kem. Thật không thể tin nổi một người nghiêm túc như cậu lại có thể nói ra được những câu đó. Nhân tiện thì cũng khoe luôn ông cháu Futazo này, không làm thì thôi chứ một khi đã bắt tay vào việc thì môn nào cũng 100 điểm hết trơn. Mải sa đà vào những cuộc chơi hôm nay cậu mới có thời gian xem lại bảng điểm của cả năm chị em, không hiểu sao điểm số của bọn họ lại có thể thấp kỷ lục đến thế. Nhưng ông Bo đã khuyên cậu không nên nóng vội, ngày xưa cậu cũng có học giỏi quái đâu còn là học sinh cá biệt ở trường nữa chứ. Mặc dù muốn giấu nhẹm đi cái quá khứ huy hoàng này rồi nhưng vải thưa không che được mắt thánh. Em gái đã phát hiện được bí mật trong cuốn sổ kia, thì ra nhờ vào cuộc gặp gỡ với một cô gái mà cuộc đời cậu bước sang trang mới. Hôm nay Miku làm món bánh chưa đãi mọi người cơ mà Josuba ăn sơn hào hải vị quen rồi nên thấy nó dở tệ, trong khi Futazo lại tấm tắc khen ngon, có vẻ thanh niên thuộc dạng dễ ăn. Kết quả là ăn một nùi bánh khiến cái bụng của cậu biểu tình dữ dội làm Miku phải hớt hải chạy đi mua thuốc. Lúc này Itsuki và Nino cũng đang chuẩn bị đi ăn trưa, sợ rằng bọn họ cứ thế mà đi mất hút con mẹ hàng lươn luôn nên Futazo bảo Josuba hãy nghĩ ra cách gì đó để ngăn bọn họ lại. Ai mà ngờ mồm nhanh hơn não liền đổ luôn cho cậu bị bệnh nặng phải cần người ở bên chăm sóc. Nhưng cả hai cũng chẳng thèm quan tâm, bệnh nặng thì đến bệnh viện chứ mắc gì nằm trùng hổm giữa nhà người ta, cơ mà bệnh này nếu di chuyển thì sẽ hẹo luôn. Nói chung là Josuba nói dối dở bỏ bu, chỉ đến khi Futazo giả vờ ho ra máu thì Itsuki mới chịu tin và hốt hoảng chạy về phía cậu xem xét tình hình. Còn Nino coi như mù không thấy gì, không lẽ nhỏ đã nhìn thấy chai tương cà mà Futazo vừa ném qua một bên. Josuba thấy thế liền bảo chị gái hãy vào vai thị nở và nấu cho chí phèo đây một bát cháo hành thơm ngon bổ dưỡng đi. Nino nghe cũng bùi tai liền xắn tay áo vào việc, còn hỏi cậu có muốn ăn thêm trứng không. Josuba gợi ý cho Itsuki nắm lấy tay Futazo vì ngày bé mỗi khi bị bệnh mẹ vẫn thường làm thế với năm chị em. Nhưng đây là hai tình huống khác nhau mà, lớn rồi sao còn tin vào mấy câu chuyện nhảm VKL như thế. Josuba cũng chớp lấy thời cơ rủ Itsuki gia nhập vào lớp học thêm của Futazo nhưng cô lại bảo cần thời gian để suy nghĩ. Vừa hay Nino cũng nấu xong bát cháo hành nóng hổi, cơ mà không may dẫm phải lọ tương cà nên đã ụp nguyên cả bát vào mặt Futazo, khiến cậu nhảy dựng lên gào thét không thôi và cũng thành công bị Nino và Itsuki phát hiện nói dối. Thế là từ lợn què thành lợn liệt luôn, Josuba cũng nhận thấy Nino đã không còn đuổi cậu như đuổi ruồi nữa và ba chị em còn lại ai nấy cũng dần thay đổi từ khi gặp cậu. Chỉ có riêng cô là vẫn thế, vẫn dậm chân tại chỗ, điểm chắc cũng chẳng cải thiện được tí nào.
Nhưng Futazo lại không nghĩ như thế, cậu cho rằng Josuba mới là người thay đổi đầu tiên, cô là người thẳng thắn thật thà nhất trong năm chị em, cũng chính nhờ tính cách đó mới khiến cậu trở nên như thế này. Josuba lại gần nói về việc cô ủng hộ cậu từ những ngày đầu tiên, không phải là vì muốn học tốt hơn hay gì cả mà là do cô đã thích cậu mất rồi. Tưởng chừng như sau câu nói đó, cô sẽ trao cho Futazo một nụ hôn nhưng không, tất cả chỉ là sàm lờ mà thôi. Josuba chỉ muốn chứng minh cho thanh niên thấy rằng mình cũng biết nói dối chứ không phải lúc nào cũng thật thà như nhận định của cậu. Sắp tới trường bọn họ sẽ tổ chức một buổi dã ngoại, Josuba hớt hải chạy đến thư viện. Đã thế còn bị Futazo đeo cái mặt nạ Joker hù cho hết hồn con trồn, gào thét ầm ĩ đến mức bị giáo viên nhắc nhở. Thì ra sắp tới Futazo sẽ là thành viên trong ủy ban sắp xếp thử thách lòng can đảm. Tất cả chỉ vì quá đam mê học mà cậu bị lũ bạn chó đổ trách nhiệm lên đầu lúc nào không hay, đã thế anh đây sẽ nhân cơ hội này hù cho lũ chúng mày sợ teo chim luôn. Josuba cũng nhanh mồm nhanh miệng kể về câu chuyện có gắn liền với chuyến dã ngoại này. Rằng thì mà là vào cuối ngày họ sẽ tổ chức một buổi khiêu vũ quanh trại lửa, tương truyền những cặp đôi nhảy cùng nhau lúc đó sẽ được ở bên nhau đến đầu bạc răng rơi. Nghe thì thật là xà lơ nhưng Josuba lại khăng khăng là thật, không hiểu sao khi nghe xong Miku lại khẽ mỉm cười. Đúng lúc này Ichika đi tới, cô sắp có buổi ghi hình nên phải đi trước, để tiện cho việc trao đổi sau này thì chị cả đã lập một tài khoản Zalo. Trong khi Josuba còn đang mải gấp 1.000 con hạc giấy vì bạn của cô phải nằm viện, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng, giá mà cô cũng chăm học thế này thì có phải đỡ khổ cái thân này rồi không? Kể cả khi thầy giáo nhờ chia sấp giấy này cho các bạn cô cũng nhận luôn, rồi còn cái gì mà cô không nhận không? Liệu đây là nhẹ dạ hay đang cố tình câu giờ để không phải học? Nếu đúng là như thế thì còn xảo quyệt hơn cả con mẹ Nino nữa. Ichika vừa mới rời đi đã nhắn ngay một tin cho Futazo là sẽ phát tán bức ảnh cậu đang ngủ trên đùi mình nếu cậu không chịu xin info 4 người em còn lại. Thế là cậu phải xin Miku ngay và luôn, chỉ riêng Nino và Itsuki là nhất quyết không cho. Nhưng khi Futazo lôi em gái Jaiha ra thì Itsuki không chịu được nữa mà phải chiều vội điện thoại, còn với Nino thì chỉ cần dọa cậu sẽ lập group với 4 chị em còn lại và cho cô ra rìa. Đến lượt Josuba thì đột nhiên có điện thoại đến từ vị trí của đội trưởng đội bóng rổ, cô thấy thế thì quay đít bỏ đi luôn. Đương nhiên là Futazo không để nhỏ bỏ đi dễ dàng thế được, liền ba chân bốn cẳng đuổi theo sau bỏ quên luôn cuốn sổ ghi info của Nino. Cậu nghe lỏm được lũ người kia đang định rủ Josuba tham gia vào câu lạc bộ nhưng bất ngờ là cô đã từ chối. Một nhân tài thể thao như cô mà không tham gia thì thực sự là rất phí, tuy nhiên Josuba lại nói có một người đang ủng hộ cô mặc dù bản thân chẳng có tài cán mẹ gì. Vậy mà suýt nữa thì Futazo đã hiểu lầm cô rồi. Về nhà Futazo check lại info từng người cơ mà lại thiếu mất Nino, chợt nhớ ra cậu đã để quên luôn cuốn sổ ở chỗ cô rồi. Thế là mới sáng sớm cậu đã xông vào phòng xin lại cuốn sổ vì sợ rằng nếu cô nhìn thấy bức ảnh hồi bé của mình thì tới công chuyện mất. Nhưng Nino không dễ dàng trả lại như thế, đành hanh trở về phòng và bắt Futazo phải bấm khuyên tai cho mình chứ tự bấm thì đau thấy bà cố nội. Thanh niên nhân cơ hội này muốn trả đũa Nino nhưng đúng lúc này lại thấy cuốn sổ đang nằm hớ hênh trong túi, thế là ông cháu vội tóm lấy luôn. Còn không quên khiêu khích cô nữa chứ, kết quả là bị nhỏ sút cho một cú làm rơi luôn cuốn sổ và để lộ ra bức ảnh hồi nhỏ. Nino nói đây đúng là gu con trai mình thích, cô còn bảo Futazo hãy giới thiệu cho mình, trong khi cậu phải nói dối đây là người anh em nương tựa. Cô cũng nhân cơ hội này lôi cuốn album của năm chị em ra ôn lại kỷ niệm, nhưng trùng hợp thay năm cô gái trong cuốn album lại rất giống với cô gái ở nửa tấm hình còn lại của Futazo. Chẳng có lẽ trước đây bọn họ đã từng quen nhau nhưng câu trả lời thực sự thì chỉ có tác giả mới biết được. Cuối cùng thì ngày mai cũng diễn ra buổi dã ngoại, Josuba vô cùng háo hức trong khi Futazo lại chẳng thèm quan tâm mấy cái hoạt động thừa thãi này. Nhất là cái vụ lửa trại rồi hẹn hò vớ vẩn gì đó, nghe thật là nhảm nhí. Không làm mất thời gian thêm, cậu nhanh chóng giục bọn họ ra thư viện học cơ mà hôm nay Ichika có buổi ghi hình mất rồi. Còn Josuba thì mải lo cho vụ dã ngoại ngày mai nên không còn tâm trí đâu mà học hành nữa. Tuy nhiên hôm nay lớp Ichika lại có buổi họp cho vụ dã ngoại ngày mai, thế là đưa cho Miku một mái tóc giả và nhờ cô giả làm mình để đi họp hộ. Futazo cũng tò mò nên bám theo thì vô cùng sốc trước sự lột xác của cô bạn, chỉ trong phút mốt đã thực sự biến thành Ichika không khác tí gì. Cơ mà thực ra hôm nay chả có buổi họp mẹ nào cả, tất cả chỉ là trò con bò của ông nhõi cùng lớp. Anh chàng thích Ichika nên muốn nhân cơ hội này mời cô nhảy cùng mình vào buổi dã ngoại ngày mai. Miku nghe xong thì rất bối rối, liền lấy cớ sẽ trả lời sau để nhanh chóng chuồn đi nhưng cha nội không chịu, muốn cô trả lời ngay và luôn. Hình như tên này cũng đã nhận ra sự khác lạ, hắn áp sát Miku hỏi cho ra nhẽ cô có thật sự là Ichika hay không. Futazo đứng ngoài hóng hớt nãy giờ cũng không thể làm ngơ được nữa, đành xuất đầu lộ diện để giải cứu người đẹp. Lại còn bảo cậu trai kia hãy cho cô thêm thời gian suy nghĩ, nhưng điều đó càng làm thanh niên tóc vàng kia thêm nóng tính hơn liền túm lấy cổ áo cậu. Miku không biết xử trí thế nào thuận mồm nói toẹt ra rằng mình sẽ nhảy cùng Futazo vào ngày mai.
nhưng tên kia vẫn không chịu tin còn đuổi theo bảo bọn họ hãy nắm tay trước mặt hắn đi. Không kịp để Futazo phản ứng, Miku đã nhân cơ hội nắm lấy tay cậu, lại còn hỏi tên tóc vàng một câu rất xà lơ là tại sao lại tỏ tình với người mình thích. Đơn giản chỉ vì cậu trai muốn biến người đó thành của riêng mình mà thôi. Trước khi đi hắn còn dặn Futazo không được để Ichika buồn. Cả hai sau đó liền quay đít bỏ đi, nhưng Miku vẫn bám chặt lấy tay cậu để diễn cho tròn vai. Mặc dù chưa hỏi ý kiến của chị gái trước khi từ chối tên kia, nhưng Miku vẫn dám chắc nếu là Ichika thì cũng sẽ làm thế vì hiện tại cô đang đặt công việc lên đầu. Đúng lúc này ba chị em còn lại cũng xuất hiện, bọn họ muốn đi chọn quần áo cho Futazo để cậu diện trong buổi dã ngoại ngày mai. Trong bộ nào bộ nấy đều như cái quần què, nhưng thanh niên chỉ biết làm theo chứ không dám mở mồm ra ho he. Đống quần áo này là bọn họ mua tặng cho Futazo vì cả nhóm muốn ngày mai cậu sẽ thật bảnh trẻ để năm chị em được mát mày mát mặt. Yotsuba thấy buổi đi mua sắm ngày hôm nay cứ y như là đi hẹn hò vậy, nhưng Itsuki đã nhanh chóng nhấn mạnh mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là gia sư và học sinh không hơn không kém, nói xong rồi thì liền bỏ đi. Futazo lúc này mới kiểm tra điện thoại và phát hiện một đống cuộc gọi nhỡ, thì ra em gái ở nhà bị sốt cao khiến cậu vô cùng lo lắng, chạy đôn chạy đáo cả buổi tối để lo cho em. Trước khi ngủ, Jaiha có một nguyện vọng là ngày mai sau khi đi dã ngoại về cậu hãy kể thật nhiều chuyện cho em gái nghe. Cứ như thế Futazo thức xuyên đêm để chăm sóc em gái cho tới sáng hôm sau bố cậu mới về. Dù sao thì cũng đã muộn giờ xuất phát mất rồi nên thanh niên quyết định sẽ không đi nữa mà ở nhà để học trong 3 ngày tới. Cơ mà bố đã đưa ra cuốn sách mà cậu đã đánh dấu nhiều hoạt động phải làm và nói đây là sự kiện duy nhất trong cuộc đời nên hãy đi đi. Jaiha thì nhảy dựng lên nói mình đã thực sự khỏe lại rồi. Đúng lúc này Itsuki cũng xuất hiện và lôi cậu đi vì nếu Futazo ở nhà thì cô sẽ phải tiếp quản vụ thử thách lòng can đảm. Cả 6 người leo lên xế hộp riêng và bắt đầu di chuyển, ngặt nỗi là tuyết rơi quá nhiều gây ra tắc đường, xe của bọn họ đã đứng yên một tiếng đồng hồ rồi. Cuối cùng thì cả nhóm cũng di chuyển đến nhà nghỉ, cơ mà chỉ tìm được một phòng cho cả đám. Nino thì nằng nặc không chịu ở chung phòng với Futazo nhưng cũng không còn cách nào khác, lúc này thanh niên mở cặp ra thì thấy một chiếc bùa mà em gái Jaiha đã chuẩn bị cho. Quay lại với hội chị em kia thì đang túm tụm lại để họp nội bộ. Bọn họ đang đưa ra phương án đề cao cảnh giác đối với Futazo vì ai mà biết một cu con trai và 5 đứa con gái trong phòng sẽ xảy ra chuyện gì. Còn thanh niên với bộ mặt vô cùng danh ma lại tranh thủ rủ chị em bọn họ chơi sóc đĩa. Ở một góc quay khác, Ichika và Miku đứng nói chuyện riêng với nhau về vụ Miku lỡ nói Futazo có hẹn nhảy với chị gái trong đêm lửa trại. Cô thực sự thích Futazo nhưng không muốn vì thế mà giữ cậu cho riêng mình, và lại nếu là chị Ichika thì cũng sẽ yên tâm hơn. Tối nay cả đám được ăn một bữa vô cùng thịnh soạn, Futazo cũng nhắc luôn cho mấy chị em về lịch trình trong mấy ngày tới. Lại còn cái vụ nhảy nhót lửa trại nữa chứ, nếu đúng như kế hoạch thì cậu sẽ phải nhảy với Ichika. Cơm nước xong xuôi, năm chị em liền lôi nhau đi tắm lộ thiên, cô nào cô nấy body cứ phải gọi là hết nước chấm, nói gì thì nói nhưng vẫn không quên nói xấu Futazo. Có vẻ lâu lắm rồi cậu mới được đi nghỉ dưỡng nên cả ngày hôm nay cứ tưng tửng, thế còn cái vụ ngủ chung tối nay thì sao, rồi ai chịu nằm cạnh hắn đây? Miku liền đề xuất ý kiến, cả 5 người bọn họ sẽ xõa hết tóc tai ra để Futazo không nhận ra ai vào với ai mà động thủ. Nhưng vừa về đến phòng thì đã thấy ông cháu lăn ra ngủ từ bao giờ, gớm mấy chị em các người chỉ được cái khéo tưởng tượng thôi. Sáng hôm sau, Ichika vừa mở mắt đã thấy mình đang áp sát Futazo, không hiểu sao cứ mỗi khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng đang ngủ say cô đều mất bình tĩnh mà tiến lại gần. Cảnh tượng này đã bị Itsuki bắt gặp nhưng do lúc đó ánh sáng chiếu vào quá chói nên cô không biết đó là ai trong số 4 chị em còn lại. Cuối cùng cả 6 người cũng lên xe và xuất phát với các học sinh khác trong trường, chủ đề được bàn tán nhiều nhất là bạn nhảy của Nino. Đám con gái vô cùng tò mò vì không biết sẽ là chàng trai xấu à nhầm tốt số nào đây, cơ mà cô thì chỉ mải nghĩ tới cậu nhóc trong tấm ảnh của Futazo. Cứ có cảm giác rằng đã gặp cậu nhóc đó ở đâu rồi thì phải, còn Itsuki thì trong đầu vẫn không ngừng băn khoăn về những gì mà mình đã nhìn thấy cùng mối quan hệ với Futazo ở thời điểm hiện tại. Mấy con mắm ở nhà thì lười như hủi mà đến đây ai cũng đều sốc vác, Yotsuba thì hăng say chẻ củi, Ichika xung phong đi dọn dẹp, Itsuki tranh thủ nấu món cà ri sở trường. Miku lại đòi nấu ăn với nguyên liệu bí mật và dĩ nhiên Nino cũng không chịu ngồi yên mà đi đôn đốc mấy tên con trai ham ăn lười làm. Thanh niên tóc vàng Maeza cũng lân la bắt chuyện với Futazo, ông cháu tỏ ra rất ghen tị với cậu vì được lòng Ichika, lại còn nhờ cậu chỉ cách kiếm được gậy nhảy cùng trong đêm lửa trại nữa chứ. Đúng lúc này Yotsuba xuất hiện, cô bạn đang giúp Futazo bê đồ vì chẳng mấy khi cậu tham gia các hoạt động ngoại khóa. Futazo liền dặn Maeza muốn kiếm bạn gái thì đợi đến tối vào rừng tham gia thử thách lòng can đảm. Thế là ông cháu nghe theo lời Futazo, chọn đại một bạn nữ trong lớp và dắt díu nhau vào rừng, cơ mà nhỏ này còn sợ cái bản mặt của cậu ta hơn là sợ ma. Đột nhiên Futazo và Yotsuba trong bộ đồ hóa trang nhảy dựng lên dọa cho đôi chim câu sợ té đái.
Nhóm tiếp theo là Miku và Ichika, nhưng bọn họ dường như đã đoán được ý đồ của cả hai rồi nên không mảy may sợ hãi. Futazo nhắc nhở hai chị em phía trước sẽ có một chòm đá nguy hiểm nên cả hai phải đi theo biển chỉ dẫn, nếu không sẽ gặp nguy hiểm, đồng thời cũng để ý thấy Miku hôm nay có hơi chút lạnh nhạt với cậu. Trong khi đó, Itsuki là đứa sợ ma nhất lại đi chung với Nino, còn kể về việc các bạn trong lớp đang đồn thổi về việc khu rừng này bị ma ám. Futazo lúc này đang treo mình trên cây đột nhiên rớt thòng lòng xuống khiến Itsuki ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nino cũng nhanh chóng đuổi theo cơ mà hình như hai chị em bọn họ đã đi ngược lại với biển chỉ dẫn mất tiêu rồi. Nino đã không tìm được Itsuki thì chớ, điện thoại lại còn hết sạch pin, tiếng lá cây trong rừng xào xạc khiến cô vô cùng sợ hãi định bỏ chạy nhưng không may vấp chân và ngã cái oạch. Đúng lúc này Futazo xuất hiện thế nhưng do quên chưa bỏ mái tóc giả xuống nên Nino đã tưởng cậu chính là cậu bé trong bức ảnh. Thanh niên định kéo cô lên nhưng váy của nhỏ không may mắc phải một cành cây nên đã bị rách. Cứ tưởng sẽ bị giã cho một trận như đòn nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, Nino tỏ ra e thẹn lại còn thẳng thắn khen cậu rất đẹp trai. Không muốn để lộ bí mật về quá khứ ăn chơi trác táng của mình nên Futazo quyết định diễn theo luôn. Cậu chỉ cho cô đường ra nhưng Nino không muốn cả hai chia tay sớm vậy, liền nhờ thanh niên tìm em gái giúp mình. Lúc này Futazo đã phải nghĩ bừa ra một cái tên khác là Kintazo. Và để Nino có suy nghĩ xấu về mình, cậu đã giả bộ nói ra những điều không hay về bản thân như chưa đủ đuổi mà lại thích uống rượu. Cơ mà nhỏ Nino đã bị con đĩ tình yêu làm cho mờ mắt nên thấy thế thật là hoang dại. Futazo nhìn sao để đoán hướng đi thì Nino lại nói cô rất thích những người thông minh. Bất ngờ thấy một vết bầm trên trán thanh niên, nhỏ liền lấy một chiếc băng gạc hình trái tim và dịu dàng dán lên đó như để đánh dấu chủ quyền. Trong rừng càng lúc càng phát ra những âm thanh rợn tóc gáy khiến Nino sợ vô cùng, để cô bớt lo lắng cậu liền lấy ra bùa hộ mệnh mà Jaiha làm cho và xạo chó là nó có thể xua đuổi ác ma. Thế nhưng âm thanh kỳ lạ kia vẫn xuất hiện khiến Futazo sợ hãi cong giò bỏ chạy, Nino thấy thế thì rất thất vọng vì thanh niên còn nhát ma hơn cả cô. Phát hiện có một con đường khác nên cô đã chạy về hướng đó, ai mà ngờ nó chính là con đường dẫn tới cái vực sâu hun hút. Đến lúc nhận thức được thì cô đã mất đà và suýt nữa rơi xuống, hên là Futazo đã kịp nắm lấy tay và đẩy ngược bạn vào trong còn mình thì thay thế vị trí của nhỏ. Cũng may Nino nắm được vào chiếc bùa hộ mệnh nên cả hai đã thoát được kiếp nạn, cơ mà cái tư thế trai trên gái dưới này là sao? Nhỏ liền nhõng nhẽo đòi Futazo phải nắm lấy tay mình để chịu trách nhiệm cho hành động vừa rồi, tuy nhiên cậu đã đặt vào tay cô chiếc vòng hộ mệnh, còn nói nó có thể giúp thực hiện điều ước nữa. Nino lúc này cũng thổ lộ rằng ngày mai trường cô sẽ tổ chức đêm lửa trại, tương truyền những cặp đôi nhảy cùng trong đêm hôm đó sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. Vì vậy cô muốn mời chàng trai trước mặt tham gia cùng mình, còn nói sẽ đợi cho tới khi cậu đến. Đang đến đoạn cao trào thì đột nhiên một cái bóng tóc dài trắng xóa tiến về phía họ, còn khóc lóc nỉ non nữa chứ. À hóa ra là con mẹ Itsuki chứ không phải con ma nào hết. Nino muốn giới thiệu cho cậu bạn mới quen về em gái mình nhưng cậu đã nhanh chóng chuồn đi. Quay trở lại với Miku và Ichika, Miku liền hỏi chị gái có tình cảm với Futazo hay không. Có vẻ như Ichika đã hiểu ý cô liền ngỏ ý muốn đổi vị trí nhảy ngày mai cho em gái nhưng Miku muốn công bằng với chị nên đã từ chối lời đề nghị này. Về đến nhà nghỉ, Nino rất vui khi gặp được người tình trong mộng của mình, còn Futazo thì đang phân vân không biết nên hóa trang thành Kintazo để nhảy cùng Nino hay giữ đúng lời hứa với Ichika đây. Lúc này Ichika và Miku xuất hiện, để đôi chim câu có thời gian trò chuyện thì chị cả đã đánh trống lảng và chuồn đi trước. Miku rất hồi hộp chờ đợi câu nói phát ra từ miệng Futazo nhưng cậu chỉ hỏi cô có biết Nino đang lưu lạc phương nào không. Điều này khiến cô không mấy hài lòng nên đã bỏ đi. Itsuki cũng kịp chứng kiến mọi chuyện còn bảo Futazo đừng tỏ ra đáng nghi nữa nếu không sẽ bị họ ghét bỏ. Cả đội vẫn đang hoạt động hết công suất để chuẩn bị cho buổi đốt lửa trại ngày mai. Futazo giúp Josuba bê đống gỗ nhưng cậu yếu như sên nên không tài nào nhấc nổi khiến cô bạn nghi ngờ, không biết cậu có phải đàn ông thực sự không. Cảm thấy không thể trông đợi gì vào ông cháu này nên Josuba đã nhảy vào khiêng chung luôn. Futazo cũng nhận thấy dạo này mình rất hay gây thù chuốc oán với năm chị em bọn họ, nhất định cậu phải nhanh chóng lấy lại phong độ nếu không sẽ ảnh hưởng tới việc dạy học. Josuba được người khác nhờ chút việc nên Ichika đã nhảy vào thay vị trí của cô em, cậu nhân cơ hội này tận dụng tối đa tài nghệ giao tiếp để lấy lại vị thế với Ichika. Nhưng sự thật là thanh niên chỉ được cái học giỏi thôi chứ nói chuyện thì nhạt như nước ốc. Ichika thấy thế liền đưa ra một số tip cho cậu, nào là khi nói chuyện với Nino thì phải thật dữ dằn như cái cách cô thể hiện. Còn với Itsuki thì phải tỏ ra tử tế một chút nhưng vẫn phải giữ được chất riêng. Quả không hổ danh là chị cả Ichika, nói câu nào thấm đượm câu đấy. Chỉ còn một khúc gỗ cuối cùng nữa thôi, nhân tiện không có ai trong này. Ichika liền ngỏ ý muốn rủ Futazo tập luyện cho bài khiêu vũ ngày mai nhưng đột nhiên cậu lại đưa ra ý kiến hay là bỏ mẹ vụ đấy đi. Vì Futazo không tin vào mấy cái lời đồn kia cho lắm, hơn nữa nếu cả hai không nhảy cùng nhau thì mọi chuyện giữa Ichika và Maeza cũng dễ thở hơn.
Câu nói này của Futazo đã đưa cả hai vào tình thế vô cùng khó xử, những giọt nước mắt của Ichika cũng bắt đầu rơi xuống. Đúng lúc này có người xuất hiện, không hiểu sao cả hai lại vội vã trốn đi nhưng thế éo nào hai khứa kia đi ra lại khóa luôn cửa vào và thế là thành công nhốt bọn họ trong nhà kho này. Futazo định phá cửa nhưng phía bên trên có cảm biến chỉ cần có động tĩnh là nó sẽ kêu lên inh ỏi. Ichika sợ bảo vệ sẽ kéo đến nên ngăn cản nhưng quan trọng là cô không muốn Miku biết được chuyện bọn họ đang ở cùng nhau. Futazo gợi ý Ichika hãy trèo lên vai mình và tìm cách vô hiệu hóa nó nhưng cô thậm chí còn không vô hiệu hóa được cảm biến ở trong tim mình. Cơ mà nhỏ này nặng quá, dù đã tìm đủ mọi cách nhưng Futazo vẫn không tài nào nhấc nổi cô lên. Cậu đành phải tìm cách nhóm lên một bếp lửa tình yêu để xua tan cái không khí lạnh giá này, còn mấy chị em còn lại đang nháo nhào đi tìm hai người bọn họ. Trong khi Ichika mải thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện trên đời thì Futazo tập trung 100% vào việc nhóm lửa mà không hề có bất kỳ phản ứng gì. Thậm chí còn không buồn hỏi vì sao hồi nãy Ichika lại khóc, chỉ đến khi cô nói rằng mình sẽ bỏ học tạm thời thì cậu mới thèm quan tâm. Lý do là vì dạo gần đây Ichika đã bắt đầu có nhiều hợp đồng hơn rồi, những diễn viên đóng phim khác cũng bỏ học dù biết họ sẽ phải lưu ban một năm. Ichika học dở tệ nên cô cho rằng 3 năm cấp 3 của mình sẽ chẳng có gì đáng nhớ cả, quan trọng hơn là nếu làm như vậy thì sẽ tốt cho cả Miku và Futazo. Nhưng như thế thì đồng nghĩa với việc tiền lương của cậu sẽ bị giảm 20%, cứ ngỡ thanh niên sẽ phát rồ lên nhưng ngược lại lại tỏ ra rất bình tĩnh. Ít ra Ichika còn có sự lựa chọn khác, còn cậu thì chỉ có duy nhất một lựa chọn là học mà thôi. Dù tỷ lệ thành công là 1% thì vẫn cứ là nên thử và trải nghiệm, quả nhiên bằng sự quyết tâm của cậu ngọn lửa cuối cùng cũng cháy lên. Miku và Itsuki nãy giờ vẫn không ngừng tìm kiếm, lúc này Itsuki càng thêm chắc chắn hơn người hồi sáng cô nhìn thấy chính là Ichika. Quay trở về bên bếp lửa, Ichika nói với Futazo cô đồng ý hủy lời hứa hẹn nhảy quanh đống lửa vào đêm mai, nhưng ngược lại ngay bây giờ cậu phải nhảy cùng cô một điệu quanh đống lửa nhỏ này. Futazo đồng ý vì dù sao cũng không có ai nhìn thấy, cảm biến trái tim vẫn hoạt động bình thường, Ichika dặn lòng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng Futazo chợt kể về cái truyền thuyết mà Miku từng nói, nếu nhảy quanh đống lửa trại thì hai người yêu nhau sẽ mãi mãi thuộc về nhau, Ichika lúc này mới ngã ngửa. Cô chưa từng nghe vụ này bao giờ và cũng đã hiểu tại sao Miku lại luôn lăn tăn như thế, Ichika không ngờ rằng bấy lâu nay mình lại là kỳ đà cản mũi em gái. Bất ngờ khúc gỗ đổ xuống, cũng may là Futazo kịp thời lao tới kéo cô lại, vô tình tạo thành một tư thế như chuẩn bị nhảy và khiến trái tim của Ichika đập loạn nhịp. Chính sự việc vừa rồi đã khiến còi cảm biến kêu inh ỏi, thiết bị chữa cháy cũng phun nước tứ tung. Giờ thì chỉ còn một cách duy nhất là dùng chìa khóa mở cửa để ngăn nó lại. Vừa nói tới chìa khóa thì hai vị cứu tinh Miku và Itsuki đã mang nó tới với khuôn mặt sắc lạnh. Chuyến dã ngoại vô tình trở nên tồi tệ hơn, Futazo sẽ phải giải thích sự việc ngày hôm qua với giáo viên còn Miku và Itsuki vẫn chưa thật sự tin tưởng hai người bọn họ. Ichika lúc này bị ốm nằm liệt một chỗ, Itsuki cũng ở bên cạnh để chăm sóc cô nhưng có vẻ cô làm vậy để tránh phải chạm mặt với Futazo. Từ cái ngày Itsuki nhờ Futazo làm gia sư cho mình ở căng tin và bị từ chối cho đến bây giờ, cô không nghĩ cậu là người tốt đến vậy. Futazo cũng vừa hay tỉnh dậy tuy nhiên đã bị Yotsuba lôi đi trượt tuyết vì là lần đầu nên vẫn còn hơi bỡ ngỡ. Đúng lúc này thì Miku xuất hiện, thanh niên không biết đây là ai liền dí sát mặt khiến cô ngã chổng queo. Ichika mặc dù ốm sốt nhưng vẫn chùm chịt kỹ càng và lao ra ngoài trượt tuyết còn Itsuki vì không muốn thấy mặt Futazo nên đã chạy đi chỗ khác mất rồi. Futazo muốn nhân cơ hội này giải thích về chuyện tối qua cho Miku nhưng cô nàng không chịu nghe và phóng vụt đi luôn. Thấy thế Ichika liền xông lên hỏi cậu đã kể chuyện cô có ý định nghỉ học với ai chưa, nhưng điều Futazo quan tâm lúc này là làm sao để dừng lại được. Kết quả là cậu lao vun vút và đâm sầm vào một gốc cây, lại còn đổ lỗi cho Yotsuba chỉ dạy mình cách trượt chứ không nói phải dừng như nào. Cảm giác như từ lúc tặng chiếc bùa may mắn cho Nino thì cậu liên tục gặp vận xui, đột nhiên cậu làm rơi mất chiếc băng gạc và Nino lúc này cũng tình cờ đi tới. Cô nhận ra đây chính là chiếc băng gạc mà mình đã dán cho Kintazo hôm qua thế là lập tức đuổi theo Futazo khiến cậu chạy thục mạng về phía trước. Cơ mà lại đụng độ ngay Yotsuba, xem ra đã không còn đường lui, Futazo lập tức chui vào một cái lều tuyết và bắt gặp Miku cũng đang ẩn mình trong đó. Cô nói cái lều này chật lắm nên hãy hạn chế động đậy, Futazo thấy vậy định chui ra nhưng Miku đã kéo cậu lại và lấy lý do Yotsuba vẫn còn đang ở bên ngoài. Cô trốn ở đây vì đang chơi trò đuổi bắt với Yotsuba, bọn họ là chị em sinh năm nhưng không hiểu sao Yotsuba lại có sức khỏe nổi trội như vậy. Chứng tỏ cô ấy đã cố gắng rất nhiều, mặc dù đây chỉ là cuộc chơi bình thường thôi nhưng Futazo không muốn phủi bỏ sự nỗ lực của cô, cậu muốn bọn họ sẽ chơi thật công bằng. Miku nghe thấy vậy thì nhớ đến chuyện chị Ichika đã âm thầm giúp mình nhiều lần, lời khuyên vừa rồi thực sự lay động trái tim của cô. Miku liền lấy điện thoại và gọi cho Ichika trong khi đó ở bên ngoài Yotsuba vẫn mải miết tìm kiếm Futazo còn Nino thì không ngừng tìm Kintazo.
Miku nói với Ichika rằng cô muốn chơi công bằng trong buổi lửa trại tối nay, còn về lời nguyền được đồn thổi mấy hôm nay rằng cứ nắm tay người mình yêu trong khoảnh khắc đó thì cả hai sẽ bên nhau mãi mãi. Chẳng phải Futazo có hai tay đó sao, mỗi người nắm một tay vậy là được rồi, nhưng đấy là Miku nghĩ thế thôi chứ nói ra thì Ichika chửi cho to đầu. Futazo nghe thấy giọng Ichika liền chui lại vào trong lều và hỏi thăm sức khỏe của cô, cơ mà cậu lại ghé sát quá, má kề má khiến Miku đỏ cả mặt, dạo rực hết cả con người. Ichika giao phó cho cả hai một nhiệm vụ đó là đi tìm nhỏ Itsuki vì nhỏ đang ở một mình, chắc hẳn sẽ cảm thấy rất cô đơn. Nơi đầu tiên mà Futazo nghĩ tới đó là căng tin nhưng tiếc là Itsuki không có ở đây, đã thế điện thoại còn không liên lạc được. Nhưng càng lúc cơn sốt của Futazo càng nặng hơn, cậu cảm thấy rất có lỗi vì đã lây từ em gái Jaiha sang cả Ichika. Lúc này Josuba đã tìm được cả bốn người bọn họ chỉ thiếu mỗi Itsuki nữa thôi nhưng cả đám đều không biết tung tích cô ở đâu mặc dù đã đi loanh quanh cả buổi. Lúc này chỉ còn một nơi duy nhất mà bọn họ chưa tìm đó là khu vực trượt tuyết đang được sửa chữa nhưng đã bị cấm ra vào. Nino định đi báo với giáo viên và gọi cứu hộ nhưng Ichika đã kịp ngăn nhỏ em lại và nói Itsuki không phải người thích làm lớn chuyện thế đâu. Cơ mà Nino lại cho rằng cô đang xem thường mạng sống của em mình. Futazo dường như đã lờ mờ đoán được điều gì đó và sau khi sâu chuỗi toàn bộ sự việc, cậu nói đã biết nơi mà Itsuki đang lẩn trốn, liền rủ Ichika cùng cậu ngồi cáp treo để tìm kiếm. Nhìn cặp đôi trước mặt đang phát cẩu lương khiến Ichika vô cùng bối rối, Futazo chỉ xuống phía dưới và nói hình như kia chính là Itsuki, Ichika thấy vậy cũng hùa theo trong khi đó lại là một người đàn ông. Cậu cũng đã nhận ra cô không phải là Ichika mà chính là Itsuki vì thị lực của cô không tốt nên không thể nhìn rõ người phía bên dưới. Hơn nữa Ichika thường gọi cậu bằng tên chứ không dùng họ như Itsuki vẫn thường gọi, dù Futazo không đi guốc trong bụng cả năm chị em nhưng cậu vẫn có thể nhận ra những điều nhỏ nhặt như vậy. Nhớ lại vài giờ trước cô vẫn còn không tin tưởng hoàn toàn tên gia sư này được nên đã thông đồng với chị gái tạo ra tình huống như này. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác, cô liền xin lỗi Futazo và nói mình làm vậy chỉ để làm rõ một chuyện. Nhưng lúc này cậu đã rất mệt liền gục xuống vai của Itsuki và thiếp đi từ lúc nào không biết, cũng may là Itsuki kịp thời đưa cậu tới phòng y tế. Ichika thấy có lỗi nên muốn ở lại chăm sóc cho Futazo, Itsuki thấy vậy thì cũng xung phong nhưng Futazo lại nói là không cần thiết. Tuy nhiên cũng không quên báo với Nino rằng anh bạn tóc vàng kia có việc đột xuất nên không thể ở lại nhảy với cô được. Nino hỏi liệu cậu ta có ghét mình không nhỉ nhưng Futazo đã nhanh mồm nhanh miệng trả lời là không. Mà cái tên này cũng lạ thật đấy, không lo cho sức khỏe của mình đi quan tâm đến chuyện của người khác làm gì. Cuối cùng thì đêm lửa trại cũng diễn ra, ông cháu lúc trước tán Ichika cũng đã tìm được bạn nhảy của mình rồi. Về phía Ichika lúc này đang ngồi nhìn mọi người vui vẻ thì bất ngờ Miku mang tới cho cô một lon nước và hai chị em cùng ngồi tán dóc. Cô cảm thấy rất có lỗi với em gái vì đã không để ý tới truyền thuyết kia và quan tâm đến cảm nhận của Miku. Nhưng Miku thì còn đang mải suy nghĩ về việc cả năm chị em bọn họ đang ngày càng trở nên thân thiết với Futazo hơn. Nếu cô chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình thì thực sự rất bất công cho những người còn lại. Cơ mà giờ thì không thể dối lòng được nữa, cô thừa nhận mình thích Futazo và muốn độc chiếm lấy cậu, nên cả năm chị em bọn họ hãy đấu thật công bằng. Trong khi đó, Josuba đã tìm được cuốn sổ được đánh dấu chi chít của Futazo, chắc hẳn cậu ấy đã rất mong chờ chuyến đi này vậy mà cô lại lôi cậu đi lung tung không theo lịch trình gì cả. Itsuki mở cuốn sổ ra xem và nói với chị gái rằng việc làm của cô không hề vô ích vì Futazo đã đề cập đến tên của Josuba rất nhiều trong cuốn sổ này. Thấy vậy cô liền chạy đi hỏi Futazo một cách thẳng thắn, Itsuki rất ngưỡng mộ chị gái vì cô luôn dám thẳng thắn đối mặt chứ không như mình. Cô lập tức áp dụng bài học vừa học được của chị gái, lẻn vào phòng của Futazo và nhân lúc thầy giáo ra ngoài thì tiến đến bật công tắc điện phòng cậu. Ai mà ngờ đèn vừa sáng thì gương mặt năm chị em hiện lên rõ mồn một, vậy là không chỉ mình cô có ý định làm vậy. Dường như cả năm chị em bọn họ có cùng suy nghĩ với nhau, đều lẻn vào vì lo cho Futazo. Itsuki rất muốn sau khi tỉnh dậy sẽ được nghe cậu chia sẻ nhiều hơn về bản thân. Cô cũng rất biết nắm bắt thời cơ, nhân lúc đêm lửa trại sắp kết thúc liền nắm lấy tay cậu. Lại ở một diễn biến nhiều năm về sau, em gái Jaiha ngày nào đã trở thành một cô gái dễ thương và đang chuẩn bị bữa ăn sáng. Thì ra hôm nay là lễ cưới của Futazo nhưng cậu lại để quên nhẫn cưới ở nhà, thế nên Jaiha phải đích thân đem tới cho anh trai. Đến nơi thì thấy anh trai đang ngủ say trên bàn, tay thì vẫn đeo chiếc vòng hộ mệnh mà em gái đã chu đáo chuẩn bị cho từ lần đi dã ngoại khiến Jaiha cảm thấy rất hoài niệm và xúc động. Đám cưới cuối cùng cũng chính thức diễn ra, Futazo bảnh trẻ bước vào lễ đường. Hôm nay ông cháu Miyade cũng xuất hiện cùng vợ, không ai khác chính là cô gái trong đêm lửa trại hôm đó. Vậy cô dâu kia sẽ là ai đây? Quay trở lại với thực tại, cả năm chị em nhà này mỗi người nắm lấy một ngón tay của Futazo. Như được truyền thêm sức mạnh cậu đã có thể ngồi dậy và lập tức đuổi thẳng cổ năm con mắm ra ngoài.
Sáng hôm sau mọi thứ trở lại như thường ngày, Nino cho cậu mượn tạm cái vòng mà Kintaro tặng. Kể từ nay cả năm người bọn họ đã ngoan ngoãn nghe lời cậu để chăm chỉ học bài. Vậy là kết thúc mùa 1 rồi, AD sẽ sớm đem mùa 2 đến cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Futazo tỉnh dậy sau cơn mê man trong bệnh viện. Giờ khi tỉnh rồi cậu mới nhớ ra toàn bộ sự việc đã xảy ra, những tai nạn liên tiếp trong chuyến đi ngoại khóa ở cuối phần trước. Cuối cùng thì cậu bất tỉnh rồi được năm chị em họ đưa vào đây. Futazo mơ màng nên nhìn thấy thế chứ làm gì có chuyện cả năm người đó quan tâm đến cậu. Vừa nói xong thì Nino lù lù mở cửa bước vào trong phòng cậu. Mặc dù có hơi hoạnh hoẹ cũng như khó tính, thế nhưng Futazo khá bất ngờ khi Nino lại tận tâm đến tận đây để thăm người bệnh đấy. Còn chưa kịp nói xong thì bên ngoài lại có người đến nữa. Nino vội vàng trốn ra sau tấm rèm và cũng không quên dặn Futazo cấm được nói mình đang ở đây. Hóa ra đó là mấy chị em nhà cô gồm có Josuba, Ichika và Miku. Thế nhưng với cái mũi siêu thính của mình, Josuba đã phát hiện ra mùi nước hoa của Nino ở trong căn phòng. Trong khi đó, hai cô chị còn lại thì thay phiên nhau làm phiền Futazo. Về phía Ichika, khi nhìn thấy cậu khỏe mạnh thì rất vui. Vốn dĩ cô đã định từ bỏ việc học càng sớm càng tốt. Thế nhưng bây giờ có một ai đó lại khiến cho cô lưu luyến không nỡ rời xa. Dù sao thì sau một hồi mớm cho Futazo ăn uống đàng hoàng, Josuba cũng đã bắt được Nino ở sau tấm rèm. Bốn chị em họ đã chào tạm biệt Futazo và đi về. Mặc dù không nói ra nhưng Futazo cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi được họ đến thăm. Hôm nay khi thực hiện kiểm tra tình trạng của cơ thể, Futazo đã gặp được vị bác sĩ có một chút gì đó quen mặt. Không những thế cậu lại còn gặp lại năm chị em nhà kia đến đây để tiêm phòng. Chuyện này làm cậu tự nhiên nhớ ra một chuyện ở trong quá khứ về một cô gái tóc hồng có nụ cười thật tươi và đi với cô là một người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị. Bất giác trong một tích tắc khi xoay người lại, Futazo chợt nhận ra cô bé tóc hồng đang ở đây. Cậu giật mình định thần lại thì mới thấy đó là Itsuki. Cô tự nhiên xuất hiện ở đây và nằng nặc đòi Futazo kể lý do tại sao cậu lại đi học. Đơn giản thôi, học sinh thì đứa nào mà chả phải đi học. Tất nhiên Itsuki biết có gì đó mà Futazo đang giấu và cô sẽ nhìn chằm chằm cậu đến khi cậu kể thì mới chịu thôi. Nói thế thì Futazo cũng chịu rồi chứ biết làm sao được. Một mảng ký ức hiện ra trong lời kể của cậu. Khi đó Futazo còn là một đứa trẻ đang cùng những người bạn của mình đi chơi ở Tokyo. Cậu lúc ấy trái ngược hoàn toàn với hình tượng chăm ngoan học giỏi bây giờ. Futazo tóc vàng bấm khuyên và nghịch ngợm. Thậm chí còn khinh thường bạn mình vì quá chăm học mà không tận hưởng. Cuối cùng vì quá chán các bạn thế nên Futazo quyết định tách đoàn ra đi riêng. Cậu đang lang thang chụp ảnh thì bị một bà chị vu khống là chụp trộm, thậm chí cô ta còn gọi cảnh sát để muốn kiểm tra máy ảnh của Futazo. Khi đó may mắn thay có một cô bé tóc hồng đã xuất hiện để làm chứng cho cậu, vì thế mà Futazo không bị các chú công an bế về đồn. Sau đó bất ngờ người hành tinh xâm chiếm trái đất nên không có chuyện gì xảy ra cả. Tất nhiên cậu không muốn kể nữa nên mới bốc phét là như thế. Ai ngờ khi đó Futazo nghe thấy những lời giống hệt cô bé tóc hồng đó của Itsuki, cậu đã rất bất ngờ và còn bất ngờ hơn khi cô rút ra một tấm bùa hộ mệnh. Thứ mà cô bé tóc hồng kia đã mua tận 5 cái khi hai người đi cùng nhau, Futazo giật mình hỏi xem Itsuki có được thứ này ở đâu. Cô thản nhiên nói rằng mình đã có được ở Tokyo 5 năm trước và điều này làm Futazo vô cùng sững sờ, liệu chị em họ có liên quan gì đến cô bé tóc hồng đó chứ? Thôi thì mọi chuyện cứ để sau khi Futazo đã được xuất viện ít ngày sau đó, ngay khi trở lại căn chung cư của cả năm chị em. Futazo đã vô ý nhìn thấy một trong năm chị em quấn khăn tắm, đã thế lại còn ném vào mặt cậu một tập kiểm tra không điểm đã xé hết tên. Vì không thể phân biệt đấy là ai thế nên Futazo muốn tìm ra thủ phạm, cậu mới đi có vài ngày thôi mà đã học hành chỉnh mảng thế này à. Cái quan trọng là Futazo không nhớ đặc điểm của hung thủ là gì, mặc dù đã thử rất nhiều cách để tìm ra điểm khác biệt nhưng không thành. Thế nên Futazo buộc phải sử dụng cách cuối cùng, cậu tạo ra một bài kiểm tra với các câu hỏi tương tự như trong kia, ai làm mà điểm thấp nhất thì người đó sẽ là thủ phạm. Hóa ra người ban nãy quấn khăn tắm lại là Ichika, tuy nhiên cô rất tự tin rằng bản thân mình không thể bị bại lộ, cô đã sớm biết đáp án của các câu hỏi trong bài kiểm tra. Còn chưa kể đến việc cô thay đổi vài nét trong chữ viết tay để Futazo không nhận ra, Ichika tự tin nộp bài kiểm tra đầu tiên. Ai ngờ cô đã nhanh chóng bị bại lộ, khi trong năm chị em chỉ có Ichika là uốn cong chữ B mà thôi, Futazo đắc ý lắm vì cách của mình quá ư là hiệu quả. Ai ngờ khi nhận 4 cái bài còn lại, cậu phát hiện ra đống bài kiểm tra xé tên kia là của cả năm con mắm này, Futazo mới đi viện có vài ngày thôi mà mọi thứ lại đâu đóng đấy hết rồi. Việc này khiến cho Futazo lo sốt hết cả vó lên, chỉ còn vài tuần nữa sẽ tới kỳ thi cuối kỳ. Theo như tính toán của Futazo dựa trên điểm của các bài kiểm tra trước, chắc chắn họ sẽ suýt soát qua được bài kiểm tra tiếp theo. Chỉ cần không có chuyện gì xảy ra thì điều đó chắc chắn là có thể. Việc còn lại là Futazo cần phải cố gắng soạn đề cho bọn họ càng nhiều càng tốt.
Thức đêm thức hôm nhiều khiến cho cậu thiếu ngủ trầm trọng, đến mức sáng hôm sau Itsuki phát hiện ra Futazo ngủ gục ở ngoài hành lang, tuy nhiên chừng đó mệt mỏi không đủ để làm cho cậu trở nên nản lòng. Futazo nhiệt tình đưa ra một tập đề bản thân đã thức nguyên đêm để soạn ra, chỉ cần làm hết nó trong một lần chắc chắn họ sẽ qua được bài kiểm tra. May mắn cho Futazo là các chị em giờ đã chịu khó tập hợp để học hành, tuy nhiên vấn đề đó được giải quyết thì vấn đề khác lại nảy sinh ra ngay lập tức. Chuyện là Miku cùng với Nino suốt ngày cãi nhau, cứ như thế này hai người họ chắc chắn sẽ không đủ tập trung để học được, cậu nhờ mấy người khác hiến kế để giúp hai người này hòa thuận lại. Yotsuba đề nghị cậu thử cách động viên hai người họ, biết đâu cả hai vì thế mà sẽ hòa thuận cùng với nhau. Thế nhưng Futazo ngoài việc học ra thì chả giỏi gì cả, với những câu động viên vô cùng giả chân, hai chị em không những không hòa thuận mà còn cãi nhau căng hơn. Ichika thấy thế ngay lập tức nói Futazo thử quát mắng cả hai xem, biết đâu họ sẽ đồng lòng để chửi lại cậu thì sao. Cái gì chứ, riêng vụ chửi người khác này Futazo khoái lắm, cậu nhiệt tình chửi căng đét luôn, mà nào ngờ hai người kia bằng cách thần kỳ nào đó vẫn không hòa thuận được. Miku cứ nói nhiều làm lòng tự ái của Nino lên cao vút, cô quyết định méo học hành gì nữa lên phòng ngủ cho sướng. Điều này làm cho Futazo vội chạy theo năn nỉ, thế nhưng Nino bắt đầu buông ra những lời nói vô cùng khó nghe, mọi chuyện từ đó bắt đầu trở nên vô cùng căng thẳng. Nino thẳng tay hất toàn bộ đống đề cậu đã thức khuya để soạn tay cho họ, cô cho rằng dù gì Futazo cũng chỉ là một thằng gia sư được họ thuê thôi. Những lời nói này cậu không thấy có vấn đề gì, thế nhưng Itsuki đã không giữ được bình tĩnh mà ngay lập tức vung tay vuốt má em mình một cái. Nino cũng không phải dạng vừa khi ngay lập tức trả lại chị mình một cái, tình hình ngày càng một trở nên gay gắt hơn. Nino cho rằng các chị của mình đang lựa chọn một tên gia sư xa lạ thay vì em gái mình. Nino không chỉ quyết định sẽ rời khỏi ngôi nhà chung ngay lập tức, mà cô còn buông lời lăng mạ Itsuki một cách thậm tệ. Cứ như thế điều mà Futazo không mong muốn nhất đã xảy ra, Itsuki cùng Nino đã bỏ nhà ra đi ngay sau hôm đó. Cậu cùng với Miku cũng chỉ còn cách đi thuyết phục cả hai trở về, nếu không chắc chắn họ sẽ trượt thẳng cẳng trong bài kiểm tra tới. Đến lúc đó thì công việc gia sư của cậu e rằng khó mà giữ nổi. Futazo cùng Miku hỏi người đi đường và biết được Nino đang ở một khách sạn hạng sang. Tìm cô thì dễ thôi nhưng để thuyết phục được cô về thì lại là một chuyện khác. Nino đã lạnh lùng tống cổ cả hai đi và cũng không quên đổ lỗi cho Futazo vì gây ra chuyện này. Về phần của Itsuki, họ không tài nào tìm thấy cô ở đâu, không rõ cô giờ này đang ngủ bờ ngủ bụi ở đâu, ví thì không mang kỹ năng sống thì mèo có. Ai ngờ Itsuki lại đến ăn bám nhà cậu, Futazo nhìn thấy cô ở nhà mình mà sốc ngang sốc ngửa không nói lên lời. Tối hôm đó cả hai người quyết định ra ngoài để nói chuyện riêng, Itsuki đương nhiên không chịu quay lại trước nếu như Nino không chịu xin lỗi, nhưng Futazo cũng không muốn cô cứ vạ vật ở nhà mình nữa. Mà một tiểu thư đài các như Itsuki không có tiền thì đi ra ngoài làm sao chịu được. Tuy nhiên cô lúc này mới chia sẻ thật rằng trước khi trở thành cô tiểu thư, vài năm trước gia cảnh của Itsuki cũng chẳng khá khẩm gì lắm. Cô cùng bốn chị em được mẹ nuôi nấng trong một căn nhà chật hẹp. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi mẹ cô cưới được người bố giàu sụ như bây giờ. Đổi lại sức khỏe của bà ngày càng xấu đi, Itsuki từ đó luôn muốn thay thế mẹ mình để dẫn dắt mọi người. Mà xem ra tình hình bây giờ không được như cô mong muốn lắm. Futazo vì thế mà nói bản thân sẽ thay thế vai trò của một người cha, ấy đừng hiểu nhầm ý của cậu lúc này, Futazo muốn lúc này sẽ chịu trách nhiệm hàn gắn tất cả lại. Nói là làm sáng hôm sau khi đi học, cậu bắt đầu quá trình thuyết phục Nino của mình, Futazo chảy cối đến khách sạn 5 lần 7 lượt kêu cô về. Thế nhưng tất cả nỗ lực của cậu chẳng có chút tác dụng gì cả, Futazo bấy giờ mới nhận ra bản thân đã can thiệp quá nhiều vào chuyện gia đình họ. Trong lúc mơ hồ thế méo nào cậu chợt nhìn thấy sự xuất hiện của cô bé tóc hồng năm xưa, Futazo choáng váng cắm thẳng đầu xuống hồ luôn, cơ mà trong rủi thì lại có cái may. Với bộ dạng nhếch nhác ướt nhẹp của mình, Futazo đã chính thức khiến cho Nino động lòng, cô quăng cho một chiếc khăn để lau người sau đó mời cậu lên phòng mình. Cậu được cô dẫn lên nhà để tắm rửa gội đầu cho nó đàng hoàng, rồi không biết từ bao giờ hai bọn họ đã bốc phét được với nhau như bình thường. Mặc dù có đang hơi bị chế giễu nhưng để nói chuyện được với Nino bây giờ thì nó cũng đáng. Lúc này cô mới hỏi Futazo rằng đã có chuyện gì xảy ra. Bởi ban nãy khi xuất hiện mặt của cậu trông có vẻ hơi ủ rũ, Nino nằng nặc đòi Futazo kể nên cậu cũng không giấu được. Như đã nói thì ban nãy cậu nhìn thấy người con gái tóc hồng. Đấy là sự thực chứ không phải Futazo mơ mộng giữa ban ngày, đã 5 năm không gặp nhưng hai người họ vẫn có thể nhận ra được nhau. Sau khi đã xác nhận đây chính là người con gái trong ảnh, Futazo đã định co cẳng chạy đi mất mà nào ngờ, cô bạn tóc hồng kia đã nhanh nhẹn giữ được quyển sổ của cậu lại. Cô nói rằng nếu giờ cả hai không cùng nhau nói chuyện thì đừng mơ lấy lại được quyển sổ, cũng chính vì thế mà Futazo cùng với cô đã lên thuyền vừa trèo vừa hàn huyên. Bây giờ cậu mới biết được rằng cô gái này tên là Jena, lạ một cái là cô biết tất cả những thông tin bây giờ liên quan đến Futazo, cậu học giỏi đứng nhất toàn khối và đang làm gia sư. Thậm chí khi nghe đến việc Futazo làm gia sư cho năm chị em sinh năm Jena cũng chẳng mấy bất ngờ, cậu từ tốn kể lại về năm con người mình đang dạy dỗ.
Dù là sinh năm nhưng họ mỗi người đều có một tính cách vô cùng riêng biệt. Thứ duy nhất mấy đứa giống nhau là khuôn mặt và độ học dốt. Nghe đến đây chẳng hiểu sao khuôn mặt của Jenna có chút lo lắng. Sau cuộc nói chuyện đó, Jenna đã giữ lời hứa của mình. Cô trả cho Futazo quyển sổ của cậu. Tuy nhiên tấm ảnh của hai người khi còn nhỏ thì Jenna xin phép giữ lại. Jenna nói rằng lần xuất hiện này của mình là để từ biệt Futazo và không bao giờ gặp lại nữa. Nói rồi Jenna quay gót đi làm cho cậu khá hốt hoảng. Và cứ như thế Futazo cắm thẳng đầu xuống sông khi đang cố đuổi theo Jenna. Câu chuyện này của cậu khiến cho Nino khóc như mưa vì cảm động. Không ngờ mặt Futazo nhìn đần đàn thế mà trung tình ra phết đấy. Lúc này Futazo nhận ra Nino vẫn rất cố gắng ôn tập. Tuy nhiên có một điều mà cô nhất quyết không chịu làm là xin lỗi Itsuki và quay về. Itsuki thì vẫn ăn dầm ở rề nhà Futazo không chịu đi. Nói hai chị em đi chơi cùng để làm lành với nhau đi thì cô cũng không chịu. Bởi vì từ trước đến giờ sở thích của hai chị em vẫn vô cùng xung khắc với nhau. Tuy nhiên việc học của cả năm hôm sau cũng có tiến triển. Futazo chỉ còn cách đi kèm cho Nino riêng để kịp bài kiểm tra trước mắt. Cuộc gặp gỡ cùng với Jenna đã giúp cho cậu nhận ra. Con người cuối cùng rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Việc cô có thể làm duy nhất là chấp nhận và quên đi quá khứ mà thôi. Nhưng vấn đề của Nino là sự trân trọng tình chị em. Bởi cô vẫn chưa vượt qua được cảm giác năm chị em họ trở nên khác nhau theo thời gian. Đấy mới là điều khiến cho tâm lý của Nino trở nên bất ổn. Chưa dừng lại ở đó, vẫn còn một điều nữa khiến cho cô tiếc nuối. Đấy chính là chàng trai có tên Kintazo trong buổi ngoại khóa hôm trước. Futazo ngay lập tức hỏi nếu gặp cậu ta thì sẽ làm gì. Điều này làm cho Nino ngay lập tức sửa soạn nhan sắc của mình. Tiếng chuông cửa của cậu vang lên làm cho cô háo hức chạy ra, đúng như cô mong chờ khi Kintazo đã có mặt ở trước cửa. Cho mấy bạn đã quên thì đây chính là Futazo chứ còn ai vào đây nữa. Bây giờ cậu đang đứng trước hai lựa chọn mang tính sống còn. Một là hẹn hò với Nino khiến cho tâm trạng của cô trở nên ổn hơn, hoặc hai là tự thú nhận thân phận thực sự của bản thân mình. Tất nhiên vì để giữ cái mạng của mình, Futazo cũng muốn nói rõ luôn, ai ngờ Nino cứ nhảy vào mồm cậu chặn họng không cho nói. Bất đắc dĩ cậu cứ phải làm theo những gì cô muốn, cả hai người họ cùng nhau làm bánh trong căn bếp của Nino, cô thì cứ thi thoảng lại rút điện thoại gọi cho Futazo. Một mình cậu cứ phải đóng hai vai liên tiếp, Futazo cũng muốn nhân cơ hội này hàn gắn tình cảm của năm chị em, cậu lỡ mồm nói chỉ muốn họ được hòa thuận cùng với nhau. Điều này đã vô tình lật tẩy thân phận của Futazo trước mặt Nino, nhưng cậu không hề biết điều đó mà vẫn một mình đóng hai vai. Cho đến khi Nino gọi Futazo ra quán cà phê rồi vạch trần cậu nhờ chiếc vòng tay, cậu còn chẳng có cơ hội giải thích khi đã uống sạch cốc nước có thuốc ngủ. Khi tỉnh dậy thì Futazo mới biết bản thân đã làm cho mọi chuyện rối hơn rồi, cậu quay trở lại khách sạn thì biết tin Nino đã dọn đi ra ngoài. Việc hàn gắn này có vẻ không thành công mấy rồi, giờ thì chỉ còn đợi phép màu xảy ra với trường hợp của Nino thôi. Futazo phải chuyển sang giúp đỡ một trường hợp khác, đấy chính là Yotsuba khi cô quá tốt bụng muốn giúp đỡ đội trưởng đội điền kinh. Ngày thi đến gần mà nếu cứ thế này cô chắc chắn sẽ không tập trung học được, thế nên mặc dù thể lực vô cùng yếu ớt, Futazo vẫn phải gắng sức chạy theo Yotsuba để đặt các câu hỏi giúp cô ôn tập ngay trong lúc vận động, mặc dù có hơi sai một tí nhưng Yotsuba quả thực nhớ được rất nhiều. Tuy nhiên cô có vẻ đang quá tốt bụng và không thoát được ra khỏi sự nhờ vả của người khác, thậm chí đội trưởng còn bắt bọn họ phải tập nguyên ngày cuối tuần. Futazo biết cô không hề muốn làm việc này thế nên cậu quyết tâm sẽ giải thoát cho cô khỏi câu lạc bộ điền kinh. Trong khi đó, Miku cũng đã đến tìm Nino ở tại khách sạn. Tất nhiên, Futazo đã có một kế hoạch để làm việc này từ trước rồi. Nếu Yotsuba không có gan để từ chối, thì người khác sẽ làm điều này thay cô. Futazo cần Itsuki đảm nhận nhiệm vụ đóng giả Yotsuba. Chẳng phải chị em họ vẫn có tuyệt chiêu phân thân chi thuật đấy ư? Giờ chỉ cần Itsuki cần có tí cầu diễn là được rồi. Cùng lúc đó, Miku vẫn tiếp tục thuyết phục Nino trở về. Bây giờ chỉ cần nhắc đến Futazo thôi là cô đã điên hết cả tiết lên rồi. Nino không muốn nhắc đến cái tên đã nhẫn tâm lừa dối mình. Cô nói rồi Futazo dám cải trang để lừa mình hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, Miku lại phản ứng như chuyện này chẳng có gì cả. Cũng phải thôi, chẳng phải chị em họ vẫn cải trang thành người khác để lừa Futazo mà. Hơn nữa, cô không đến đây để nói chuyện về anh gia sư. Miku đến để nói rằng Nino hãy bước tiếp đi, bởi năm chị em họ mỗi người là 20 điểm để tạo nên sự hoàn hảo. Đâu cần phải giống như khuôn đúc làm gì, chẳng phải mỗi người một tính cách để ghép lại thành một bức tranh hoàn hảo chẳng phải tốt hơn sao. Điều này làm cho Nino tỉnh ngộ lại, cô cuối cùng đã không còn cãi vã với Miku nữa, mà có cãi vã thì cũng chỉ đem lại tiếng cười cho họ thôi. Nino đã hạ quyết tâm sẽ sống với những gì mình muốn thay vì cứ cố giống nhau, cô lấy kéo ra và thể hiện quyết tâm thay đổi của bản thân mình. Cùng lúc đó, Futazo giờ không chỉ làm nghề gia sư nữa, cậu còn đang kiêm luôn vị trí hướng dẫn diễn xuất cho Itsuki nữa. Như đã nói trước đó, cô cần phải đóng giả Yotsuba để từ chối đội điền kinh. Mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa cũng là lúc Futazo hét toáng lên, cậu hô biến thái khiến cho Yotsuba ngay lập tức đuổi theo. Cùng lúc Itsuki chạy ra để từ chối với hội điền kinh, ai ngờ đội trưởng của đội lại vô cùng tinh tường, cô đã phát hiện ra có người đang đóng giả Yotsuba.
Cùng lúc Josuba thật thì đã đuổi kịp Futazo, cô nhận ra bản thân đã bị lừa vào chồng, thế nhưng cô vẫn quyết định trở lại vì không muốn từ chối tham gia giải điền kinh. Trong khi đó Itsuki đang ở dưới và sợ run lên bần bật, có một điều mà họ không tính đến là hai người họ mặt thì giống nhau, thế nhưng độ dài tóc khác nhau nên rất dễ phân biệt. Tưởng rằng kế hoạch đã thực sự đổ bể thì lúc này lại có một Josuba nữa đi ra, lần này là một cô nàng tóc ngắn giống hệt hàng thật. Không những thế diễn xuất lại còn vượt trội hơn rất nhiều, chỉ cần một lời là đã có thể thẳng thừng từ chối một cách dễ dàng, Futazo cũng vì thế mà đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu thầm cảm ơn Ichika vì đã diễn xuất tài tình, cơ mà Ichika đứng đây từ nãy đến giờ mà, Miku cũng đứng đây nữa, vậy người đứng dưới kia là ai? Quả thực Futazo đã rất bất ngờ khi thấy Nino xuất hiện cùng với mái tóc ngắn ngang vai, cô cuối cùng cũng đã chịu thay đổi không tiếc nuối quá khứ. Nino chào tạm biệt Kintazo và cả hình ảnh năm chị em giống nhau như đúc để tiến đến tương lai. Còn với Josuba, cô cũng nhận được một bài học giá trị, đấy chính là học cách nói lời từ chối khi cần thiết. Sau cùng mâu thuẫn của Nino của Itsuki cũng đã được giải quyết, hai chị em cùng nhau làm lành như chưa có gì xảy ra, thậm chí Itsuki còn mời Nino xem bộ phim mà em gái yêu thích. Cuối cùng thì cả năm cũng đã có thể chuyên tâm học hành được rồi, họ lại một lần nữa tập hợp trong căn nhà để nhận sự kèm cặp của Futazo. Kỳ thi tới gần đống câu hỏi lần trước cũng đã được hoàn thành, nhưng có lẽ như thế vẫn chưa đủ để cho cậu an tâm. Còn có 2 ngày thời gian gấp rút nên Futazo đưa cho mỗi người một tờ phao đã chuẩn bị sẵn, ai cũng khá bất ngờ vì không nghĩ Futazo là người như thế. Tuy nhiên cậu sẽ cố gắng kèm cặp hết sức có thể để không phải dùng đến thứ này, năm chị em cũng như thế mà chăm chỉ ôn tập. Ngày thi cuối cùng đã đến và bọn họ tự tin bước vào lớp, mặc dù sĩ khí cao đấy những kiến thức vẫn chưa đủ, điểm của mấy chị em vẫn thấp đến mức thảm thương. Đến ngày gia sư ai cũng sợ sẽ bị Futazo quạt cho một trận, ai ngờ bước vào cửa lúc này lại chính là quản gia Etaba. Nhưng giờ đây ông còn kiêm luôn cả vị trí gia sư của họ nữa, điều này làm cho tất cả chị em đều vô cùng bất ngờ. Thậm chí họ còn sốc ngang khi biết được Futazo đã tự mình xin nghỉ việc, bố của cả năm đã quyết định sẽ cấm cậu không được bước vào căn nhà này nữa. Bọn họ muốn tìm Futazo để hỏi chuyện này cho ra nhẽ, thế nhưng Etaba không cho phép ai làm chuyện đó nếu như chưa giải xong bài tập. Để cho nhanh chóng hoàn thành, năm chị em nhớ đến tờ phao Futazo cho mình trước đó, họ âm thầm mở ra rồi bất ngờ phát hiện từ đầu cậu đã không có ý định để cho họ gian lận rồi. Bên trong đó vốn dĩ chỉ là lời dặn dò cho từng người và lời tạm biệt mà thôi, điều này làm cho cả năm chị em càng muốn đưa Futazo trở lại hơn, họ đứng ra xin Etaba hãy cho phép mình ra ngoài. Còn Futazo sau khi bỏ công việc gia sư, cậu đã phải tới tiệm bánh để làm thêm một cách vất vả, cả năm chị em không mất quá nhiều thời gian để tìm được Futazo. Họ mua một cái bánh và ép cậu phải mang về nhà cho mình, tất nhiên trên đường đi Futazo xin lỗi vì đã âm thầm bỏ việc. Thật ra cậu đã xin cho mình một cơ hội để cải thiện điểm số cho cả năm, thế nhưng điểm không khá hơn thì bắt buộc phải rời đi thôi. Mấy chị em họ không hề đồng ý với việc này, họ chỉ muốn một người đã ép họ học đến mức này làm gia sư thôi, thậm chí dù bố đã cấm Futazo đặt chân vào căn nhà đó. Thì năm chị em họ đã thuê nguyên một căn nhà mới để thể hiện quyết tâm, tất cả đã vất hết thẻ vào nhà của căn chung cư xuống sông. Futazo cố với theo để cứu nó nên đã rơi xuống sông, ai ngờ cả năm chị em họ cũng ngay lập tức nhảy theo, tấm bùa mà Zena để lại cho cậu cũng vì thế mà trôi đi. Nhưng đó cũng là bước ngoặt để Futazo quay lại công việc gia sư, cậu cũng đã sẵn sàng để chào tạm biệt cô bé tóc hồng trong quá khứ, tương lai bây giờ là phải kèm cặp cho năm con mắm này đã. Tất nhiên điều này đã không được lòng ông bố của họ, thật ra ông vẫn còn tức giận vì những gì Futazo nói với mình. Đúng ngày thi của năm chị em, cậu đã có một cuộc gọi với ông, mục đích của việc này không chỉ là xin nghỉ, mà cậu còn muốn ông phải để ý đến tâm trạng của mấy cô con gái mình hơn. Futazo xin lỗi vì đã nói với chủ nhà mấy lời như thế, xong rồi cậu tự nhiên nhớ ra việc mình đã không còn làm việc nữa mà. Thế là Futazo chửi thẳng mặt ông là làm bố kiểu gì thế, thằng ngu này, với lời nói vô cùng hỗn xược như thế bảo sao bố của họ lại trả sôi máu. Thậm chí bây giờ còn quyết tâm không giao con gái mình cho một thằng như thế, phải tôi chắc tôi cũng đấm cho mấy nhát chứ chẳng đùa. Tạo nghiệp thế bảo sao đi chùa đầu năm Futazo bốc được cái quẻ đại hung là điềm báo cho việc vận xui liên tục đeo bám. Quẻ bói này có vẻ thiêng khi Futazo gặp ngay năm cái vận xui của mình, cơ mà hôm nay vận xui này xinh quá. Nhân dịp năm mới họ cũng muốn mời hai anh em nhà Futazo đến nhà mình chơi, căn nhà này làm cho em của cậu khá bất ngờ vì vốn dĩ cô tưởng mấy chị nhà cửa phải khá giả giàu có hơn cơ. Nhưng điều làm cho con bé bất ngờ hơn, đấy chính là anh trai mình lại hút gái một cách lạ thường, năm cô gái bám lấy Futazo rồi chăm sóc bóp tay chân cho anh vô cùng chu đáo. Điều này đừng có nói là Zaiha thấy lạ, mà Futazo cũng thấy có chút gì đó bất thường, mấy con mắm này kiểu gì cũng muốn nhờ vả gì nên mới làm thế này. Và sự thực quả thật đúng là như thế, năm chị em ngay lập tức hội ý kín để bàn bạc, với tình hình tài chính như hiện tại của bọn họ chỉ đủ để trả tiền nhà. Họ muốn bù đắp cho Futazo gì đó coi như phí trả gia sư, cả năm không nói nhưng đều có một suy nghĩ chung, đấy chính là hôn Futazo để trả công.
đứa nào đứa đấy nghĩ đến là đỏ hết cả mặt lên, nhưng ai hôn cậu mới là điều quan trọng, nếu mà việc này khó quá thì cứ nấu ăn cũng được. Nhưng Lino khó lắm mới quên được hình bóng của Kintaro trong Futaro, chị em họ cho rằng thôi thì cứ từ từ rồi tính, ai ngờ khi nhìn thấy miếng bánh vương trên má của Futaro. Josuba không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại dùng môi để ăn nó, tất nhiên pha này làm cho ai nấy đều sốc ngang, thôi thì lỡ làm rồi thì làm tới luôn, năm chị họ thổ lộ lý do. Vì tài chính không đủ nên họ muốn tạ lễ Futaro bằng việc khác, thật ra cậu cũng không tính toán chuyện tiền nong gì nhiều, giờ chưa có thì sau trả, mà miễn là trả gấp đôi gấp ba là được. Mà nhắc đến việc học mới nhớ Futaro yêu cầu cả lũ đem sách vở ra chữa bài. Thế nhưng ý định hôn để trả ơn ban nãy giờ chẳng ai nhìn Futaro bình thường được nữa, riêng Ichika thì cô lại ngủ gật luôn tại chỗ. Thật ra dạo này cô đã tăng khối lượng công việc để chi trả toàn bộ chi phí cho các em, điều này làm cho Itsuki đưa ra ý kiến sẽ cùng nhau đi làm để phụ giúp chị. Nhưng bốn cô này ăn sung mặc sướng nó quen thì biết làm cái quần què gì, Futaro nói rằng trước tiên cứ chuyên tâm mà học hành đi đừng có sao nhãng. Sáng hôm sau Futaro đến chỗ làm và khoe với bếp trưởng thành phẩm làm bánh của mình, cậu muốn bản thân phải được tăng lương ngay lập tức, mà cái bánh ăn không nuốt nổi này thì chưa sa thải là may. Đúng hôm nay Futaro được cho nghỉ sớm vì quán có đoàn phim đến quay, và bất ngờ chưa ông già khi Ichika lại là diễn viên chính, Futaro khá bất ngờ khi người như cô lại nhận cái vai bánh bèo này. Tất nhiên Ichika đã ngại ngùng giải thích rằng vì để trả sinh hoạt phí nên tầm này vai nhỏ thế nào cô cũng sẽ nhận. Futaro ghi nhận sự chăm chỉ của cô nàng và điều này làm cho Ichika cảm động lắm. Cảnh quay lại tiếp tục với màn ăn bánh của nữ diễn viên, Futaro giật mình nhận ra đó là cái bánh khó ăn mình làm ra. Thế nhưng lạ thay Ichika ăn nó và thốt lên ngon nhức cái nách, Futaro tưởng rằng tài nghệ của mình cũng khá đấy chứ. Nhưng thật ra nó là do diễn xuất của Ichika tốt, chứ như người khác thì người ta đã oẹ ra từ lâu rồi, dù sao Futaro vẫn rất trân trọng những khoảnh khắc như thế của cô. Những lời nói thật lòng của cậu khiến cho Ichika ngượng ngùng, đến mức cô phải giả vờ ngủ để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình lúc này. Hôm sau Futaro phải đi hỗ trợ mấy chị em nhà họ đi siêu thị, càng ở gần cậu thì những cảm xúc kỳ lạ cứ ập đến với Nino. Tuy nhiên chuyện đáng nói lúc này là họ thấy Itsuki đang ngồi nói chuyện với bố trong quán cà phê, Futaro nhận ra đây chính là người bác sĩ ở trong bệnh viện. Tất nhiên ông đến đây để yêu cầu cả năm chị em phải về nhà, bố cũng nói thẳng luôn bản thân vô cùng ghét Futaro, cơ mà vì để họ trở về căn nhà cũ ông sẵn sàng bỏ lệnh cấm với cậu. Tuy vậy thì Futaro phải chấp nhận việc làm trợ giảng cho một gia sư chuyên nghiệp khác bởi ông cho rằng cậu không đủ trình độ để giúp họ vượt qua bài thi tới. Thế nhưng đúng lúc này Josuba đã đứng ra nói rằng họ chắc chắn sẽ làm được, bố đồng ý với quyết định đó và cho Futaro một cơ hội cuối, bọn họ vượt qua bài thi tiếp theo dưới sự kèm cặp của cậu, hoặc cả năm sẽ bị chuyển tới một ngôi trường mới hoàn toàn, bố của họ nói sẽ không có bất cứ cơ hội nào để sửa sai đâu, sau đó là lạnh lùng rời đi thật nhanh. Mặc dù sự nghiêm khắc của ông bố là có lý do, thế nhưng ở phương diện nào đó thì nó có hơi nhẫn tâm, đặc biệt là việc lôi hẳn việc chuyển trường ra để hù dọa. Nhưng không sao, nếu ông chú đã thích chơi thì Futaro chơi tới bến luôn, cậu rất quyết tâm sẽ giúp cho cả năm chị em vượt qua kỳ thi cuối kỳ này. Tất nhiên không chỉ có Futaro là quyết tâm, mà lần này năm chị em họ mỗi người đều có một lý do riêng để vượt qua kỳ thi, phải đồng lòng thì 6 người họ mới có thể vượt qua thử thách này được. Được cái lần này ai cũng hào hứng, chỉ cần biết rằng cái gì giúp được họ vượt qua kỳ thi thì chắc chắn họ sẽ làm, cơ mà dạo này cứ hơi tí là Futaro bị phụt hết cả máu mũi ra. Chả nhẽ anh chăm đọc mấy cái chuyện bậy bạ nên mới bị thế, thật ra đấy là do Miku cứ bắt cậu phải liên tục ăn sô-cô-la. Bởi vì sô-cô-la ấy là do cô tự tay nấu mỗi đêm, thế nhưng vì tài năng nấu ăn thuộc hàng tệ của tệ thì Miku vẫn chưa thành công. Ichika thấy em gái có vẻ loay hoay vất vả thế nên gợi ý cô sao không thử nhờ Nino, người có thể coi là biết nấu nướng nhất trong năm chị em. Quyết tâm là thế mà sáng hôm sau Futaro đã rất bực tức bởi chỉ có bốn chị em ở đây trong khi Itsuki thì không có mặt. Cậu cho rằng cô chỉ được cái mõm là nhanh chứ học hành thì không thấy đâu, thế nhưng bốn chị em còn lại đều lên tiếng bảo vệ cô, bởi vì hôm nay là ngày đó và là ngày 14, ngày mà cô luôn đến viếng mộ mẹ như một thói quen bình thường, thế nhưng hôm nay Itsuki có một gặp gỡ tương đối bất ngờ. Khi có một người đã nhận nhầm rằng đây là cô giáo của mình, thật ra thì đây là một trong những học sinh cũ của mẹ Itsuki, tại cô nhìn giống mẹ quá nên Shinada nhận nhầm. Hai chị em vào quán cà phê để cho tiện nói chuyện, Itsuki cũng muốn được biết thêm về mẹ của mình, cô thực sự muốn biết rằng mẹ mình như thế nào với tư cách của một giáo viên. Shinada kể lại rằng cô giáo của mình là một giáo viên vô cùng nghiêm khắc, khuôn mặt lạnh tanh và sẵn sàng chấn chỉnh học sinh của mình bằng nắm đấm. Nhưng mẹ của Itsuki chưa từng bị ai ghét cả, bởi vì cô không chỉ là một đại mỹ nhân được rất nhiều người yêu mến. Mà sâu trong sự khó tính nghiêm khắc đó, bà vô cùng thương học sinh của mình, chính bà đã truyền cảm hứng để Shinada trở thành một giáo viên như hôm nay. Nghe đến đây Itsuki đã rút bút ra để điền vào tờ giấy nguyện vọng của mình, cô muốn trở thành một giáo viên giống hệt như mẹ của mình.
Thế nhưng Shinada đã vội ngăn cản hành động của cô lại. Ngưỡng mộ một ai đó thì là một chuyện tốt, còn muốn giống một ai đó thì là điều không nên. Đừng cố gắng trở thành một ai cả, thay vào đó hãy là chính mình và làm những điều mà bản thân muốn. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến suy nghĩ của Itsuki bởi cô luôn muốn trở thành mẹ mình. Trong khi đó, Miku vẫn tích cực làm sô-cô-la để tặng cho Futazo. Lần này Ichika đã giúp Miku bằng cách đưa Nino đến, trong khi cô sẽ tự mình đánh lạc hướng Futazo bằng cách dẫn anh đi mua sách. Với tính cách thẳng thắn của mình, Nino thẳng thừng chê sô-cô-la của Miku một cách thậm tệ. Tất nhiên điều này khiến cô tự ái vờ lờ nói chị mình im đi. Miku quả thật hậu đậu nhưng cô vẫn muốn cố gắng để làm cho Futazo vui. Nghe đến đây Nino hiểu được tấm lòng của em mình, thế nên cô đã đồng ý hướng dẫn Miku trong việc nấu ăn lần này. Cùng lúc đó Ichika vốn dĩ định đưa Futazo để đánh lạc hướng giúp em gái mình. Ai ngờ loanh quanh thế nào cô tự dưng có chút gì đó thích thú với việc này, thậm chí còn bỏ tiền ra để mua tặng cho cậu một quyển sách. Mỗi lần nhìn thấy Futazo là cô lại có một chút gì đó động lòng, Ichika cứ vấn vương mãi về hình ảnh mình ở cạnh và gục đầu vào vai cậu lần trước. Nhưng việc chính hiện tại quan trọng nhất chắc chắn không được quên, Futazo vẫn tích cực ôn tập cho cả năm không biết mệt mỏi, thế nhưng học nhiều quá làm cho họ tàu hỏa nhập ma. Futazo cũng tham khảo trong quyển sách dạy làm giáo viên, trong đó nói nếu nhồi nhét nhiều quá sẽ dẫn đến phản tác dụng trầm trọng, thế là cậu quyết chiều này cả lũ sẽ nghỉ để đi chơi giải khuây. Cứ như vậy cả 6 người họ thoải mái tận hưởng cuộc chơi, tuy nhiên Futazo vẫn phát hiện ra Yotsuba trốn mình để tự học, thật ra cô làm thế cũng là có lý do của mình. Trong năm chị em, Yotsuba luôn là người học kém nhất, họ từng cùng nhau học tại một trường cấp 3 danh giá. Nhưng chỉ vì Yotsuba bị trượt môn nên cả năm chị em buộc phải chuyển trường, cô vì thế mà không muốn lần này bản thân sẽ khiến cho 4 người còn lại vì mình mà chuyển trường. Futazo nghe xong thì cũng hiểu quyết định kèm 1-1 cho cô, nhưng đúng lúc này cậu cũng nhận ra Yotsuba rất giỏi môn văn. Futazo đã có một phát hiện thiên tài khi biết năm chị em họ mỗi người đều có một môn thế mạnh, thế nên cậu quyết định sẽ để tự họ kèm nhau trong việc học. Ngay cả Yotsuba dù luôn tụt lại nhưng cô rất giỏi môn văn, chính cô sẽ dạy kèm cho các chị em của mình. Lần này Yotsuba không khiến các chị em mình đi xuống nữa, thay vào đó cô sẽ khiến cho họ đi lên ghi tên. Với phương pháp này, người dạy vừa có thể ôn lại bài, mà người học cũng có thể dễ dàng hiểu hơn. Còn về chuyện của Miku và món sô-cô-la, Futazo đã ăn trọn nó dù mũi cậu vẫn hơi bị đến ngày. Cậu ngay lập tức khen ngợi Miku không chỉ nấu ăn ngon, mà cô còn đứng đầu trong bài thi thử của năm chị em. Điều này làm cho Miku vui lắm và đã có động lực để phấn đấu. Cô gặp mặt với Ichika và nói với chị rằng lần này bản thân được điểm cao nhất thì sẽ thổ lộ tình cảm với Futazo. Ichika ủng hộ em mình hết mình, thế nhưng cô cũng rất cố gắng trong kỳ thi lần này bởi vì không chỉ có Miku mới có tình cảm với Futazo. Ngày thi cuối kỳ nhanh chóng trôi qua, người hay đội sổ nhất là Yotsuba đã thành công vượt qua kỳ thi với điểm số khá ổn, cơ mà không chỉ cô mà tất cả các chị em khác đều làm được. Miku có một điểm số rất cả và cô đã định nói với Futazo điều gì đó, thế nhưng bất ngờ thay là Ichika lại sở hữu số điểm cao nhất trong năm chị em. Chủ tiệm bánh ngay lập tức tổ chức một bữa ăn mừng, nhưng mà tiệc ăn mừng thì phải có đầy đủ 5 người chứ. Thế là Futazo đã ngay lập tức đi đón Nino vì cô cũng đã xuất sắc vượt qua kỳ thi lần này. Tuy thế nhưng bị ăn bơ đẹp đến từ vị trí của Futazo, thế nên Nino bây giờ dỗi vờ lờ, cô cũng có ý định sẽ rời đi không ở lại cùng 4 chị em nữa. Vừa hay lúc này bố của cô cũng có mặt ở đây, ông tới để chúc mừng Nino đã vượt qua kỳ thi một cách xuất sắc. Đó cũng là lúc cô nói với bố rằng bản thân muốn rời bỏ cuộc sống hiện tại và cũng chẳng muốn nhìn thấy Futazo nữa. Thay vào đó cô muốn năm chị em bọn họ sẽ trở về căn nhà chật chội ngày xưa. Điều này làm cho bố nhắc nhở Nino rằng chắc cô chưa quên đó là một cuộc sống cơ cực đến mức nào. Bất ngờ thay cùng lúc có một ánh đèn xe máy sáng choang lao tới chỗ bọn họ, không ai khác đấy chính là Futazo đã có mặt ở đây. Tất nhiên anh đến đây để đón Nino tới tham dự bữa tiệc cùng hội chị em, gan dỗi thì có đấy, thế nhưng khi thấy Futazo giang tay ra thì cô không chịu được. Thế nên mặc cho lời mời gọi hãy quay về với bố để có một cuộc sống sung túc hơn, Nino đã lựa chọn lên xe cùng với Futazo, đấy nuôi con gái cho nó lớn đủ lông đủ cánh rồi nó đi theo trai. Trên con ngựa chiến cả hai lao băng băng trên phố, lúc dừng đèn đỏ Nino chợt phát hiện ra điểm thi của Futazo không còn là những con số 100 tròn trịa nữa. Thứ hạng của cậu tụt như tụt quần, Futazo ngẫm nghĩ cho rằng bản thân đã thực sự thất bại, công việc gia sư dài đằng đẵng của cậu cũng kết thúc. Kèm với đó là mối quan hệ với tất cả bọn họ, nhìn thấy tâm trạng có phần tội nghiệp của Futazo, Nino chợt nghĩ ngợi gì đó một hồi lâu. Rồi bất ngờ cô thốt ra ba chữ hòa cùng với tiếng gió vun vút bên tai, tất nhiên không phải là đi chậm lại hay bốc đầu đi mà nó là em yêu anh. Đến chính Nino còn chẳng thể hiểu tại sao mình có thể thốt ra những lời nói đó, tâm trí cô bắt đầu rối loạn khi đến cả hai xuống xe. Mà quái lạ tại sao sau khi nghe những lời đó Futazo lại bình tĩnh như vậy được.
Thế nhưng trước mắt họ cứ phải tận hưởng bữa tiệc ngọt liên hoan với nhau đã. Bề ngoài đây có thể là một bữa tiệc ăn mừng tràn ngập niềm vui. Thế nhưng nó là tâm trạng không mấy vui vẻ của Miku, người đã bị Ichika cướp mất vị trí đứng nhất trong năm chị em. Cũng chính vì thế mà cô đã cảm thấy vô cùng có lỗi. Bởi cảm xúc cô muốn động viên em gái chẳng phải là giả. Thế nhưng bây giờ Ichika đã đứng nhất về điểm số. Liệu cô có nên tỏ tình như lời đã hứa cùng với Miku không? Thế nhưng có lẽ cô chậm chân mất một bước rồi, bởi Nino đã thổ lộ tình cảm của mình trên đường tới đây, cơ mà bất ngờ chưa bà già, khi ban nãy gió to quá Futazo nghe chữ được chữ không. Điều này làm cho Nino vô cùng cáu bởi bản thân đã lấy hết can đảm thế rồi mà, đằng nào cũng lỡ xấu hổ rồi lần này cô bất ngờ nói luôn trước mặt Futazo. To và dõng dạc hơn bao giờ hết rằng em yêu anh, lần này quả thực cậu vô cùng bất ngờ, người cũng bất ngờ không kém lúc này là Ichika đã đứng ở phía ngoài nghe hết tất cả. Sáng hôm sau Futazo có đi siêu thị và bất ngờ gặp được Miku, tình cờ thay trong cuộc nói chuyện cậu nói rằng mình có một thằng bạn được tỏ tình mà nó không biết phải trả lời như thế nào. Còn Miku thì lại có một con bạn thích người ta nhưng không dám nói ra, mà thật ra là ai cũng biết là chẳng có con bạn thằng bạn nào ở đây cả. Futazo nhận ra sao bản thân lại phải vội khi còn cả kỳ nghỉ xuân để nghĩ. Ai ngờ cái hôm đi siêu thị đó làm cậu trúng một chuyến du lịch suối nước nóng, cứ nghĩ rằng đầu óc có thể thư thái chơi bời mà không lo nghĩ về năm cái của nợ kia. Thế mà vừa nói xong thì trùng hợp thế nào cậu lại va đúng vào họ, có vẻ Miku cũng đã trúng cho mình chuyến đi này thì phải, lần này bố của họ cũng tham gia vào chuyến đi này. Có một điều mà Futazo có thể nhận ra rõ ràng ở đây, anh bị tất cả bơ đẹp trong khi Itsuki rất muốn nói gì đó với cậu thì lại không được nói. Cả ngày hôm đó Futazo cứ lang thang tìm cơ hội để trò chuyện, đó cũng là khi mà cậu nhận được một bức thư hẹn gặp nhau vào 12 giờ đêm. Quả nhiên 12 giờ đêm ngày hôm đó Itsuki đã xuất hiện, nhưng cô lại bất ngờ nói rằng bọn họ hãy chấm hết cái mối quan hệ này đi. Điều này làm Futazo vừa khó hiểu vừa hoảng hồn. Cậu cố yêu cầu Itsuki hãy cho bản thân mình một lời giải thích, thế nhưng thứ duy nhất Futazo nhận được là một cú knockout đến từ ông của cô. Cậu chán đời nằm ê ẩm nguyên sáng hôm sau, Futazo chỉ bật dậy khi nhận được cuộc gọi từ Itsuki. Lúc này cậu mới ở ra rằng người mình gặp hôm qua không phải là cô, thay vào đó là một trong bốn chị em còn lại đã giả dạng thành. Họ buộc phải trò chuyện thông qua nhà tắm để tránh bị bố phát hiện. Futazo biết chắc chắn có ai đó đang muốn cự tuyệt việc mình làm gia sư. Đó có thể là bất cứ ai và việc quan trọng bây giờ là tìm ra người đó. Nếu không công việc gia sư của họ Futazo cũng khó có thể giữ được. Nhưng để Futazo tìm ra sự thật thì cần đến sự trợ giúp của Itsuki. Ai ngờ cô hào hứng quá phi luôn sang phòng tắm chung để nói chuyện. Cũng may mà chưa có lộ hàng họ gì ở đây cả. Việc của Itsuki bây giờ sẽ là đánh lạc hướng bố mình. Nhân cơ hội này Futazo sẽ lẻn vào phòng của năm chị em. Cậu nghĩ rằng việc một trong bốn người còn lại giả danh thành Itsuki thì chắc chắn phải liên quan đến phiền muộn của họ. Giờ chỉ cần vào tìm một bằng chứng là được và mọi chuyện đơn giản ấy mà. Ai ngờ khi Futazo mở cửa vào thì toang luôn. Trước mắt cậu đang là bốn Itsuki giống nhau như đúc. Giờ thì Futazo sẽ phải chơi trò người ấy là ai. Và cậu buộc phải chọn cách phỏng vấn từng người trước. Người đầu tiên kể ra rằng lý do tại sao bọn họ lại cải trang hết thành Itsuki như vậy thực chất là vì ông. Cơ mà cô nàng này diễn dở tệ quá nên lộ luôn mình là Josuba. Dù sao thì tiếp tục câu chuyện cải trang, có một lần ông nhìn thấy bọn họ trở nên quá đỗi khác nhau. Ông đã đổ bệnh vì tưởng các cháu không còn yêu thương nhau nữa. Thế là kể từ sau lần đó, mỗi lần họ tới đây đều cải trang thành Itsuki sau một hồi thẩm vấn kiểu hình sự từng người một. Thế mà Futazo vẫn bó tay không phân biệt nổi cô nào với cô nào cả. Đúng lúc này bất ngờ lại có người đi vào trong phòng. Cũng may mà Futazo dùng phép độn thổ chui xuống gầm bàn kịp, vừa hay đây lại là một thời cơ rất tốt để cậu có thể phân biệt được Itsuki giả là ai. Bởi tối qua người đó đã bị anh xô vào tường, và quả nhiên sau một hồi vén váy check hàng, Futazo thực sự đã tìm thấy một người có vết bầm tím ở chân. Cơ mà còn chưa kịp tiếp tục tìm hiểu thì tất cả đã đứng dậy đi ra ngoài, manh mối duy nhất mà Futazo biết được lúc này chỉ còn vết bầm ở chân mà thôi. Anh bắt đầu thấy nản nản với cái trò gọi là tôn hành giả hành tôn này rồi đấy. Futazo cứ đi theo xăm soi một cô gái mãi mà không thể phân được thật giả. Đã thế lại còn bị gán cho cái mác biến thái cứ đi nhìn mông người khác. Việc này tí nữa làm Futazo bị ông vật cho một phát nữa. Nhưng đó cũng là lúc mà cậu nhận ra ông của họ tài vờ lờ. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết đây chính là Miku. Chính vì thế Futazo đã ngay lập tức chạy theo để bái làm sư phụ. Ở phía còn lại tại phòng tắm hơi lúc này, vì không hề biết Ichika đã vô tình nghe được lời tỏ tình của bản thân, thế nên Nino đã chia sẻ với chị rằng cô đang thích một người nọ. Ichika biết em mình đang nhắc đến Futazo, nhưng hiện tại cô cũng đang có tình cảm cùng với cậu, thế nên Ichika gặng hỏi rằng liệu Nino có yêu người đó không? Câu trả lời của cô chắc chắn là có, thậm chí Nino tin rằng lần tới mình sẽ bạo dạn hơn bằng việc ôm nắm tay thậm chí là bú mõm. Việc này khiến cho Ichika trở nên hoảng hồn hơn bao giờ hết.
Nhưng sau đó toàn bộ cảm xúc dần chuyển sang buồn rầu. Nino muốn gặp mặt Futazo vào buổi tối này, thế nên cô đã nhờ Ichika canh bố để cho mình làm việc này. Đứng giữa lựa chọn hạnh phúc của em gái mình hay là người mình thích, Ichika đã bất lực đến mức rơi nước mắt. Đúng lúc Yotsuba đi qua thấy chị như vậy, cả hai đã kéo nhau lên trên nóc nhà ngồi, thay vì cản bố lại theo như sự nhờ vả trước đó của Nino. Yotsuba chỉ muốn chị mình đừng tự ép bản thân nữa, thay vào đó Ichika hãy cứ làm những gì mà mình muốn. Thế là cô đã nhận ra lần này bản thân mình sẽ ích kỷ. Ichika mỉm cười dẫn Yotsuba vào phòng khi đêm đã muộn. Tất nhiên Nino đã bị bố xích lại vì cái tội dám ra ngoài ban đêm. Cùng lúc Futazo vẫn đang bái sư để học cách phân biệt, tuy nhiên kết quả vẫn chẳng thay đổi một tí nào cả. Futazo cứ cảm thấy như đang bị chôn vậy. Nhất là khi ông nói một câu giống hệt Itsuki, muốn phân biệt được thì mấu chốt quan trọng nhất vẫn là tình yêu, bởi chỉ có tình yêu mới giúp cậu nhận ra được những thói quen nhỏ nhất của đối phương. Sau lời nói đó của ông, Futazo dường như đã tỉnh ngộ. Sáng hôm sau cậu đã gặp được Itsuki giả mạo vào ngày hôm đó. Futazo phân tích rằng cô chắc chắn không phải Yotsuba vì con bé đó không thể nói dối. Hơn nữa, muộn phiền của Yotsuba có thể tự giải quyết được. Itsuki giả này cũng không phải Nino vì Nino không bao giờ thoa kem vào cùng chân bị bầm tím. Vậy sẽ chỉ còn lại là Ichika cùng với Miku. Bây giờ gọi là 50-50 mà còn chọn sai nữa thì đúng chịu ông nội này. Ai ngờ Futazo chọn sai thật khi cho rằng đây là Ichika. Điều này làm Miku buồn lắm khi cô đã hy vọng cậu có thể nhận ra mình. Tuy nhiên khi Futazo nhớ về lời ông nói tối ngày hôm qua, cậu lại ngờ ngợ soi mông và nói rằng cô là Miku. Điều này làm cho Miku đang bật khóc cũng phải vui mừng lao tới ôm lấy Futazo. Cậu cho rằng mình không đáp lại quà Valentine nên cô mới làm như vậy. Thế nhưng chuyện tình cảm với Miku không còn quan trọng nữa. Cô rất vui vì Futazo đã có thể nhận ra được mình. Đó cũng là khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng để kết thúc chuyến đi này của tất cả. Và cũng kết thúc luôn kỳ nghỉ xuân để bắt đầu cho một năm học mới. Từ giờ họ đã chính thức trở thành những học sinh năm 3 rồi, không chỉ cần chú trọng việc duy trì điểm số để qua môn. Họ cần phải đi làm thêm để có thể kiếm tiền chi trả tiền nhà, hoặc không tất cả sẽ phải về ở căn chung cư sang trọng trong sự quản lý của bố. Tất nhiên chả ai muốn điều đó cả nên bắt đầu đổ xô đi tìm việc làm thêm. Nino cùng Miku thì lại có chung một đích đến lần này. Cả hai người họ đều muốn xin vào tiệm bánh nơi Futazo đang làm, nhưng đáng buồn là chỉ còn có một vị trí trống duy nhất. Cả hai người họ sẽ phải trổ tài nấu nướng để phân định thắng thua. Miku quyết tâm thì có đấy nhưng trình độ lại chưa đủ. Cô ngay lập tức bị Nino hất cẳng và buộc phải chuyển hướng. Miku lựa chọn làm cho cửa hàng đối diện, bởi vốn dĩ việc cô lựa chọn làm lần này không phải là làm cùng với Futazo. Thay vào đó, Miku muốn trở thành mẫu phụ nữ mà cậu thích, đấy chính là nấu ăn giỏi và cô sẽ làm mọi cách để khiến Futazo yêu mình. Trong khi đó, các em đã có thể kiếm tiền trả tiền nhà, Ichika sẽ không còn bị áp lực tài chính đè nặng lên nữa. Yotsuba trở thành cô lao công chăm chỉ, trong khi Itsuki vẫn tiếp tục với công việc cũ và bọn họ đã sẵn sàng cho một học kỳ mới đầy hấp dẫn. Bởi vì oan gia ngõ hẹp thế nào cả năm chị em lại được xếp vào một lớp và thậm chí ở trong lớp đó còn có sự góp mặt của Futazo nữa. Tất nhiên việc chị em sinh 5 năm có mặt ở trong lớp đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả, ai cũng xúm vào làm quen với họ nhiều hơn. Còn người duy nhất không hề quan tâm đến việc này tất nhiên chỉ có Futazo. Thứ nhất là cậu đã chai mặt với 5 con mắm này rồi và thứ hai Futazo không có sở thích kết bạn hay trò chuyện ở trên lớp. Lớp mới thì hệ thống cán bộ lớp đương nhiên sẽ là mới. Yotsuba cực kỳ hăng hái ngay lập tức xung phong làm lớp trưởng. Thầy giáo chủ nhiệm cần thêm một bạn nam đảm nhiệm nhiệm vụ này. Thế là Yotsuba nhanh nhảu chỉ cho thầy một bạn nam thông minh đẹp trai. Tư duy lãnh đạo đỉnh cao và tất nhiên không phải thằng tóc vàng này. Người mà cô chỉ chắc chắn là Futazo. Cứ như vậy cậu đã trở thành lớp trưởng một cách bất đắc dĩ. Nhiệm vụ của Futazo không chỉ là lãnh đạo các bạn, mà cậu còn giúp cho mọi người có thể phân biệt được ai là ai trong số 5 chị em cho các bạn trong lớp. Quả là một nhiệm vụ vô cùng cao cả mà chỉ Futazo mới đảm nhận được. Cũng chính vì thế mà những ngày tiếp sau đó, hễ cứ có việc gì mà liên quan đến 5 người kia là Futazo chắc chắn sẽ bị réo tên. Nói chung nhiệm vụ lớp trưởng không hề dễ dàng và cậu cần thời gian để làm quen. Trong khi đó hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi làm của Nino, tuy là hai người đang làm cùng chỗ với nhau. Thế nhưng cô có thể cảm nhận được việc Futazo thường xuyên tránh mặt mình gần đây. Cứ như vậy Nino đang vô cùng tự tin hoàn thành công việc, bỗng nhiên lại trở nên vô cùng áp lực. Nhất là khi hôm nay có một nhà phê bình may ra đến quán, Nino đã tỏ ra hấp tấp và làm hỏng việc. Điều này khiến cho cô khá buồn vì nay mới chỉ là ngày đầu tiên đi làm mà đã làm sai. Thế nhưng Futazo lại nói rằng ngày đầu tiên đi làm ai chả thế, thậm chí dù đã làm lâu năm nhưng năm ngoái Futazo vẫn còn mắc lỗi lớn. Nino cũng nhân cơ hội này hỏi tại sao cậu lại tránh mặt mình. Quả thực với Futazo đây là lần đầu tiên được tỏ tình nên cậu hơi bỡ ngỡ. Nino cũng không muốn Futazo phải trả lời ngay vào lúc này. Cô muốn chứng minh rằng bản thân mình yêu cậu đến nhường nào đã. Cứ như vậy Futazo ngại ngùng đến mức đỏ hết cả tai. Điều này như đã tiếp thêm năng lượng tự tin cho Nino.
Vào năm học mới, Ichika cũng đã bắt đầu tìm cách tiếp cận Futazo. Cô thường xuyên tình cờ một cách cố ý gặp cậu trên đường đi học. Thậm chí có lần còn hạ quyết tâm muốn cả hai trốn học đi chơi, nhưng mà Futazo ứ chịu đâu, trốn học là hư đấy. Có lẽ nước đi này Ichika đã sai khi cậu là một thanh niên nghiêm túc. Nghiệp làm diễn viên của cô dạo này cũng lên như diều gặp gió, các bạn trong lớp đều vô cùng ngưỡng mộ bộ phim mới của cô. Thế nhưng bao nhiêu lời khen đó cũng không thể sánh bằng với một lời nói của Futazo, có hơi vụng về mà nó đã làm cho Ichika vô cùng hạnh phúc. Nhìn thấy chị của mình vui vẻ như vậy, Miku đã không kìm được lòng mình nữa, thế nên cô ngay lập tức nói với Futazo một bí mật động trời, đấy chính là Ichika có thích cậu đấy và mình ủng hộ cả hai. Tất nhiên chuyện này làm cho Futazo vô cùng ngẫm nghĩ, ngay cả lúc đi đái cậu cũng ngẩn cả người ra không làm được gì. Đúng lúc này thằng cu tóc vàng ở trong lớp bất ngờ tiếp cận Futazo. Đây là Takeda, con trai của hiệu trưởng trường này, cũng là người đã vô cùng hạnh phúc khi biết được rằng Futazo đã không còn ở vị trí số 1 nữa. Suốt một năm nay, Takeda đã luôn phấn đấu để giành được vị trí đứng đầu. Cậu này cho rằng việc Futazo dạy kèm cho tận 5 người đã làm cho anh tụt dốc. Ban đầu Futazo cũng không quan tâm đến thằng bạn này, vì vốn dĩ họ có cùng lớp nguyên một năm mà cậu cũng có thèm để ý đâu. Ai mà ngờ được Takeda lại dai như đỉa, nó bám đuôi đến tận chỗ của năm chị em đang học. Takeda ngay lập tức nói toẹt với tất cả bọn họ rằng năm chị em đang là gánh nặng cho thứ hạng của Futazo, bởi vì việc làm gia sư mà cậu đã không còn đạt được vị trí số 1 nữa. Điều đó thì Futazo công nhận luôn, trước đây cậu là một thằng chỉ quan tâm đến chuyện học hành, gặp năm cô nàng đội sổ này đã làm cho cuộc sống của Futazo thực sự thay đổi. Bây giờ cậu có thể ngu đi một chút vì bị lây từ họ, nhưng đổi lại mọi thứ đang rất vui, còn việc kèm cả năm người chưa bao giờ là gánh nặng của Futazo của. Tên Takeda ngay lập tức đưa ra một lời thách thức, nếu như trong kỳ thi thử quốc gia sắp tới cậu đứng ở trong top 100 thì hắn sẽ công nhận điều đó. Nhưng mà Futazo tuyên bố luôn mình sẽ vào thẳng top 10 cho cậu sáng mắt ra, cứ như vậy kèo đấu giữa Takeda cùng Futazo chính thức được xác lập. Nói gì thì nói, vừa đạt thành tích cao lại vừa phải kèm cả 5 người, đây thực sự là một thử thách rất lớn kể cả với người học giỏi như Futazo, điều này thực sự khiến cho cậu phải rất đau đầu. Còn chưa kể đến có một đống chuyện tình yêu tình báo ở bên lề nữa, lần này chắc chắn Futazo phải ôn điên ôn khùng mới đạt được mục tiêu đã đặt ra. Mấy chị em cũng biết rằng mình không được làm Futazo mất tập trung, thế nên kế hoạch sinh nhật lần tới cho cậu sẽ bị hủy. Ai mà ngờ được, nói mồm với nhau là vậy, nhưng chị em nào cũng có ý định tặng quà để đánh lẻ. Đầu tiên là Nino với nến thơm hay Ichika với món quà bí mật. Josuba còn gấp hẳn 1.000 con hạc để tặng cho nó máu, mặc dù cá nhân tôi thấy vụ gấp 1.000 con hạc này như kiểu Futazo sắp hẹo đến nơi ấy. Nói tóm lại là chị em nào cũng có ý định đánh lẻ tặng quà, nhưng rồi lần này họ hứa sẽ không làm gì cho cậu học hành. Tất cả quả thực đã giữ được lời hứa của mình, bởi vào ngày sinh nhật Futazo vẫn đang thức ngày thức đêm để ôn tập tại thư viện. Anh cũng chỉ nhận được một chai nước đến từ vị trí của Itsuki trước khi gục tại bàn bao giờ không hay. Nhưng rồi khi tỉnh dậy, Futazo mới nhớ hôm nay là sinh nhật mình, cậu bất ngờ khi thấy trước mặt mình có 5 con hạc giấy. Mỗi con hạc đại diện cho mỗi chị em của bọn họ và cũng để nói lên rằng Futazo không hề cô đơn trong trận chiến này. Đến ngày thi, khí thế của cậu dâng cao ngút trời và kết quả thực sự rất bất ngờ khi thứ hạng của 5 cô nàng được cải thiện đáng kể. Takeda tự hào khi bản thân có thể đứng thứ 8 toàn quốc. Nhưng thế vẫn chưa đủ để đánh bại được Futazo, khi lần này cậu không chỉ vào được top 10 mà còn đứng tận thứ 3, Takeda lần này quả thực đã thua tâm phục khẩu phục rồi. Kỳ thi đầy áp lực trôi qua cũng là lúc mọi người bớt căng thẳng hơn, Miku vẫn tiếp tục hành trình học làm bánh của mình. Mặc dù nó chưa giống cái bánh lắm nhưng cô vẫn đang rất cố gắng, Miku cũng muốn nhờ Josuba tức lớp trưởng nữ giúp mình một việc. Cô muốn được sắp xếp cùng nhóm với Futazo trong chuyến dã ngoại sắp tới. Tất nhiên Miku không phải là người duy nhất có nhu cầu này, ngay cả Ichika cũng đã yêu cầu Josuba giúp mình. Trong khi đó Futazo không mấy bận tâm đến việc cùng nhóm ai lắm, việc cậu bận tâm bây giờ là phải mua một món quà để trả ơn Josuba. Bởi vì em của Futazo đã tiết lộ rằng cô chính là người tặng quà cho cậu. Cậu ngay lập tức đi gặp Josuba và họ sẽ đi chơi một buổi. Futazo sẽ mua bất cứ cái gì mà cô thích để trả ơn nếu nó rẻ và cậu đủ tiền. Nhưng cả buổi cậu chỉ thấy Josuba dẫn mình tới chỗ đồ những chị em còn lại thích, bởi vì cuộc đi riêng này làm cho cô vô cùng có lỗi với các chị, còn Futazo thực sự muốn biết liệu Josuba muốn cái gì. Cả hai bọn họ mò đến chỗ đu quay khi trời tối mịt, tại nơi đây khi đu hết sức họ có thể nhìn được khung cảnh thành phố thật đẹp. Và điều mà Josuba thực sự muốn đấy chính là nụ cười của Futazo, dù không nói ra nhưng có lẽ ai cũng hiểu điều đó, thế nên Futazo có tặng gì cô cũng thích mà thôi. Thế nhưng vấn đề đau đầu thực sự là vụ đi du lịch, vì một nhóm chỉ có tối đa là 5 người mà thôi, mà cả Ichika cùng Miku đều muốn được đi riêng với Futazo. Điều này làm cho Josuba đưa ra quyết định 4 chị em sẽ đi cùng với cậu trong khi mình ở nhóm khác.
Nhưng mà Nino ứ chịu vì Futazo là của cô không nói nhiều, để cho cả năm chị em cãi nhau chán chê mê mỏi. Lúc này cậu mới lên tiếng rằng bản thân thật ra đã lập nhóm với đám con trai. Cứ như vậy năm chị em bọn họ khóc ra tiếng mán khi nhìn người thương của mình đi cùng mấy thằng được dựa khác. Itsuki vẫn có một chút gì đó hy vọng khi ngắm nhìn lại tấm hình hồi bé chụp cùng Futazo. Còn với Josuba, việc tách cậu ra khỏi nhóm lại là một điều tốt, bởi vì dù sao cô cũng hy vọng chuyến đi lần này sẽ gắn kết tình chị em của bọn họ. Còn cùng lúc đó, Futazo cũng đang đi sắm đồ cho mình vào buổi dã ngoại tới, cơ mà cậu lại bị em gái mình trách là đồ vô tâm vì không mua quà sinh nhật cho năm chị em nhà kia. Hay thậm chí còn chẳng biết sinh nhật họ là vào ngày nào nữa ấy chứ. Nghe đến đây Futazo cũng giật mình, ai ngờ Itsuki cùng với Josuba cũng xuất hiện ở đây làm cho cậu giật mình hơn. Nhưng Futazo lại cho rằng đây là một ý hay, đi theo mấy người này chắc chắn cậu sẽ biết được sở thích mua sắm của họ để tặng quà. Nhưng mà theo cái gì mà theo vậy cha nội con gái nhà người ta đi mua đồ lót? Cậu cũng chỉ biết ngồi ngoài nói chuyện cùng Josuba, vì sao ư? Vì cô vẫn đang dùng đồ lót cho trẻ em. Đúng lúc này mồm của cô em gái Futazo lại tớn lên. Con bé nói rằng biết đâu cậu sẽ gặp lại được cô gái năm xưa trong đợt dã ngoại này. Tất nhiên thông tin nghe được khiến Josuba khá tò mò. Cô cũng có phần gì đó lo lắng khi biết người con gái đó tên là Zen, và cô càng lo lắng hơn khi biết người này được Futazo coi như mối tình đầu của mình. Cơ mà dẹp lại chuyện đó khi ngày hôm sau chuyến đi du lịch đã diễn ra, trong khi các chị em đang hào hứng chơi bài thì Miku lại ngủ gà ngủ gật. Liệu có phải đêm qua cô thức đêm chơi phai phai không? Câu trả lời là không, và thực chất hôm nay cô đã dậy sớm để làm bánh đem tặng Futazo. Mang tiếng là nhóm có 5 chị em với nhau, khi được thả ra để có thể đi tham quan thì mỗi người một ý. Người thì mua sắm, người thì đi ăn xiên bẩn, người thì làm cái lọ cái chai, và phương án cuối cùng được tất cả chốt chính là đi theo nhóm của Futazo. Khổ cái mấy ông con trai lại thích đi leo núi, 5 chị em còn chưa vui vẻ chụp ảnh được bao nhiêu thì đã phải cắp đít để có thể bắt kịp Futazo. Tất nhiên ngoài Josuba toàn mấy cô tiểu thư leo chưa được 2-3 bậc đã thở hổn hển rồi. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, đoạn tiếp theo được chia làm hai con đường khác nhau để dẫn lên núi, ai biết đâu là đường sẽ giúp họ gặp được Futazo. Và với quyền năng của người thắng ván bài trên tàu ban nãy, Josuba ngay lập tức chia làm hai nhóm đi theo hai đường khác nhau. Trong khi đường bên trái Itsuki sẽ đi cùng Nino và Ichika, đường bên phải Josuba sẽ hậu thuẫn Miku tới chỗ Futazo một cách nhanh nhất. Biết được điều đó thế nên Ichika đã nhân cơ hội bỏ lại hai người em chạy lên trước. Cô biết rằng Miku chắc chắn đang có kế hoạch gì đó và cô cần phải ngăn chặn lại. Ichika thậm chí còn định giả dạng thành Miku để lừa Futazo. Đen cho cô là khi cô vừa đến nơi thì Josuba đã cõng được Miku lên. Nhìn thấy Ichika giả dạng Miku đã làm cho cô vô cùng tức giận. Josuba lớn tiếng mắng mỏ chị đang cố ngăn cản lời tỏ tình của Miku. Ai ngờ đúng lúc này Futazo nghe thấy được câu nói đó. Điều này khiến cho Miku vô cùng xấu hổ ngay lập tức chạy đi. Nino nhìn thấy cảnh này thì không kìm được tức giận. Cơ mà suy cho cùng ai cũng chỉ đang ích kỷ cho tình yêu của mình thôi. Bọn họ làm gì có quyền trách móc ai bất cứ câu nào. Nhưng suy cho cùng khiến em gái mình khóc thì sao có thể chấp nhận được. Nino ngay lập tức yêu cầu Futazo phải đuổi theo Miku. Gì vậy, trời mới leo tụt cả quần ra từ dưới đó lên á trời. Josuba cũng vì thế mà đi theo cậu để tìm Miku. Trên xe buýt cô nói rằng bản thân mình mới là người có lỗi, cơ mà Futazo cho rằng cô không nói thì mình cũng biết thôi. Hơn nữa cậu cũng cho rằng Josuba bao giờ cũng nghĩ cho người khác, đến bao giờ thì cô mới chịu lo lắng cho chính bản thân mình đây. Sau sự cố hôm đó, hội năm chị em rơi rụng xuống còn 3, trong khi Miku cùng Ichika đã nhốt mình trong phòng khách sạn để dỗi. Thì ba chị em còn lại bất ngờ bị một tên chụp lén theo dõi tại khách sạn. Nino muốn nhân cơ hội này hẹn Miku một cuộc nói chuyện vào ngày mai. Và cũng vì thế ngày mai chỉ còn hai chị em đi tham quan cùng Futazo, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Itsuki bạo dạn rủ Futazo chụp ảnh cùng với mình, dù có hơi ngại nhưng cô hy vọng việc này sẽ gợi lại ký ức cho Futazo vào 6 năm trước. Cùng lúc này ở tại khách sạn, Nino đã đè Miku ra, tất nhiên cô không làm chuyện ấy vì không phải là lét, còn an ủi em mình thì Nino càng không muốn. Cô chỉ muốn nói cho em mình rằng tình trường là chiến trường, việc Miku yếu đuối chỉ giúp cho Nino hay những người khác mất đi một đối thủ mà thôi. Đó cũng là lúc mà Miku biết rằng mình không được bỏ cuộc, cô sẽ chính thức trở lại đường đua tình trường ngay lúc này. Tất nhiên không chỉ có mình cô tham gia cuộc đua này, Itsuki cũng đã quyết định sẽ nói cho Futazo biết Josuba chính là cô gái 6 năm trước. Nhưng Ichika vì yêu tầm này mà cô đã điên mất rồi, khi cô lại một lần nữa cải trang thành Miku rồi kéo cậu đi, Ichika nhất quyết phải thắng trận chiến này bằng tất cả mọi cách. Nhưng cô sẽ làm thế nào để nhận mình là người con gái 6 năm trước? Ban đầu Ichika đưa cậu tới chỗ cây cầu ngày xưa. Cô sẽ để Futazo tự kể thay vì để mình kể. Mọi chuyện về trong quá khứ cứ lần lượt hiện ra trong trí nhớ của cậu. Mọi việc đều đã được tính toán hoàn hảo.
Nhưng có lẽ Ichika quên mất Futazo không phải thằng ngu, cô không thể lừa được cậu một lần nào nữa đâu. Futazo đã ngay lập tức lột tóc giả của Ichika ra. Cậu cũng đã sớm phát hiện ra được cô cũng đã đóng giả Miku ở trường để biểu lộ tình cảm thay mình. Ichika cố vớt vát tình hình bằng cách tự nhận mình là cô gái 6 năm trước. Cơ mà tầm này nước mắt hay ánh mắt to tròn cũng không làm cho cậu siêu lòng nữa rồi. Futazo chỉ cần hỏi một câu về lá bùa đã biết Ichika đang nói dối. Cậu cũng vì thế mà tức giận bỏ đi trong mưa mặc cho sự buồn bã của cô. Cũng chính vì thế mà bây giờ ngoài Miku thì Ichika cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp Futazo nữa. Chỉ cần thấy cậu xuất hiện là họ ngay lập tức tìm cách để tránh né ngay lập tức. Thế nhưng mai đã là ngày cuối cùng của chuyến tham quan này, mỗi học sinh sẽ phải chọn một trong năm địa điểm để có thể đi du lịch. Năm chị em vẫn chưa từ bỏ hy vọng được đi riêng cùng với Futazo. Thế nên họ đã quyết định sẽ chọn ngẫu nhiên một trong năm nơi, ai may mắn nhất thì sẽ được đi cùng với Futazo, và Ichika rõ ràng là người có lợi thế nhất ở đây. Bởi từ trước đó cô đã sớm nghe lén được việc cậu sẽ chọn khu E, nhưng thật bất ngờ khi Ichika lại đổi tờ giấy đó cho Miku, tất nhiên cô đã được đi cùng với cả Futazo. Cô cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao Ichika lại đổi cơ hội dành cho mình, sau chuyện ngày hôm qua cô cũng chẳng còn chút tự tin nào. Miku đã muốn bỏ chạy thì bất ngờ tông trúng một người che mặt, hóa ra đây lại chính là Ichika muốn em mình tiếp tục đi cùng Futazo, cơ mà không chỉ có mình cô mà còn có cả Nino ở đây nữa. Hay cả Itsuki cùng với Josuba cũng có mặt ở đây nữa, bốn chị em bỏ qua hết sự ích kỷ của bản thân để có thể giúp Miku tự tin bày tỏ của mình. Việc đầu tiên cần làm là cắt mấy cái đuôi đang ở chỗ Futazo đã, Ichika sẽ lo việc đó khi cải trang thành Miku để đánh lạc hướng lũ con trai. Tất nhiên sau đó chỉ còn Miku cùng Futazo trong bộ trang phục truyền thống đi với nhau, cuối cùng họ đã có thể đi chơi với nhau mà không còn chút ngại ngùng nào. Nino cũng góp vui bằng một màn núp lùm tấn công bất ngờ, cô xô vào người Futazo khiến cho Miku phải ngã lăn xuống hồ. Cô buộc phải vào phòng thay đồ để có thể tiếp tục cuộc đi chơi, chiếc quần lót gợi cảm của Itsuki mua giờ đây cũng đã có tác dụng rồi. Việc cuối cùng chỉ còn đợi hai người họ ngồi tâm sự với nhau, họ đã bí mật xuất hiện ở sau lấy túi bánh cô chuẩn bị từ trước đó để ra bên cạnh. Futazo ngay lập tức đút luôn vào mồm hốc mà không ngẫm nghĩ, Miku đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có được giờ phút này. Cô không chỉ được ở riêng cùng với Futazo mà còn được cậu khen món bánh của mình ngon. Miku nhận ra họ đã ở cùng nhau rất lâu rồi mà cô vẫn chưa biết nhiều về Futazo. Miku đứng lên chỉ chỗ này tớ thích này, chỗ kia tớ thích này. Rồi cuối cùng là chỉ vào cậu rồi nói yêu, nhìn Miku cuối cùng cũng đã có thể tự tin nói ra được tình cảm của mình. Ichika thậm chí đã rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh này. Thực chất cô chính là cô gái đã ngồi chơi bài với Futazo vào 6 năm trước. Cả bốn chị em đều nhận ra bản thân đã có những lúc quá ích kỷ, nhưng may là bọn họ đã làm đúng vào lần này. Thật ra Miku biết điều này chứ, thật ra cô không chỉ tay vào Futazo nói yêu mà là chỉ tay vào các chị em của mình ở phía sau. Cô sớm phát hiện ra việc các chị em của mình đang giúp đỡ mình, Miku hạnh phúc cảm ơn từng người còn cô cùng Ichika chính thức làm lành. Ichika sau toàn bộ cũng tìm Futazo để xin lỗi về hành động của mình, kèm với đó là một cái hôn thẳng vào má khiến cậu ngỡ ngàng. Chuyến đi dã ngoại kết thúc chính là khi mà bộ phim cũng đã kết thúc, việc cô nào làm vợ của Futazo sau này vẫn còn là một ẩn số rất lớn. Nhưng chắc chắn cậu đã cưới một trong năm chị em vào phần cuối. Anh em nhớ chờ đón trên kênh để biết đáp án nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em. Nhà có năm nàng dâu là bộ phim kể về cuộc sống của năm chị em sinh năm cùng anh gia sư Futazo. Các bạn có thể xem review phần 1 và 2 của bộ phim trên chiếu phim anime. Movie lần này là lời giải đáp cho các fan về sự lựa chọn cuối cùng của Futazo. Đứng trước mối quan hệ đặc biệt với 5 người, cuối cùng Futazo sẽ chọn ai đây? Mời các bạn theo dõi phần review hôm nay. Mở đầu phim là lễ cưới của Futazo, trong lúc đợi cô dâu của mình thay đồ, thanh niên thắc mắc hôm nay mấy chị em họ đâu không tới. Thanh niên ngay lập tức có câu trả lời, chiếc rèm mở ra, năm cô gái của nhà Nakano tất cả đều trong trang phục cô dâu. Bọn họ đồng loạt tỉnh tò khiến thanh niên lú như con cú. Thời gian trở lại khi năm chị em vẫn còn bé, nhân ngày mẹ khỏi bệnh, các cô đã cùng nhau tiết kiệm tiền để mua hoa tặng bà. Có điều trên đường về, Josuba nhận ra mình đã làm rơi mất ví tiền. Năm người súng lại tìm kiếm khắp nơi, nhưng tìm mãi tới chiều vẫn không thấy ví đâu. Chị em không ai trách nhau một lời nào, thay vào đó, cả năm người đều có chung ý tưởng rằng sẽ hái những bông hoa đẹp ở đây để thay thế. Khi nhìn thấy bó hoa chào mừng, mẹ đã vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Bà ôm tất cả vào lòng mà nói, đối với mẹ, chỉ cần các con khỏe mạnh là mẹ đã vui lắm rồi. Đó là chút ký ức tươi đẹp trong quá khứ, trở lại thực tại, năm chị em vừa mới cùng nhau đi viếng mộ mẹ. Thời gian tới Ichika sẽ phải ngưng học một vài tháng, lý do là cô cả bắt đầu có lịch trình đóng phim dày đặc. Trong khi đó, 5 người phải trở lại sống tại căn nhà cũ, phòng trọ nhỏ bé của họ đã bị cưỡng chế giải tỏa mặt bằng rồi còn đâu.
Sắp tới là lễ hội trường, Josuba muốn bàn về các gian hàng ăn với Mitsuki, nhưng vì cô út phải đi trợ giảng cho lớp luyện thi nên không thể nói chuyện tiếp được. Josuba trở lại lớp, lúc này bên trong chỉ có mỗi Futazo vẫn đang cặm cụi học bài. Không muốn làm phiền cậu ấy học, Josuba lẳng lặng ngồi phía sau chăm chú nhìn. Đột nhiên Futazo chủ động mở lời, Ichika đã đi làm diễn viên, Itsuki thì đam mê làm giáo viên. Futazo nghiêm túc hỏi xem Josuba muốn làm gì trong tương lai. Cô nàng định trả lời là làm mình làm mẩy nhưng lại thôi. Sau đó, cặp đôi quyết định đi thăm dò tình hình phục vụ cho việc mở gian hàng trong lễ hội sắp tới. Futazo quyết sẽ tận hưởng trọn vẹn lễ hội cuối cùng của đời học sinh. Sau khi đã khảo sát thị trường thành công, hai người muốn hỏi ý kiến của cả lớp để bổ sung vào danh sách. Nino đề xuất một gian hàng Takoyaki, lũ con trai nhiệt liệt hưởng ứng nhưng phái nữ lại chưa ưng lắm. Futazo thấy Miku có ý gì đó liền chủ động hỏi trước để cô mở lời. Miku đề xuất một gian hàng bánh pan, phái nữ lần này có vẻ thích thú hơn hẳn. Josuba như kiểu một quân sư trong lớp, ai làm gì cũng hỏi ý kiến của cậu. Josuba cũng rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ mọi người. Kế hoạch tưởng đã êm đẹp, nhưng không, hôm sau một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa hai phe bánh pan và Takoyaki. Bị phái nữ ép hỏi, Nino chỉ có thể thừa nhận bánh pan rất khó làm, thậm chí chính cô đã thất bại rất nhiều lần. Còn nếu không thể thống nhất thì có thể triển khai cả hai gian hàng chứ cãi nhau làm gì. Lý do mà Miku đề xuất bánh pan là vì mẹ của Futazo hay làm chúng trước đây. Hơn thế nữa, năm chị em cũng từng thường xuyên ăn bánh pan chung với mẹ khi bà còn sống. Đợt thi thử đại học lần này, Nino đạt điểm B, trong khi người có ước mơ làm giáo viên là Itsuki chỉ được có D. Rốt cuộc thì cô út cũng chỉ đang bắt chước mẹ mà thôi. Giáo viên khuyên Itsuki nên tham khảo ý kiến cha mẹ, nhưng làm gì còn ai để cô hỏi, Itsuki cũng không muốn bố lo lắng thêm về chị em họ. Ông ấy không thể hiện ra bên ngoài nhưng chắc chắn vẫn quan tâm đến họ. Bó hoa trên mộ mẹ ngoài ông ấy ra thì còn của ai vào đây? Itsuki muốn đi hỏi ý kiến của cô giáo ở chỗ luyện thi. Hình như sắp tới có một lớp đặc biệt do giảng viên nổi tiếng dạy, đây là cơ hội để Itsuki tham khảo thêm. Sau cuộc trò chuyện với em út, Nino bỗng nảy ra ý tưởng mời bố tham dự lễ hội trường. Đang đi thì hai chị em đụng độ hội đồng khởi bánh pan, Nino tính chuồn đi thì lại nghe được giọng của Futazo. Hội chị em cho rằng Nino đứng về phe con trai vì cô nàng đang thích ai đó trong lớp. Khỏi cần suy nghĩ, Futazo tự tin khẳng định đó là mình chứ ai. Mấy bạn nữ nghe mà nhức cái lỗ tai, thôi ông tướng đừng có ảo tưởng sức mạnh như vậy chứ. Trong khi đó, bố của Futazo trực tiếp đến gặp bố của năm chị em. Hai người dường như có duyên nợ gì đó với vị giảng viên nổi tiếng kia, vì sau hơn chục năm rồi cuối cùng ông ta mới trở lại đây. Đến cuối tuần, như đã hẹn trước, Miku cùng Futazo đến thủy cung xem chim cánh cụt. Thực ra đây chỉ là tiền đề để Miku bày tỏ nỗi lòng. Thay vì theo con đường đại học, Miku muốn nghiêm túc học nấu ăn, cô nàng sợ Futazo sẽ thất vọng vì lựa chọn của mình. Tuy nhiên trái lại, Futazo lại nhiệt tình ủng hộ, điều này khiến Miku có đôi chút ngạc nhiên. Cô nàng muốn thông báo trước với Futazo vì cậu là người đặc biệt trong lòng cô. Khi đi chơi về, thanh niên giật mình thấy Itsuki ngồi trong phòng khách. Cô nàng đến để thông báo về kết quả thi thử của mình. Dù hơi lẹt đẹt, Itsuki vẫn muốn giữ vững lập trường theo đuổi nghề giáo của mình. Cuối cùng vào ngày hôm sau, lễ hội của trường cũng chính thức khai mạc. Mở màn là tiết mục ca múa nhạc do đội nữ sinh trình diễn, Nino xuất hiện là tâm điểm với vẻ đẹp vô cùng nổi bật. Sau màn vũ đạo như idol Hàn Quốc, Nino được đám con trai nhiệt tình săn đón muốn tặng hoa tặng quà. Nino áp lực đành trốn lên lớp, cô chị giật mình khi thấy em út đang cặm cụi đèn sách giữa không khí lễ hội tưng bừng. Ở bên này, Futazo đang dẫn đường cho vị giảng viên nổi tiếng. Vì bận bịu nên mãi đến 2 rưỡi, Futazo cùng hội chị em mới tụ họp được cùng nhau. Chị cả Ichika dù đang phải chạy xô vẫn tranh thủ ghé qua trường chung vui với mọi người. Các cô gái đã chuẩn bị một núi đồ ăn vặt. Trong lúc cả nhóm đang đớp vội, Futazo đột nhiên lên tiếng khiến năm cô nàng đồng thời sửng sốt. Thanh niên tuyên bố mình thích cả năm người, dù cậu muốn mối quan hệ của họ vẫn mãi như bây giờ, nhưng sau cùng Futazo vẫn buộc phải đưa ra lựa chọn của mình. Cậu sẽ suy nghĩ thật kỹ cho tới ngày cuối cùng của lễ hội lần này. Hôm sau, vì rảnh rang nên thanh niên gia sư muốn tận hưởng chút không khí. Có điều tiền mua đồ ăn cậu còn chẳng có. Đang lang thang giữa đường, Futazo bất ngờ gặp lại nhỏ lớp trưởng hồi tiểu học. Cuộc đi chơi thân thiết của đôi nam thanh nữ tú đã lọt vào tầm ngắm của hội chị em. Mới hôm qua còn tuyên bố thích 5 người, giờ đã gian gian díu díu với cô nào kia. Khi đụng độ Nino và Itsuki, nhỏ ta tỏ ra thân thiết quá đà khiến Itsuki nhức hết cả mắt. Cô út thẳng thắn tuyên chiến, chị có thể ở bên cậu ấy lâu hơn nhưng về độ sâu sắc thì chúng tôi không thua đâu nhé. Trước khi căng thẳng leo thang, Futazo phải đứng ra can ngăn vội. Cậu xác nhận rằng 5 chị em họ đều là những người bạn đặc biệt của mình. Nhỏ ta nghe vậy nhận thấy cậu đã trưởng thành hơn nhiều rồi và cô cũng không còn gì hối tiếc nên đã chủ động rời đi.
Thời gian 3 ngày lễ hội xem ra quá ngắn, nó không đủ cho Futazo cảm nhận lòng mình và đưa ra câu trả lời. Để làm rõ tâm tư anh gia sư, đạo diễn đã chia rõ từng phân cảnh cảm xúc của cậu với từng cô gái. Đầu tiên là Ichiko, khi kết thúc ngày thứ nhất của lễ hội, Futazo cùng chị cả đứng đợi taxi. Thấy phản ứng của Futazo về nụ hôn trên phim của mình, cô nàng khoái chí trêu chọc cậu. Vì yếu tố công việc nên Ichika có thể sẽ không quay lại trường được nữa, cô muốn được nghe trước câu trả lời của Futazo ngay tại đây. Nhưng thanh niên thoát bờ Z-sinh rất khéo, cậu nói trước mình sẽ không chọn ai trong số họ. Hôm sau khi đang quay dở, Ichia đột ngột nhận tin em gái mình ngất xỉu. Chị cả tức tốc đến thăm cô em, khi chắc chắn chuyện đã ổn thỏa, Ichika mới tranh thủ cùng Futazo đi dạo phố một chút. Cô gợi lại chuyện lựa chọn của cậu, Ichika muốn cậu hãy đối diện với cảm xúc thật chứ đừng trốn tránh như vậy. Cô nàng lần nữa đưa thanh niên vào thế khó. Ichika đưa tiền cho Futazo để mua nước, mỗi loại đồ uống tương ứng với một trong năm chị em. Thanh niên cắm rễ trước máy tự động tận 10 phút, khi cậu quay lại, Ichika đã trụ không nổi mà ngủ mất. Thanh niên bất giác nhìn vào môi cô nàng, Ichika ngay lập tức bắt quả tang ông cháu. Trong màn bắn pháo hoa tưng bừng, Ichika chớp nhoáng kéo Futazo lại rồi trao cho cậu một nụ hôn bất ngờ. Cậu chính là người con trai đầu tiên chạm môi với Ichika, nụ hôn trên phim của cô chỉ là với một diễn viên nữ mà thôi. Đến phần thứ hai, nữ chính lần này là Nino. Vào ngày đầu tiên của lễ hội, bộ trang phục idol trên người Nino làm Futazo thắc mắc. Tiết mục đó vốn là của Joshua, nhưng vì sợ em mình quá tải, Nino đã xung phong làm thay phần này. Hơn nữa, Nino muốn đứng trên cao quan sát tìm bố nhưng chẳng thấy ông ấy đâu. Futazo cùng Nino đi một vòng tìm kiếm, cậu giục cô bạn mau gọi điện trực tiếp, Nino từ chối vì thực ra cô vốn đã không hy vọng gì. Ngày thứ hai, trong khi Nino vẫn ủ rũ, Futazo trực tiếp tới muốn đưa cô đi tìm bố. Ông ấy đã thực sự xuất hiện và camera của lễ hội đã ghi lại được. Như thấy chiếc phao cứu sinh, Nino ngay lập tức đồng ý để cậu bạn đưa mình đi. Hai người phi thẳng đến văn phòng của ông Nakano, cô nàng còn mang cả bột bánh pan của Miku đến để nướng cho ông ăn. Nino muốn nói rằng năm chị em họ đều đang trưởng thành hơn. Ông Nakano chẳng nói gì nhiều, ông chỉ cắn một miếng vào bảo một mình không ăn hết được chỗ này, lần sau cả nhà hãy cùng nhau ngồi ăn. Ông đã nhìn ra chuyện này là do Futazo, nhưng ông không trách móc gì, thậm chí còn cảm ơn khi thật may đã có cậu giúp phá bỏ rào cản bấy lâu. Khi hai người ra về, Nino không may trượt chân tí thì ngã. May mà Futazo đỡ kịp, Nino đã sẵn sàng cho một nụ hôn nhưng thanh niên nói không. Futazo né một cách rất tỉnh và đẹp trai, vừa hay lúc này ông bố bước ra. Nhưng khi ông vừa quay mặt đi, Nino chớp nhoáng túm cổ thanh niên rồi hôn tại chỗ, đúng là người năm bình sữa người không bình nào. Sau hai người chị thì đến lượt Miku. Ngày đầu tiên của lễ hội, khi thấy tên con trai của phe Takoyaki xuất hiện, hội chị em cho rằng cậu ta tới để thám thính tình hình độ bánh pan bên này. Miku nhút nhát lần này lại tình nguyện sang bên đó một chuyến. Cô nàng mạnh dạn bước tới mua một phần Takoyaki. Tuy có chút cạnh tranh bè phái, hội con trai vẫn muốn lắng nghe cảm nhận của Miku về món của họ. Tranh thủ không khí này, Miku chủ động muốn hai phe làm hòa với nhau, cô thực sự muốn cả lớp kết thúc những năm tháng cấp 3 bằng kỷ niệm đẹp đẽ. Mấy tên con trai cục mịch này trông thế chứ cũng ý đồ lắm, mỗi cậu đã nhắm cho mình một đối tượng để mời đồ ăn. Và thế là vấn đề lục đục nội bộ đã được Miku tự đứng ra giải quyết ổn thỏa. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa mới đó mà gian hàng Takoyaki đã khói lửa phừng phừng và thế là bọn họ lập tức bị đình chỉ hoạt động. Ngày hôm sau, trong khi mải suy tính công việc cho lớp, Miku lại nhận tin Futazo đang đi chơi cùng với gái lạ. Sau khi cô gái đó rời đi, Miku liền đưa Futazo lên sân thượng để giải quyết chuyện hai phe nam nữ. Lúc này hai người họ đang lớn tiếng đôi co với nhau. Miku thấy thế liền đứng ra mắng cho họ một trận. Cả hai món đều ăn ngon, cả hai đều đã rất nỗ lực rồi. Bây giờ cô muốn các bạn nam hãy quay lại hỗ trợ chị em chứ đừng đứng đó so đo tính toán nữa. Thấy Miku nhút nhát nổi đoá như vậy, hai người kia cũng rén ngang. Khi chỉ còn lại cô và Futazo, Miku mới đẩy ông cháu ra tra khảo cô nàng ban nãy là ai. Sau khi nghe giải thích, Miku chưa thỏa mãn liền đè thanh niên ra cưỡng hôn tại chỗ. Ông cháu Futazo cứ đà này sẽ đớp hết cả 5 người mất. Lần này đến phần thứ tư của Joshua. Từ lúc lễ hội bắt đầu, Joshua đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi bao quát mọi việc. Sau khi gian hàng Takoyaki không may bốc cháy, căng thẳng giữa hai phe trong lớp leo thang, cô nàng cảm thấy mình càng phải giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Nhưng vì sức người có hạn, Joshua ham việc chẳng ăn uống gì đã ngất xỉu trong lúc chạy đi giúp đỡ mọi người. Vừa mới tỉnh lại trong viện, Joshua đã đòi quay lại trường tiếp tục nhiệm vụ. Có điều cô đã ngất xỉu khá lâu, ngày hội thứ hai ở trường đã kết thúc rồi còn đâu. Lúc này Joshua mới lờ mờ nhớ lại lúc gặp nhỏ lớp trưởng của Futazo trước khi ngất. Cô bạn đó nhận ra Joshua chính là cô gái đã gặp Futazo 6 năm trước.
nhỏ ta thắc mắc Futazo liệu có biết chuyện đó không, nhưng Zosuba lại xin cô bạn đừng nói ra. Trong khi Futazo đã tiến bộ rất nhiều thì cô lại vẫn dậm chân tại chỗ, Futazo luôn nỗ lực hết mình còn cô chỉ toàn gây phiền toái cho mọi người. Khi ra khỏi giường bệnh, Zosuba định quay hội trường nhưng mọi người đều về cả rồi. Cô bắt gặp Futazo trước máy bán nước, cậu mở cho cô xem đoạn băng về những chuyện đã xảy ra khi Zosuba xỉu. Những việc giang dở cậu đã được những người cậu từng giúp đỡ gánh vác nốt, cái này gọi là có qua có lại. Futazo nhắc nhở Zosuba thi thoảng phải biết nhờ vả người khác, thế là cô nàng nhờ luôn thanh niên xử lý phần việc của ngày cuối giúp mình. Hôm sau, khi Futazo ngồi mơ màng ở bậc thang, Zena đã xuất hiện trò chuyện cùng cậu. Thanh niên ngố tàu chẳng biết rằng đó chính là Zosuba. Cô lén lút trao cho cậu một nụ hôn, ông cháu còn cứ tưởng vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng Zosuba lại đang nấp phía sau rơi nước mắt. Cô nàng vừa mới cười vì nụ hôn lại buồn bã nhớ về chuyện 6 năm trước, Zosuba mạnh dạn buông bỏ quá khứ để tiến đến tương lai. Cuối cùng là phần cảm xúc của Itsuki. Vào ngày đầu tiên của lễ hội, cô út đã gặp vị giảng viên nổi tiếng để nói về giấc mơ nghề giáo của mình. Khi nghe Itsuki nói muốn giống mẹ mình, ông ta đã biết điều đó, bởi lẽ ông chính là thầy của mẹ cậu. Trước kia, ông chính là hình mẫu để mẹ của năm chị em theo đuổi ước mơ như Itsuki bây giờ. Nhưng lúc này, mọi chuyện vỡ lở ra khi ông ta tự nhận là chồng cũ của mẹ cậu, nói cách khác chính là bố ruột của năm người. Ông ta muốn lấy thân phận người cha để khuyên Itsuki từ bỏ nghề giáo, đừng vì chút ham muốn mà đi vào vết xe đổ của mẹ mình. Ngày cuối cùng, Itsuki quyết định không tới trường, Futazo biết lão già đó đã tiếp cận cô nên tìm tới tận nhà. Cô út lúc này rất buồn bã, mẹ cũng từng nhắc nhở chị em nhất định đừng trở thành người giống mình. Futazo không nghĩ vậy, nghề giáo có thể sẽ mệt mỏi, nhưng theo đuổi giấc mơ thì không có gì là sai trái. Itsuki như được tiếp thêm động lực, cô nàng hạ quyết tâm sẽ trở thành giáo viên bằng ý chí của mình. Sau đó cô đã trực tiếp tới gặp lão, nhưng cô này là ai chứ đâu phải Itsuki. Khi bố của Futazo và ông Nakano xuất hiện, lão dương dương tự đắc vì con gái tìm tới mình, chứng tỏ Nakano đã không hoàn thành trách nhiệm một người cha. Có điều đến tận lúc này, lão vẫn chưa nhận ra người trước mặt mình là Miku, còn cô út đã nấp một góc quan sát tất cả. Lão vẫn giả mồm kêu năm đứa đừng có nghe theo mẹ mình, cô ấy đã thừa nhận là hối hận với con đường đã chọn. Nhưng Itsuki không quan tâm, mẹ đã vứt bỏ tất cả vì năm cô con gái nên cuộc đời bà không thể là sai lầm được, người vô trách nhiệm như ông không có tư cách gì phán xét ở đây. Lão già đuối lý thì cay cú bỏ đi, mọi người đều hả hê trước cái bản mặt khó coi của lão ta. Itsuki cảm ơn Futazo đã cho mình dũng khí lựa chọn, từ giờ cô không cần phải quên đi mẹ nữa mà sẽ lấy bà ấy là kim chỉ nam cho mình. Vì đã được bốn cô chị hôn nên ông cháu bắt đầu sinh ảo tưởng, có điều Itsuki đâu có ý định đó, thanh niên tự thấy quê chỉ đành nở một nụ cười tự tin chữa ngượng. Tầm chiều tối, Futazo ngồi nghỉ ngơi cùng hai anh bạn cùng lớp. Cả hai người họ đều không phân biệt được hết năm chị em, duy chỉ có Futazo là làm được khoản này. Đột nhiên thanh niên bày ra biểu cảm kỳ lạ, thằng bạn ngồi bên nhìn là biết ông cháu đã dành tình cảm cho một trong năm người là cái chắc. Giờ vàng đã điểm, đây là lúc kết thúc của ngày lễ hội cuối cùng, cũng là lúc Futazo thông báo với năm người quyết định của mình. Năm chị em ngồi đợi cậu ở năm phòng khác nhau, khi thông báo cất lên, ông cháu chỉ việc tìm đến nơi cậu muốn. Không khí căng như dây đàn, Nino đang ngập tràn sự hồi hộp thì có tiếng mở cửa bước vào. Tưởng người ấy đã đến nhưng không, thì ra đó là cô em Miku đến chia buồn, hai cô gái thất bại trong tình yêu ôm lấy nhau mà khóc hu hu. Còn ở bên này, Zosuba vì nghĩ Futazo sẽ không chọn mình nên đã chạy đi đâu đó. Khi quay trở lại, sự xuất hiện của thanh niên làm cô bạn ngỡ ngàng bật ngửa. Ông cháu còn chưa kịp mở lời thì Zosuba đã buông lời cay đắng. Cô rất cảm kích vì được Futazo dành tình cảm, có điều cô nghĩ cậu nên chọn một người khác tốt hơn mình để hẹn hò. Không để Futazo có cơ hội giải thích, Zosuba chạy tọt đi mất tăm mất tích. Zosuba lúc này nhớ về chuyện 6 năm trước. Hai đứa cùng nhau đi chơi về tối muộn, Futazo còn 200 yên trong khi đó Zosuba đã tiêu hết sạch. Thanh niên chẳng nghĩ ngợi gì mà ném luôn đồng tiền vào chỗ quyên góp cho chùa. Vậy là giờ cả hai không có tiền như nhau, hai đứa nhà đều nghèo nhưng suy nghĩ lại rất khác biệt. Futazo có vẻ rất vô tư nhưng Zosuba thì rất đắn đo về điều đó. Mới bé tí mà cô đã lo cho mẹ, thậm chí còn cho rằng nếu không có mình mẹ đã có thể sống dễ dàng hơn. Cô quyết tâm học thật nhiều để kiếm tiền giúp mẹ sau này. Tâm sư của Zosuba đã thay đổi suy nghĩ của Futazo. Nó khiến một đứa nhóc ham vui thay đổi bản thân, cậu quyết làm việc chăm chỉ để em gái có được cuộc sống tốt hơn mình bây giờ. Sau đó, Zosuba là người đầu tiên muốn thay đổi, cô nàng đã đeo chiếc nơ lên để không bị nhầm với các chị em khác. Itsuki sau đó đã học theo và đeo ngồi sao lên đầu. Thời điểm đó, Zosuba luôn đạt điểm cao nhất năm chị em. Nhưng mỗi lần khoe với bố, ông đều lạnh lùng nhắc cô tiếp tục cố gắng. Để tập trung học, Zosuba còn đem hết game của mình cho Miku hết.
Có điều càng về sau, kết quả học tập của các chị em khác lại càng đi lên, còn Josuba lại càng đi xuống. Bù lại, cô nàng lại rất nổi trội trong mảng thể dục thể thao. Sự phất lên nhất thời khiến Josuba quay lưng với các chị em, cô nàng muốn mình là giỏi nhất. Khi Miku ngỏ ý muốn kèm em gái học thì Josuba đã thẳng thừng từ chối. Josuba khẳng định mình là đặc biệt nhất, nhưng đặc biệt chẳng thấy mà chỉ thấy cá biệt thì có. Thành tích thể thao của cô rất ấn tượng nhưng học hành thì ngược lại hoàn toàn. Bố quyết định rút học bạ cho cô sang trường khác, Josuba lúc này mới nhận ra mình chỉ còn một thân cô đơn. Nhưng nhớ lời mẹ dặn, các chị em vẫn sẽ không bỏ rơi nhau, bốn người từ đâu lôi ra đống phao thi để khiến năm người lần nữa được đồng hành. Kể từ đó, Josuba quyết tâm bỏ ý định thành số 1, cô muốn sống vì mọi người nhiều hơn. Trở lại thực tại, Futazo vẫn đang dí theo Josuba tới cùng. Ông cháu bất cẩn vấp cỏ té tại chỗ, không có một pha check va nào ở đây nhưng nó cũng khiến Josuba phải dừng lại. Futazo thấy vậy liền túm chặt lấy cô nàng, cậu bày tỏ nỗi lòng mình rằng nếu không nhờ cô thì Futazo đã không tiến bộ được như hôm nay. Nhờ có Josuba luôn ở bên, một người vốn yếu đuối như Futazo đã được hỗ trợ rất nhiều. Cô nàng nghe mà cảm động rớt nước mắt, dù rất muốn ông cháu từ bỏ, Josuba vẫn không chống lại được cảm xúc thật mà nói yêu Futazo. Có điều hiện tại, cô nàng vẫn chưa thể đồng ý hẹn hò ngay được, tất cả cũng là vì lo cho bốn chị em còn lại. Nino thấy thái độ em gái thì mắng cho một trận. Rõ ràng mọi người đều biết cả năm đều dành tình cảm cho Futazo, cậu ấy đã đưa ra lựa chọn thì Nino không muốn cô em phải lo lắng cho mình. Còn nếu cứ thế này, Nino sẽ cắt đứt quan hệ chị em luôn đó. Tiếp đến là Miku, cô nàng đeo chiếc nơ lên đầu để làm Josuba, nếu không được chọn thì chỉ còn cách này mà thôi. Sau đó hai chị em đã đi karaoke với nhau, Miku nói rằng vừa nãy mình đùa chút thôi, bởi có muốn cô cũng không thể biết thành em được. Trong chuyện này, năm chị em không phải bạn lại càng không phải thù. Cô chỉ muốn Josuba hãy đối diện với mọi chuyện, hãy chấp nhận cảm xúc của các chị em, họ cũng sẽ không giúp cô trong chuyện này đâu. Hôm sau tại trường học, Futazo và Itsuki đang chui lủi trong phòng học thì hai chị em khác bước vào. Josuba xin lỗi Nino vì chuyện hôm qua, cô đến đây để cho chị thấy quyết tâm của mình. Có thể không cần ngay bây giờ, Josuba muốn Nino hãy từ từ chấp nhận chuyện của mình và Futazo, cô sẽ chứng minh tình cảm của bản thân không hề thua chị. Nino thấy thế cũng nguôi ngoai đôi chút, cô dọa rằng chỉ cần em lơ mơ đôi chút là chị sẽ tấn công ngay đấy. Sau khi làm rõ chuyện với em gái, Nino mới gọi hai cái đứa đang chui lủi phía dưới ra mặt. Josuba lúc này mới nhận ra mình đã bị chị gái lùa vào chồng. Hôm sau, cặp đôi mới yêu đã có buổi hẹn hò đầu tiên. Tất nhiên bốn chị em cũng bám đuôi theo để giám sát xem hai đứa sẽ làm gì. Nhìn chúng nó nhạt nhẽo mà Nino tức cái lồng ngực, nhưng xem ra cứ để cả hai tự nhiên như vật là tốt nhất. Futazo muốn dẫn Josuba đến một nơi, quán ăn gia đình, thư viện và cả nơi này, tất cả đều là những nơi đầy ắp kỷ niệm của Futazo về Josuba. Cô nàng cảm thấy năm người mà chỉ có mình được hạnh phúc thì không ổn lắm. Nghe theo lời Futazo, Josuba đứng lên xích đu làm một cú nhảy thật xa, thần kinh vận động của cô đúng là đáng nể. Đến lượt thanh niên đú đờn, ông cháu cũng muốn thể hiện một chút, có điều không may xích đu bị đứt khiến Futazo được một chuyến hạ cánh khẩn cấp trên mặt đất. Thanh niên nhanh chóng nảy số chữa quê, cậu get on one knee và xin Josuba hãy kết hôn với mình. Lúc này cô nàng mới nhớ ra, ước mơ hồi bé của mình chính là được trở thành cô dâu. Tất nhiên chưa phải bây giờ, cả hai hứa sẽ cùng nhau cố gắng để tương lai giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Ngày hôm sau, Futazo đến thông báo với bốn chị em về chuyện mình đã được nhận vào một trường ở Tokyo. Cơ mà chuyện đó bọn này biết hết rồi, thanh niên quê quá thì quay xe tạm biệt hội chị em. Bốn người nhìn bóng lưng cậu rời đi mà rớt nước mắt, dù đã kỳ trước phải mạnh mẽ nhưng xa Futazo thì chị em không mạnh nổi. Sau đó, tất cả cùng tập trung ôn luyện cho mục tiêu tương lai của từng người. Josuba có buổi phỏng vấn thành công và đã chính thức vào đại học. Nino và Miku cùng nhau trúng tuyển lớp nấu ăn chuyên sâu, Itsuki sau bao nỗ lực cuối cùng cũng chạm đặt một chân đến ước mơ trở thành giáo viên của mình. 5 năm sau, khi nhập được thiệp mời của Josuba, chị em lại có dịp tụ họp về chung vui. Nino và Miku lúc này đã làm chủ cửa hàng ăn uống, Itsuki đã làm một cô giáo trưởng thành, còn chị Ichika thì vẫn phất với nghiệp diễn của mình. Để mừng đám cưới Josuba, bốn chị em trao lại cho cô cặp bông tai kỷ niệm của mẹ. Vì bận công việc, đến sát giờ cưới thì ông bố Nakano mới có thời gian ghé qua. Thanh niên thấy bố vợ thì hốt cả hoảng vội cúi đầu cảm ơn. Cậu tranh thủ xin lỗi vì nhiều lần vô lễ trước đây của mình. Bỏ qua chuyện đó, ông Nakano muốn biết cậu có yêu Josuba thật lòng không? Tất nhiên Futazo trả lời là có, lúc này ông thông gia cũng đã đến để bầu bạn với bố của năm chị em. Trước khi chính thức vào lễ đường, năm chị em muốn thử thách tình cảm của Futazo dành cho Josuba. Màn biến hóa năm người như một chính là để xem thanh niên liệu có phân biệt được đâu là vợ mình.
Có điều chiêu này sao có thể làm khó được thanh niên, vì đã ăn hàng quá nhiều nên cậu dễ dàng phân biệt được từng người. Người đầu tiên là Ichika, chuyên gia ngủ nướng, tiếp theo đó là Nino, mạnh mẽ và nghiêm khắc, thứ ba là Miku, nhút nhát, thứ tư là con nhỏ Itsuki Mekaji. Và cuối cùng, người con gái của Futazo chính là Josuba đây. Cậu đeo lên cho cô dâu chiếc nhẫn cưới, sau đó họ đã có một lễ thành hôn cảm lạnh với bài diễn văn dài đằng đẵng của Josuba. Sau khi kết thúc, người phục vụ đưa trả lại cho Josuba chiếc nơ xanh quen thuộc. Nhưng cô nàng vậy mà lại muốn bỏ nó đi, cô không cần đeo nơ nữa vì bây giờ đã có người không cần đến nó vẫn nhận ra mình. Đột nhiên Futazo mở mắt ra, cậu hỏi mọi người về lễ kết hôn nhưng làm gì có hôn lễ nào. Hóa ra tất cả đều là ông cháu tự mơ nãy giờ. Thanh niên còn mơ đến đoạn chọn địa điểm cho tuần trăng mất rồi mới tiếc chứ. Trở về hiện tại, giờ là lúc Futazo phải quyết định địa điểm du lịch cho cả nhóm, chính cậu là người đề xuất một chuyến đi chúc mừng lễ tốt nghiệp. Không ngoài dự đoán, mấy chị em lại bắt đầu cãi nhau xem đâu mới là vui. Vậy là hành trình lựa chọn của Futazo đã khép lại, tuy mới là mơ nhưng đó cũng có thể là tương lai tươi đẹp của cả nhóm trong 5 năm tới. Cuối cùng Futazo trân trọng quá khứ và lựa chọn người giúp cậu thay đổi, tới đây thì xin chia buồn cho những thuyền viên của những con thuyền khác. Nhà có năm nàng dâu là bộ anime Kute Fo Mai que về cuộc sống của chị em sinh năm nhà Nakano và anh gia sư Futazo may mắn. Các bạn có thể theo dõi review các phần khác của bộ phim trên chiếu phim anime, còn hôm nay chúng ta sẽ đến với những câu chuyện từ manga không được chuyển thể trong anime chính. Dù trời đã tối muộn, nhưng lúc này trong thư viện, Futazo cùng năm chị em vẫn đang miệt mài đèn sách cho kỳ thi đại học sắp diễn ra. Chuyến dã ngoại học tập đã chính thức khép lại, 5 người còn 6 tháng để hoàn thành ước mơ tất cả cùng tốt nghiệp với nụ cười trên môi. Vì điểm số của các cô nàng đã tiến bộ khá nhiều, Futazo quyết định sẽ tạm nghỉ làm gia sư một thời gian trong tháng hè này. Mấy chị em nghe tin như sét đánh ngang tai, nhưng dù sao con người ta sẽ có lúc cần sự riêng tư như Trấn Thành mà thôi. Dù những tháng hè là thời gian chủ chốt cho những ai muốn ôn thi đại học, Josuba vẫn mong Futazo thỉnh thoảng hãy ghé thăm năm chị em. Nino chắc là người bình tâm nhất ở đây, cô nàng vẫn có nhiều cơ hội gặp Futazo ở chỗ làm thêm, kiểu này thì Nino thừa sức biến khó khăn thành cơ hội cho riêng mình rồi. Trước khi tạm chia tay nhau, để đáp lễ cho món quà sinh nhật, Futazo đặc biệt chuẩn bị cho năm chị em một cuốn album có ảnh của tất cả các cô. Trông thì có vẻ cùi bắp nhưng tay nghề chụp ảnh của Futazo cũng không phải dạng xoàng đâu, tấm nào tấm đấy cũng có thể nhìn ra thần thái năm chị em đầy chất nghệ. Ngày hôm sau, mới sáng sớm Futazo đã bị cô em gái lôi ra chất vấn về tư liệu quý. Cô bé không ngờ thằng anh mình lại bí mật được những cuốn sách kiểu này cho được. Tưởng đâu là một cuốn tạp chí hạn chế lứa tuổi, nhưng hóa ra đó chỉ là sách hướng dẫn tình ái cho học sinh cấp 3. Như phản ứng bình thường của một cậu trai chột dạ, Futazo ấp úng chối rằng nó là của thằng bạn anh thôi, chứ ông anh liêm chính của em sao lại được mấy thứ ba lăng nhăng như này được. Đột nhiên điện thoại trong nhà reo lên, đầu dây bên kia là anh chủ tiệm kém may mắn gọi để thông báo công việc cho Futazo. Ở bên này, Nino cũng đã hay tin ông chủ gặp tai nạn, hai nhân viên quyết định cùng nhau làm chuyến thăm bệnh chủ của mình. Có điều thái độ của Nino hôm nay lạ lắm à nha. Cô nàng vừa tới đã không ngừng soi mói rồi gắt gỏng với Futazo, ngay cả ông chú đang bó bột ở đây cũng nhận ra thái độ kỳ lạ của cô nàng. Thanh niên thấy kịch bản này có chút quen quen, có khi con nhỏ cũng đang triển khai kế sách trong cuốn bí kíp tình ái mà cậu đọc ban sáng. Ông chủ tiệm chắc chắn Nino đang giận thằng đệ của mình, có điều ông chú không biết rằng vừa thoát khỏi tầm nhìn của hai người Nino đã biến thành một con người khác. Cô nàng thấy mình diễn xuất hơi lố mất rồi, trước giờ Nino đã bao giờ ăn nói như dân chợ búa như thế trước mặt cờ rút đâu cơ chứ. Đột nhiên cô nàng chạm mặt bố nuôi Nakano của năm chị em, ông đã biết tin năm người đệ đơn xin từ chối quyền sử dụng căn hộ hiện tại. Tuy nhiên căn hộ đó vốn là được thuê cho các cô sinh sống, ông muốn chị em cứ tiếp tục tự nhiên sử dụng không cần để tâm đến mình làm gì. Ông Nakano vừa đi thì Futazo thình lình cất giọng, thanh niên tặng bó hoa còn lại cho Nino coi như món quà sớm cho ngày giỗ mẹ của cô. Chân bé đù cứ tưởng Nino đang giận mình thật mới ngố, ông chủ tiệm đứng từ xa quan sát có khi tăng xông vì độ gà mờ của thằng đệ mình. Vừa chính thức tạm nghỉ làm gia sư, Futazo quyết định đưa em gái của mình đi chơi biển cho xả xì chết. Không chỉ có hai người, gần như tất cả đám bạn trong lớp của Futazo hôm nay không hẹn mà đều có mặt tại đây. Duy chỉ có năm chị em Nakano là không thấy tung tích đâu, uổng công cô em gái đã cực kỳ mong chờ năm người xuất hiện. Trong lúc đó, các cô nàng đang tất bật với công cuộc đóng gói đồ đạc cho cuộc chuyển nhà. Ichika phát hiện ra bức tranh mà bé Kiku từ vẽ khi ở đây với họ, không ngờ đã được một năm từ lúc nhóc con đó được gửi đến cho mọi người chăm sóc vài ngày.
Lúc đó Futazo đang lên lớp 5 chị em thì bị cô nhóc réo tên, thanh niên trở thành người may mắn được Kiku chọn làm đối tượng vui đùa ngày hôm nay. Cô bé dẹp ngay các trò búp bê lỗi thời của ông cháu, thay vào đó, Kiku đã quyết định chơi trò giả lập gia đình cùng Futazo. Tất nhiên anh gia sư được chỉ định đóng vai bố rồi, Miku thấy thế lập tức xin một slot đảm nhận vai trò làm mẹ. Nhưng mà Kiku không có thích, nhà này không có mẹ được vì mẹ đã đi cặp kè với bồ rồi. Trò chơi càng lúc càng đi xa dưới bàn tay nhào nặn kịch bản như trong chóng của bé Kiku. Sự đối xử ấm áp của Futazo với cô bé làm Miku cảm động rớt nước mắt. Không thể kìm lòng được nữa, Miku trực tiếp tiến đến đề nghị Futazo hãy hẹn hò với mình đi. Nào ngờ quá cả mong đợi của Miku, ông cháu mạnh dạn đốt cháy giai đoạn bằng việc đề nghị kết hôn luôn đi. Thì ra thanh niên vẫn đang nhập vai trong vở kịch của Miku, thế mà làm con gái nhà người ta mừng hụt mới đau. Cô nàng cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Dù vậy, Miku cảm thấy 6 người lúc nào cũng vui chung với nhau như bây giờ cũng không phải ý kiến tồi. Trở về thực tại, chuỗi ký ức bồi hồi cảm động khiến Nino lập tức nhấc máy lên gọi cho Futazo. Tuy nhiên đáp lại cô nàng chỉ có tiếng thuê bao quý khách của chị tổng đài viên. Năm chị em tưởng ông cháu đang cơ đơn buồn bã lắm, nào có ngờ thanh niên đang nghịch như quỷ sứ tại bãi biển với hội bạn cùng lớp. Xem ra anh gia sư của chúng ta đang rất tận hưởng cuộc vui hiếm có lần này. Điều này thực sự khiến hội bạn trong lớp ngạc nhiên đấy, bởi mọi người không ngờ thanh niên khô khan như cậu cũng có lúc hớn hở giống ngày hôm nay. Đến thằng bạn trí cốt cũng lấy làm lạ khi Futazo hòa hợp với mọi người. Có điều, màn pháo hoa cuối cùng ông cháu không thể tận hưởng vì bé Giai Ha đã mệt rồi. Dù hôm nay đã rất vui, Futazo vẫn cứ cảm thấy đang thiếu một cái gì đó thì phải. Giá mà có cả bọn họ thì chắc chắn đã vui hơn nhiều rồi. Hôm sau hai bên đã liên lạc với nhau, bé Giai Ha giờ mới biết các chị bận chuyển nhà mà hôm qua đã không đi được. Các cô nàng cũng không ngờ thanh niên như cậu lại mò mẫm ra biển cơ đấy, tí nữa thì hai bên đã có cơ hội chạm mặt nhau rồi. Đột nhiên Futazo giật lấy điện thoại lên tiếng, thanh niên ấp a ấp úng mãi không nói hết được một câu. Tóm cái váy lại là cậu muốn rủ năm chị em đi bể bơi một chuyến với mình, xem ra sự thiếu vắng niềm vui từ năm cô gái khiến thanh niên bứt rứt trong lòng đến chịu không nổi đây mà. Sau lần đi chơi trước vắng năm bóng hồng, Futazo về nhà đã chủ động gọi điện mời các chị em làm một buổi vui chơi bể bơi cùng mình. Cuộc chơi được triển khai ngay ngày hôm sau, vì Futazo chưa đến nên năm người cứ vào rửa tay thay quần áo trước cái đã. Miku để ý thấy biển báo cấm những ai có hình xăm vào bể bơi, cô nàng quay sang lo lắng cho Nino nhưng dân chơi này làm gì có hình xăm nào. Cả bốn người cứ tưởng dân chơi sành điệu như Nino thì chắc chắn là đầy mình, hoặc ít ra cũng là chút mực thể hiện tình cảm với ai đó lên thân thể ngọc ngà này. Itsuki thấy không khí như bây giờ rất tốt, quả nhiên không có Futazo thì không khí giữa năm chị em họ vô cùng yên bình, cô nàng cầu trời khấn Phật cho ngày hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Trong lúc Itsuki đi mua đồ ăn cho các chị em, Futazo bất thình lình cất giọng từ phía sau làm cô út giật hết cả này. Thấy thanh niên sốt sắng tìm bốn người còn lại, Itsuki vội vàng đánh trống lảng bằng việc flex bộ đồ bơi mới mua của mình. Hai mảnh bikini vừa mỏng vừa nhỏ khiến tâm hồn Itsuki như muốn bung ra ngoài, thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn như ông cháu đây khó mà có thể không nhìn cho được. Bỏ qua vấn đề đồ bơi, Futazo định cất lời hỏi về những người khác thì Itsuki lại tiếp tục trống lảng, xem ra cô nàng sợ chuyện như hồi cùng nhau đi chuyến tham quan tái diễn đây mà. Trên đường giả vờ đưa thanh niên đi tìm các chị, Itsuki tự hứa với mẹ là sẽ giữ gìn trật tự trong mối quan hệ của năm chị em. Cứ hễ nhìn thấy bóng dáng quen quen là cô nàng lập tức đưa Futazo lượn qua hướng khác ngay lập tức. Nhưng xem ra ở đâu cũng thấy các chị mình xuất hiện, cô nàng bí quá hóa liều định đưa Futazo giấu khỏi tầm mắt của mọi người. Đang lúc rằng co thì Ichika và Josuba đã bắt quả tang tại trận. Itsuki cứ tưởng mọi chuyện toang đến nơi rồi, nào ngờ hai chị của cô lại cư xử vô cùng nhẹ nhàng như chưa hề có gì từng xảy ra. Không khí tuyệt hơn rất nhiều so với suy nghĩ của Itsuki, xem ra Josuba đã quyết định quên đi quá khứ và chị Ichika cũng không để bụng sự cố tại chuyến tham quan. Vừa nhìn thấy Futazo, Miku và Nino cũng như bắt được vàng mà chạy vội tới ôm chầm ông cháu. Ông kính đặc biệt chú ý đến những nơi cần chú ý, những sự tròn đầy căng mọng trước mắt làm ông cháu muốn bình tĩnh cũng không kìm lòng nổi, Miku còn mạnh dạn nhờ Futazo thoa kem chống nắng cho mình. Tất cả giờ đã đông đủ ở đây, thế thì đã đến lúc thưởng thức trò chơi hấp dẫn nhất tại công viên nước này rồi. Thác nước cao vãi lúa xuất hiện trước mặt các chị em, ai nấy đều hào hứng chỉ có Itsuki là bắt đầu thấy run cầm cập rồi đấy. 6 nam thanh nữ tú sẽ được chia thành 3 cặp chơi một lượt. Sau màn búa kéo bao hên xui, thế quái nào chính Itsuki lại trở thành người được chọn để bắt cặp cùng Futazo.
Dù hơi tiếc vì không được ngồi phao cùng cờ rút, Nino và Miku vẫn cực kỳ tận hưởng thác nước tuyệt vời này cùng các chị em. Trong khi đó, ở chỗ xuất phát, Itsuki vẫn đang tá hỏa vì vừa sợ lại vừa bắt gặp đúng đối tượng mình mà hai chị của cô đang nhắm đến. Futazo cũng đã thừa biết sự quan tâm của Miku và Nino dành cho mình, thực sự cậu đã và đang đọc sách để nghiêm túc suy nghĩ về điều này. Tạm gác lại chuyện tình yêu tình báo vì đã đến lượt của hai người, Itsuki quyết định mình sẽ ngồi sau để Futazo cầm lái con tàu này ra khơi. Ông cháu khôn như cún tranh thủ tựa đầu vào quả đồi mềm mại đằng sau, Itsuki lúc này mới nhận ra ý đồ của hai chị gái khi muốn cặp cùng Futazo là thế này đây. Cả nhóm chơi đã đợi đến tận tối muộn mới bắt đầu xách đồ ra về. Ichika phát hiện ra vết đồ bơi do phơi nắng trên vai Yotsuba, kết quả của việc không thoa kem chống nắng là thế đấy, cánh tay thanh niên Futazo cũng đã chuyển sang bánh mật quyến rũ. Riêng chỉ có phần mu bàn tay là vẫn trắng tinh giữa một vùng trời nâu đen, thì ra đó là dấu vết lúc tay của Itsuki được thoa kem chống nắng chạm vào đây mà. Yotsuba nhận thấy mối quan hệ của họ đã thực sự tốt lên trông thấy, nhưng Itsuki vẫn lấn cấn thay cho cô chị, chẳng nhẽ chị Yotsuba thực sự muốn mọi chuyện sẽ thành ra như thế này hay sao? Vì Nino và Miku đã chủ động nên cô không muốn xen vào, nhưng rõ ràng Yotsuba mới chính là người đã luôn ở bên theo dõi và động viên Futazo. Yotsuba nhớ lại cái ngày mình bắt gặp Futazo lần đầu tiên tại trường mới, cái tên trên tờ giấy cô nhặt được khiến Yotsuba không khỏi kinh ngạc. Dù Futazo không còn ăn chơi như thời chầu tre, nhưng được gặp lại người ấy quả là duyên trời sắp đặt đây mà. Futazo đã là một con người khác, đến cả lúc ăn trưa ông cháu vẫn tranh thủ học bài chứ không lười nhác như trước. Sự thay đổi vượt bậc của người ta làm Yotsuba thấy xấu hổ quá, trong khi mình vẫn chỉ là mình làm mẩy thì người ta đã làm nên công trạng rồi. Từ sau đó họ càng lúc càng có duyên tiếp xúc với nhau, dù vậy Yotsuba nghĩ Futazo sớm đã quên những chuyện về mình từ lâu rồi. Không những thế, cô nàng cảm dần nhận ra các chị em của mình cũng đã có những cảm xúc đặc biệt với Futazo. Nhưng Yotsuba đâu có ngờ mình lại chính là động lực để cậu ấy thay đổi bản thân. Dẫu vậy, cô vẫn quyết định sẽ không trở thành người duy nhất trong năm chị em có được hạnh phúc. Chính vì suy nghĩ đó, Yotsuba đã từ chối lộ diện trước mặt Futazo, thay vào đó cô nàng nhờ Itsuki hóa thân thành Zena để hẹn hò cùng người ấy giúp mình. Nhìn Futazo hạnh phúc với người mà cậu ấy tưởng là mình, Yotsuba xúc động rớt nước mắt, nhưng cô cũng chỉ có thể chân thành xin lỗi Futazo vì mình sẽ không vì bản thân mà bỏ lại chị em. Itsuki vô cùng đau lòng với sự éo le ấy, vốn dĩ ai cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, cô không muốn chị gái vì người khác mà đánh đổi toàn bộ cảm xúc như vậy được. Từ lúc đó, Yotsuba luôn lặng thầm quan sát Futazo và mong cho ông cháu sớm tìm được ai khác xứng đáng hơn. Nhưng dù có cố gắng thế nào đi nữa, từ trong sâu thẳm tâm hồn của mình, Yotsuki vẫn không thể quên những khoảnh khắc được có không gian riêng tư với người ấy. Ngay từ cái ngày của 5 năm trước ấy, cô nàng đã luôn yêu Futazo cho đến tận bây giờ. Thời gian nghỉ hè cuối cùng đã kết thúc, các cô gái lại tất bật quay về với công cuộc rùi mài kinh sử cho kỳ thi đại học chuẩn bị diễn ra. Bốn chị em bắt gặp Futazo trên đường đến trường, Miku không còn nhút nhát như trước mà mạnh dạn rủ Futazo đi làm thêm sau giờ học với mình. Itsuki thì vẫn còn đang ngái ngủ, trong khi các bạn đang thoải mái nô đùa thì cô nàng phải học đêm học hôm để chuẩn bị bước lên một cương vị mới. Lúc này ở nhà, chị Ichika nhận được một tấm thiệp mời quảng cáo cho lễ hội trường sẽ diễn ra trong 3 ngày. Đó cũng sẽ là lúc Futazo đưa ra câu trả lời cuối cùng cho mối quan hệ của cậu và 5 chị em Nakano.